Ngày thứ hai là cái âm hàn thời tiết, tuy không giống sơn ngoại như vậy đến xương mà lánh, lại cũng không chịu nổi, nhưng cổ thôn người trên mặt lại tươi cười không ngừng. Cửa ải cuối năm gần, đại gia vội chút trong nhà ngoài phòng vụn vặt sự, đều cùng ăn mặc có quan hệ, tâm tình thật phần hảo. Lúc này trong thôn tới cái người bán hàng rong, hơn 40 tuổi gầy hán tử. Hắn đuổi một đầu lừa, chở hai cái sọt, chính mình trên lưng cũng bối một cái sọt, lộng chút trong núi không có các màu tạp hóa, cùng tức phụ các bà tử đổi thổ sản vùng núi. Hắn đem sạp ngừng ở lão quả cân trước ra môn làm buôn bán. Hoàng Ly đang cùng Phương Hỏa Phượng Hồng Linh đem một phiến hồ ngạnh bồ sát ván cửa nâng đến trong viện thổi lượng, làm hảo cắt đế giày tử, nghe thấy bên ngoài người đến người đi mà ồn ào, cũng muốn đi nhìn một cái. Nàng đối Phương Hỏa Phượng nói, cũng không biết đều bán chút cái gì, ta đi xem có cái gì hiếm lạ đồ vật, chúng ta cũng đổi chút, trong nhà còn có không ít dược liệu cùng ra đâu. Phương Hỏa Phượng liền đối với Hồng Linh nói, ngươi bồi tam cô nương đi nhìn một cái. Hồng Linh liền cùng Hoàng Ly tay cầm tay đi ra ngoài. Đi vào sạp trước, chỉ thấy vây quanh một vòng tức phụ bà tử, cũng có nữ hoa nhi, dò hỏi cùng cò kè mặc cả thanh âm hết đợt này đến đợt khác, sinh ý thật phần thịnh vượng. Khó khăn chen vào đi, Hồng Linh vừa thấy, bất qua mấy cái sọt mà thôi. Những cái đó vải vóc cùng kim chỉ đầu hoa châm sức chờ vật đều mở ra bãi trên mặt đất, cung người quan khán chọn lựa. Tiểu nữ hoa cùng tức phụ nhóm nhất vừa ý những cái đó đồ trang sức hoa tai chờ vật, nhất nhất cầm lấy tơi hỏi người bán hàng rong như thế nào đổi. Hồng Linh là từ hào môn thâm trạch ra tới, ánh mắt tự nhiên bất đồng. Ở nàng trong mắt, đừng nói những cái đó đầu hoa, chính là kia châm bạc cũng so ra kém hoàng gia tỉ muội mang một châm có giá trị. Kia đều là Lâm Xuân dùng tới tốt gỗ nam tạo hình ra tới, quang tinh điêu tế trác tay nghề liền tuyệt phi những cái đó tục vật có thể so. Vì thế, nàng giữ chặt Hoàng Ly, không cho nàng mua những cái đó, chỉ chọn lựa kim chỉ. Chọn không ít, cùng người bán hàng rong giảng định dùng dược liệu tới trao đổi, sau đó Hồng Linh liền canh giữ ở này, Hoàng Ly về nhà lấy thuốc tài. Hồng Linh liền mắt lạnh nhìn mọi người trao đổi hàng hóa. Cùng tiểu tức phụ đại khuê nữ không giống nhau, các bà tử là luyến tiếc mua những cái đó phụ tùng, các nàng càng chú ý sinh hoạt. Nhân hỏi người bán hàng rong, sao không lộng chút muối tơi bán đâu, ta tưởng đổi chút muối ra đi. Người bán hàng rong cười làm lành nói, ai ra, vị này đại thẩm nói được đảo dễ dàng, ta còn không biết này trong núi thiếu muối, tiền lại hảo kiếm, cũng muốn có năng lực lộng tiến vào mới thành, kia đồ vật chết trầm. Làm sao so được với ta mấy thứ này nhẹ nhàng. Lại nói, ta tới phía trước cũng hỏi thăm qua, các ngươi trong thôn Lâm gia không phải bán muối sao, ta liền không phiến cái kia hóa, lộng này đó kim chỉ, đổi điểm thổ sản vùng núi đi ra ngoài bán, kiếm một ít vụn vặt tiền đồng sinh hoạt. Muốn phát đại tài, chúng ta như vậy nhưng không thành. Mọi người nghe xong đều cười vang lên. Nhất thời Hoàng Ly cầm chút dược liệu tới, thay đổi đồ vật liền cùng Hồng Linh đi rồi. Người bán hàng rong nhìn các nàng bóng dáng, hỏi một cái tức phụ, vừa rồi cô nương này là ai? Nhìn không giống trong núi người. Kia tức phụ nói, nàng vốn dĩ liền không phải, nhân gia chính là đại gia ra tới. Người bán hàng rong, nga, một tiếng, đầy mặt hứng thú hỏi, là Thiên Kim tiểu thư. Kia tức phụ cười nhạo nói, nàng mới là Thiên Kim tiểu thư nha hoàn. Người bán hàng rong nghe xong càng kinh, vội vàng hỏi sao lại thế này. Vì thế, mọi người một bên đổi đồ vật, một bên đem hoàng gia sự nói cho người bán hàng rong nghe. Nói, người bán hàng rong không thế nào, các nàng chính mình lại tranh luận lên, có nói Phương cô nương hảo chút, có nói Đỗ Quyên hảo, có người nói Hoàng đại nương thích Phương Hỏa Phượng. Có người nói Phùng Thị thích Đỗ Quyên, càng có người ta nói Hoàng Nguyên là thích Phương Hỏa Phượng. Chính là Đỗ Quyên có cá nương nương chống lưng, hoàng gia người không dám đắc tội nàng, mới nháo đến như vậy, mọi thuyết xôn xao. Người bán hàng rong gầy trên mặt mỉm cười, hứng thú giạt rào mà nghe. Hắn có khi cũng cắm một câu, tỉ như, lão tổ mẫu thích, khẳng định nghe lão tổ mẫu. Người khác liền giải thích nói, nhà bọn họ tách ra,
đại nhi tử không cùng cha mẹ quá. Người bán hàng rong liền bừng tỉnh đại ngộ nói, không cùng tổ phụ tổ mẫu chủ một khối nha. Thôn nhân đạo, hoàng đại nương bọn họ chủ trong thôn mặt. Mọi người tuy rằng nghị luận việc này, xuất phát từ đối hoàng nguyên tôn trọng, lại không nói bậy. Bởi vậy nhàn thoại một hồi còn chưa tính, thay đổi khác đề tài. Chờ này một đợt người đi rồi, người bán hàng rong liền đem dư lại đồ vật hợp lại lên, đặt ở lừa trên lưng, hướng trong thôn đi đến. Vừa đi vừa kêu, hảo xảo bất xảo, đi vào hoàng gia nhà cũ trước cửa. Nơi này, hắn lại bị người vây quanh. Hoàng đại nương cũng cầm chút thổ sản vùng núi tới đổi kim chỉ cùng vải bông. Khắc khẩu trả giá trong tiếng, người bán hàng rong đối nàng cười nói, ta đã biết, ngươi chính là cái kia có phúc khí đại nương, nhặt hai cái cháu dâu. Ai ra ngươi lão lớn như vậy phúc khí, còn có cái có khả năng tôn tử, còn cùng ta tính này đó tiểu trướng. Cười vang trong tiếng, hoàng đại nương cũng không khỏi đắc ý. Người bán hàng rong liền khen tặng hoàng đại nương, nói nàng được hai cái hảo tôn tử tức phụ. Hoàng đại nương tuy rằng chưa thấy qua đại việc đời, nhiên bị tôn tử dặn dò, cũng biết phương hỏa phượng sự không thể tùy tiện nói bậy, bởi vậy không dám tái giống như lần trước như vậy thôi, chỉ nói Đỗ Quyên không phải nàng cháu dâu, nàng không cái kia hảo phúc khí vân vân. Chọn lựa nhặt, ngôn tới ngữ đi, liền nói rất nhiều Đỗ Quyên sự. Bất chi bất giác chung, nàng oán trách ngữ khí liền ra tới, nói hoàng nguyên như thế nào đối Đỗ Quyên, kiên trì lấy nàng làm vợ. Nhưng Đỗ Quyên không biết tốt xấu chạy từ từ, xả ra một chuỗi dài tới. Người bán hàng rong nghe được hai mắt quang mang lấp lánh. Chính đuổi kịp cửa ải cuối năm, người bán hàng rong đồ vật thực hảo bán, sau giờ ngọ liền bán xong rồi, đổi thành mấy đại cái sọt thổ sản vùng núi. Hắn liền đuổi con lừa ra thôn, nói về nhà ăn Tết lâu. Ở trong núi đi rồi mấy chục dặm mà, trời chiều rồi, hắn liền khắp nơi tìm kiếm sơn động hoặc là nơi tránh gió qua đêm. Ở một cái khe suối, hắn tìm một chỗ đoạn đáy vực, đem con lừa đuổi đi vào, chính mình đi đến bên dòng suối rửa tay. Khom lưng công phu, bỗng nhiên quay đầu lại quát, ai? Ở hắn bên tay trái, có một mảnh tiêu điều bụi cây, lúc này vắng lặng không tiếng động. Hắn lại đi qua đi, nhìn chằm chằm một chỗ bụi cây nói, xuất hiện đi. Sau đó, một cái cả người bọc đến thập phần mập mạp người ở cây cối sau đứng lên, trên đầu quấn lấy khăn trùm đầu khăn. Tuy rằng nhìn lại giống cái lão bà tử, hắn lại phát hiện kia đôi mắt thập phần thủy linh linh hoạt, rõ ràng là cái tiểu cô nương. Người bán hàng rong trong lòng vừa chuyển, nói, ngươi là Tuyền Thủy thôn cái kia Hoài Hoa. Hoài Hoa nghe xong cả kinh, đề phòng mà nhìn này hán tử. Người bán hàng rong dùng thương hại thần sắc nhìn nàng, thở dài, đáng thương. Một cái cô nương ra một mình ở trong núi như thế nào sống? Cha mẹ ngươi cũng thật nhẫn tâm, liền không có tới xem ngươi. Hoài Hoa không đáp, muốn chạy, lại sợ hắn đi theo chính mình. Người bán hàng rong độ này thần sắc, minh bạch nàng tâm tư, chủ động giải thích thân phận của hắn, lại nói ở Tuyền Thủy thôn nghe xong chuyện của nàng, thập phần đồng tình từ từ, nói Lâm gia quá không phải đồ vật, như vậy đối người đại khuê nữ. Hoài Hoa trước sau không nói lời nào, đề phòng mà nhìn hắn. Người bán hàng rong liền thở dài, nói hắn đợi lát nữa liền đi, đường đi biên qua đêm. Một mặt nói, một mặt hỏi nàng, vì sao Đỗ Quyên là nàng hảo tỉ muội, lại không giúp nàng, lại hỏi Đỗ Quyên là nhặt được, như thế nào Lâm gia như vậy che chở nàng. Hoàng gia tiểu phu tử cũng như vậy che chở nàng, nghe tới là tò mò, lại rất khó hiểu Đỗ Quyên vì sao sẽ được đến như vậy đãi ngộ. Hoài Hoa vẫn như cũ đề phòng, lại mở miệng nói chuyện. Nàng cũng không có nói Đỗ Quyên nói bậy, tương phản, nàng nói chính mình làm chuyện sai lầm, chẳng trách người khác không giúp nàng. Tiếp theo, chuyện vừa chuyển, liền nói khởi Đỗ Quyên tới. Người bán hàng rong một bên nghe, một bên còn chen vào nói hỏi. Này lệnh Hoài Hoa trong lòng nghi hoặc càng sâu, toại từ Đỗ Quyên khi còn nhỏ nói lên, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói, là như thế nào bị Phùng Thị nhặt về tới, ở đâu nhặt về tới, như thế nào bị Hoàng gia cùng Lâm gia nuôi sống. Năm nay bao lớn rồi, sẽ học chữ đọc sách từ từ.
trong đó đặc biệt nhắc tới Đỗ Quyên hòa ra cá nương nương giống, bởi vậy tuyển thủy thôn che lại nương nương miếu, y bộ dáng điêu cá nương nương tượng đá chờ sự. Hoài Hoa càng nói càng kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì kia người bán hàng rong lại không hỏi nàng nửa điểm bị chụp xuất sự, chỉ hỏi Đỗ Quyên sự. Nàng nghĩ thầm mặc kệ người này cái gì địa vị, nàng lại chưa từng nói Đỗ Quyên nói bậy, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, có cái gì quan trọng. Kia người bán hàng rong nghe được thực vừa lòng, lại hỏi Đỗ Quyên cùng Hoàng Nguyên Chi gian sao lại thế này. Hoài Hoa nói được càng kỹ càng tỉ mỉ. Nàng nhạy bén mà cảm giác được, người này là tới hỏi thăm Đỗ Quyên. Hơn nữa không giống Đỗ Quyên thân nhân. Sắc trời đã thực tối sầm, người nọ đối Hoài Hoa cười nói, này khuê nữ đừng sợ, ta đây liền đi, chính ngươi một người cẩn thận. Nói xong liền vội vàng con lừa trở về trên đường đi. Chờ hắn đi xa, Hoài Hoa mới thở dài một cái. Nàng bỏ đến một cái trên sườn núi, tiếp tục nhìn chằm chằm người nọ, thẳng đến hắn quải nhập phía trước phía sau núi không thấy, nàng mới xoay người hướng trong rừng toản đi. Tả quải hữu tho án, một hồi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hoài Hoa ở tại một tòa núi cao giữa sườn núi trong sơn động. Đây là nàng cha cùng ca ca giúp nàng tìm địa phương, đem nàng dàn xếp, lại tặng chút đệm chăn quần áo ít hôm nữa thường dùng đồ vật cùng đồ ăn, về sau liền tùy chính nàng dãy rùa. Chính là Vương Đại Cường đau lòng muội muội, không mấy ngày lại trộm tới xem nàng, tặng đồ. Hoài Hoa trở lại đặt chân trong sơn động, phát hiện cửa động khẩu ném lại hai chỉ chết thấu con hoáng, còn có mấy chỉ gà rừng cùng con thỏ. Cái này làm cho nàng chấn động, vội vàng quay đầu chung quanh. Nhiên chiều hôm bao phủ rừng rậm một mảnh tối tăm, nơi nào có nửa bóng người. Trong đầu hiện lên một ít bóng người, cuối cùng dừng hình ảnh ở Thu Sinh trên người. Nàng không cấm khóe miệng một loan, thấp giọng chiều bốn phía kêu, Thu Sinh đại ca. Không có người trả lời. Nàng thở dài, nói, ta biết ngươi sinh khí, ta cũng không nghĩ cùng ngươi giải thích, cũng không nghĩ gặp ngươi, sau này ngươi vẫn là đừng tới. Lúc này ngươi đưa đồ vật ta nhận lấy, ngươi liền không nợ ta cái gì, đa tạ ngươi. Nói xong xoay người, khom lưng đem con mồi hướng trong động dọn. Đầu tiên là đem gà rừng thỏ hoang để vào động, tiếp theo là kéo con hoáng, này liền cố hết sức. Nhân cửa động có tảng đá lớn đổ, chỉ chừa một người khoan địa phương ra vào, nàng kéo thời điểm đụng vào trên tảng đá. Ai ra, một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ mà nhíu mày. Toại cúi đầu nản lòng mà xoa xoa chân, một bộ không thể hành tẩu bộ dáng. Nàng mờ mịt chiều bốn phía đánh giá, một người không có. Nàng đành phải bò trên mặt đất, hai tay đẩy kia con hoáng, một chút hướng trong sơn động dịch. Kéo vào đi một con, lại bỏ ra tới dọn một khác chỉ. Nàng hiển nhiên thực không bỏ được này con mồi, bởi vậy thực chấp nhất. Lúc này lại dọn bất động, liền người mang con hoang tạp ở cửa động. Nặng nề núi rừng tịch không người thanh, Hoài Hoa cũng quật cường mà không hé răng, liền đổ ở cửa động ngồi. Sử một hồi sức lực, nghỉ một lát, lại dùng sức giãy giụa, như thế lặp lại vài lần, nàng vẫn là không có thể đi vào. Cũng không biết trải qua bao lâu, phảng phất nửa đêm. Ban đêm núi rừng là không an phận, lắng nghe có kỳ quái tất tốt thanh. Hoài Hoa thấp thỏm bất an mà nhìn nặng nề màn trời, không thể biết trước phía dưới vận mệnh. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy phía trước hắc ám bóng ma trung sáng lên hai điểm ánh sáng đom đóm, chợt lóe, từng bước hướng nàng tới gần. Chờ tới rồi nàng trước mặt, mới phát hiện là cái cẩu giống nhau đồ vật. Nàng liền thê lương mà kêu thảm thiết, bởi vì đó là lang. Cơ hồ tiếng kêu cùng nhau, liền có người ảnh từ núi đá sau lắc mình ra tới, không biết dùng thứ gì đối kia súc sinh dùng sức vô xuống, một đạo quang mang hiện lên, kia súc sinh liền xoay người chạy. Thu Sinh đuổi đi lang, sau đó đem Hoài Hoa tính cả kia chỉ con hoang đồng loạt dọn vào động. Vào động sau, hắn thắp sáng một con cây đuốc, hổn hển thở hổn hển. Hung tợn mà trừng mắt Hoài Hoa, tựa hồ bởi vì chính mình không kiên trì chủ chạy ra cứu nàng mà nổi giận. Hoài Hoa bị kinh hách tới rồi, tiến vào còn run rẩy. Chờ thở dốc định rồi, mới nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi Thu Sinh đại ca. Thu Sinh không nói lời nào,
lại đến gần nàng, ngồi xổm xuống thân mình vì nàng kiểm tra chân. Có lẽ là khẩn trương, có lẽ là sinh khí, hắn mạnh tay thực. Một phen vuốt ve sau, phát hiện không có gãy xương hoặc là chật khớp, liền bản mặt thối lui đến một bên. Hoài Hoa nhẹ giọng nói, ta chính là xoay hạ, không có thế nào. Thu Sinh lại đối, xoay hạ, thực kiêng kỵ, từ phía sau trong bao quần áo móc ra một khối lánh thịt ném cho nàng, sau đó sụ mặt đi ra ngoài. Đi ra ngoài trước đem cửa động một khối tảng đá lớn đẩy đến cổng tò vò kia lấp kín. Lại bởi vì chính hắn muốn đi ra ngoài, cho nên đổ không kín mít. Hắn đành phải sau khi rời khỏi đây, lại quay người hoạt động tảng đá lớn, tránh ra một thân hãn. Hoài Hoa không ngờ hắn thế nhưng như vậy đi rồi, nhưng thật ra ngoài ý muốn. Hắn sợ chính mình, sợ dính lên chính mình. Nàng đến ra cái này kết luận. Nhưng nàng một chút không nóng nảy, an tâm mà gặm lánh thịt, sau đó ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, quả nhiên Thu Sinh lại tơi nữa, cho nàng đưa thịt chín, còn giúp nàng đem con hoang cùng gà thỏ đều xử lý, cắt thành một cái, treo ở trong động hong gió. Hoài Hoa cũng không nhiều lời nói, trừ bỏ cảm tạ hắn, còn ngữ khí thường thường mà kêu hắn đi. Thu Sinh tức giận nói, ta một hồi liền đi. Nàng cho rằng hắn tưởng đãi này sao? Hắn vốn dĩ muốn đi, nếu không phải nàng chân xoay nói. Hắn tính nhật tử, cảm thấy Xuân Nhi cùng Đỗ Quyên bọn họ nên đi hồi Nhạn Cốc, hắn cần thiết chạy trở về. Tối hôm qua Hoài Hoa chân xoay, hắn buồn không tin, liền vẫn luôn giấu ở một bên nhìn, thẳng đến kia lang xuất hiện. Sau lại hắn muốn chạy cũng đi không được, tổng không thể nhìn nàng đói chết. Buổi trưa, Thu Sinh nướng rất nhiều thịt để lại cho Hoài Hoa, lại giúp nàng bị đủ thủy, liền đi rồi. Hắn cần thiết đi rồi, bằng không Xuân Sinh đi tìm không thấy hắn. Hoài Hoa cho rằng hắn không nghĩ buổi tối đơn độc đối mặt nàng mới đi, cũng không lưu hắn, nghĩ thầm ngày mai xem ngươi tơi hay không, chỉ cần ngươi không bỏ xuống được, một ngày nào đó không rời đi ta. Nhưng mà, nàng lần này tính sai rồi, Thu Sinh đi rồi mấy ngày cũng chưa tới. Thu Sinh đuổi tới hồi Nhạn Cốc, rất xa thấy hồi Nhạn trên đảo lộ ra một chút tinh hỏa. Là Lâm Xuân bọn họ tới. Hắn trong lòng cao hứng, vội lên tiếng kêu to. Lâm Xuân ra tới cũng kêu, nói có điều bè gỗ ở bên này đâu, làm chính hắn xẹt qua đi. Vì thế, Thu Sinh liền ân hắn nói tìm được bè gỗ, chống được đối diện. Thượng đảo đến gần nhà gỗ, chỉ thấy phòng trước đã xây một nửa tường viện. Liền phải vòng một cái sân đi lên, trở vào nhà, phát hiện Hà Sinh cùng Đại Bá Lâm Đại Mánh đều ở, mà Đỗ Quyên ở bếp trước thịnh cơm, Lâm Xuân hướng trên bàn bưng thức ăn, lại đảo qua phòng trong, nhiều rất nhiều gạo thóc cùng nhật dụng đồ vật. Nho nhỏ nhà ở thế nhưng tràn ngập ra ấm áp. Đại Bá, Hà Sinh, hắn mỉm cười tiếp đón bọn họ, một mặt buông sọt. Đỗ Quyên nói, nhanh ăn cơm đi. Chúng ta đều ăn qua. Trước đem một chén lớn canh cá đặt lên bàn, tiếp đón hắn qua đi ngồi. Thu Sinh nghe thấy kia hương khí, vui mừng cực kỳ, vội ngồi xuống cầm lấy cái muỗng gấp không chờ nổi mà liền uống lên. Hảo uống, vẫn là Đỗ Quyên làm cơm ăn ngon. Mọi người liền hỏi hắn đi đâu, sao đến bây giờ mới trở về. Thu Sinh thuận miệng nói đến sau núi bên kia. Lâm Xuân nghi hoặc hỏi, nơi này cái gì đều có, ăn uống đều không lo, ngươi chạy như vậy xa làm gì, ngay cả này sơn cốc trong rừng đều còn chưa đi biến đâu. Thu Sinh nghe xong sửng sốt, cúi đầu không đáp, chỉ ăn canh. Hà Sinh kinh là lạ mà nói, ngươi hay là đi tìm Hoài Hoa đi. Một lời chưa xong, Thu Sinh liền kinh thiên động địa mà ho khan lên. Khó khăn thuật qua khí tới. Ngẩng đầu lại phát hiện tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn hắn, đặc biệt là Lâm Đại Mánh, ánh mắt thập phần nghiêm khắc, trưởng bối uy nghiêm làm hắn hổ thẹn cúi đầu. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều xác định hắn xác thật đi tìm Hoài Hoa. Ngươi đều bao lớn rồi, còn như vậy hồ đồ, chúng ta không cho ngươi cưới Hoài Hoa, là sợ nàng mượn ngươi tay tai họa Lâm ra, nếu là ngươi một người, ta quản ngươi chết sống, ai cưới ai liền cưới ai. Lâm Đại Mánh lạnh giọng răn dạy Thu Sinh.
Thu Sinh cúi đầu ăn canh, chỉ là lại phẩm không ra kia canh vị. Đỗ Quyên nhìn hắn thực đồng tình, nhân đối Lâm Đại Mãnh nói, cha nuôi, Thu Sinh ca ca nếu không phải tâm địa thuần hậu, có thể như vậy sao? Nếu là hắn là kia vô tình nghĩa, cha nuôi cùng đại đầu ba bá lại nên thao khác tâm. Lâm Đại Mãnh hử hử hai tiếng, liền chưa nói. Lâm Xuân lại nhíu mày, không biết đại ca thấy Hoài Hoa thế nào. Hắn muốn hỏi hắn, lại không nghĩ làm trò đại bá, chỉ sợ hắn lại bị đại bá mắng. Chính do dự gian, liền nghe Lâm Đại Mãnh lại đối Thu Sinh nói, ngươi thế nào ta cũng quản không được, chính là nơi này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho nàng, cũng đừng mang nàng tới, bằng không, hừ, ngươi hiểu được hậu quả. Thu Sinh vội vàng ngẩng đầu nói, này ta biết, ta liền lời nói cũng không cùng nàng nói hai câu. Như thế nào nói cho nàng cái này? Mọi người tuy rằng đoán hắn đi gặp Hoè Hoa, nhưng chung quy là suy đoán, hiện tại nghe hắn chính miệng nói ra thật đi gặp, vẫn là thực không thoải mái. Hà Sinh há mồm liền phải nói hắn, bị Lâm Xuân xem xét liếc mắt một cái, lại im miệng. Đỗ Quyên vội hòa giải, nói, Thu Sinh ca ca ngươi mau ăn, chờ ăn được chúng ta đi trong hồ võng cá, vừa rồi chúng ta biên lưới đâu. Nói từ cái bàn đế kéo ra một bó thảo tới. Thu Sinh nghe thấy một cổ thanh hương, hỏi, này thảo nấu qua? Này thảo chính là hồi nhạn bên hồ lớn lên thảo. Đỗ Quyên gật đầu nói, nấu chấm dứt thật chút, có tính dai không dễ dàng đoạn, ngươi dùng để biên giày rơm cũng là tốt. Kia Hà Sinh cùng Lâm Xuân an vị hạ động thủ xoa dây thừng. Lâm Đại Mãnh nói, đem võng động biên đại chút, chuyên môn võng cá lớn. Lâm Xuân cười nói, ta chính là như vậy tưởng đâu. Hiện tại người không nhiều lắm, lại ăn không hết nhiều ít, võng cá lớn lưu tiểu ngư, sau này hàng năm có cá ăn. Lâm Đại Mãnh nghe xong gật đầu, thở dài, không nghĩ tới nơi này như vậy hảo, thật so sánh với, so ta Tuyển Thủy thôn đều hảo. Ta cấp 8 cân tìm địa phương cũng không tồi, kia cũng so này kém xa. Thu Sinh ngươi tại đây hảo hảo đợi, nói không chừng không cần chờ rất nhiều năm, quá 2 năm Lâm gia liền có người chuyển đến. Thu Sinh vội gật đầu đáp ứng rồi. Đỗ Quyên lại nói, cũng không cần ở chỗ này săn thú, có thể ủy vịt hoang. Nói lại hướng Thu Sinh nói, Xuân Sinh dùng cây trúc làm cái còi, sau này ngươi liền thổi còi ủy vịt hoang. Thời gian dài, chúng nó nghe thói quen, chậm rãi liền thuần hóa, nghe thấy cái còi thanh liền sẽ đi lên, chờ dưỡng thành ra vịt, liền không cần đi săn mặt khác chim chóc. Lâm Đại Mãnh cười nói, chủ ý này hảo, chúng ta thôn ủy vịt không đều như vậy sao? Mọi người tưởng tượng kia tiền cảnh, một thổi còi, phần phật một đám vịt từ trong hồ du lên bờ, buổi tối ở trên đảo tiếp theo tầng trứng, đều nhìn không được nở nụ cười, thập phần hướng tới. Hà Sinh lại nói lộng chút ngó xén loại tơi loại ở trong hồ, Lâm Xuân nói thủy biên cỏ lau nhưng dùng để biên đồ vật, ngươi một lời, ta một ngữ, nói được thập phần náo nhiệt. Chờ Thu Sinh ăn cơm, đại gia một khối xoa thẳng biên võng. Người nhiều làm việc mau, thực mau liền biên một chương đại lưới đánh cá. Lưới đánh cá khe hở có nam nhân nắm tay như vậy đại. Hà Sinh có chút hoài nghi, này động cũng quá lớn, có thể trên mạng tới cá sao? Lâm Xuân lại là trong lòng hiểu rõ, nói, trước thử xem. Đỗ Quyên nghe xong cũng cười, nàng là biết này trong hồ có cá lớn. Lập tức, Lâm Đại Mãnh cùng Thu Sinh Hà Sinh căng một chương bè gỗ, Lâm Xuân cùng Đỗ Quyên căng một chương, chậm rãi căng hướng trong hồ nước ương đi đánh cá. Ngày này là tháng chạp 23, mặt hồ một mảnh đen nhánh, mặc dù có cây đuốc chiếu rọi, mặt nước cũng hiện ra hôn mông mông sương mù tràn ngập cảnh tượng, thập phần mê mang. Đại gia không tự giác nói chuyện thanh âm thấp xuống, phảng phất sợ kinh động hồ thượng chim chóc cùng đáy nước con cá. Lại hoặc là bởi vì thanh âm lớn, ở yên tĩnh đêm chung có vẻ đột ngột cùng chói tai. Đãi ly bờ biển xa chút, hai chương bè gỗ kéo ra khoảng cách, Thu Sinh cùng Lâm Xuân kéo ra kia chương lưới đánh cá, ném vào trong hồ. Đãi nó chầm đi xuống, lại kéo nó đi rồi một đoạn, mới cùng nhau hợp lực hướng lên trên xả. Càng lên cao, chầm lực càng lớn. Đợi cho lưới đánh cá gần mặt nước, kia cá liền nhảy lên,
bọt nước văng khắp nơi. Mọi người đều kêu lên, lại cười không ngừng. Thu Sinh đối Lâm Xuân quát, ngươi buông tay. Nói xong cùng Hà Sinh đem lưới đánh cá hướng bọn họ bè gỗ thượng mánh túm. Lâm Đại Mánh cũng đi lên hỗ trợ, đem lưới đánh cá túm đi lên. Đỗ Quyên giơ cây đuốc, liền thấy đối diện bè thượng trắng bóng bong bóng cá lật. Vội vàng thúc giục Lâm Xuân, hướng bên kia dựa, mau, qua đi nhìn một cái. Ai ra, thật lớn cá. Một trận giòn cười theo nước gợn nhộn nhạo mở ra, đánh nát sơn cốc yên lặng. Lâm Xuân liền đem trúc cao một chút, chống bè gỗ dựa qua đi. Hai chương bè gỗ tới gần khép lại, bọn họ liền thấy rõ. Này tùy tiện một võng đi xuống, liền kéo đi lên chừng hơn 10 điều cá lớn. Đa số là đại đầu cá cùng cá chấm đen, còn có mấy cái cá chép. Đỗ Quyên câu cái loại này tế lân cá tắc không có. Theo Lâm Đại Mánh nói, mỗi một cái ít nhất đều có hơn 10 cân hướng lên trên. Kia không kỳ quái. Đại bá ngươi tưởng, chúng nó tại đây đãi đã bao nhiêu năm. Hà Sinh nhìn bên chân nhảy nhót không ngừng cá cười đến không khép miệng được. Đỗ Quyên nói, như thế nào không có buổi tối thiêu cái loại này cá đâu. Kia cá nấu canh hương vị đặc biệt tiên. Lâm Xuân trầm giọng nói, kia cá cái đầu tiểu chút, phải dùng tinh mịn một ít võng vớt. Vừa rồi chúng ta cũng chỉ là tùy tiện vớt. Trong nước cá là phân tầng, nếu là lại hướng nước sâu hạ võng, khẳng định còn có khác cá. Nói dùng chút cao hướng dưới nước xem xét, nói, này thủy rất sâu, hai trượng còn không thể rốt cuộc đâu. Hà Sinh lại hỏi, này cá trang nào? Lâm Đại Mánh cười nói, trang nào, đều thả lại đi, để chỗ nào đều không bằng phóng trong hồ an ổn, muốn ăn lại đến vớt, lộng trở về đã chết làm sao. Giờ khắc này, hắn cũng hiện ra tuổi trẻ khi náo nhiệt sức mạnh, tươi cười đầy mặt. Thu Sinh nghe xong, vội đem lưới cá chiều mặt hồ kéo qua đi, sau đó một xả run lên, sở hữu con cá liền đều thả lại trong nước đi. Hà Sinh nhìn mặt nước vô hạn tiếc hận. Hắn cũng biết lộng trở về không bằng dưỡng trong hồ hảo, nhưng là nhìn nhiều hơn chữ hàng, trong lòng mạc danh thích cùng kiên định, đem trên núi trong nước đồ vật hướng trong nhà phủi đi, đây là sơn thôn người nhiều năm qua dưỡng thành thói quen. Mọi người nhìn bộ dạng đó của hắn đều cười. Lại náo loạn một hồi, Lâm Đại Mánh nói mệt mỏi, muốn lên bờ đi nghỉ tạm. Thu Sinh huynh đệ mấy cái còn muốn chơi, liền trước đưa hắn lên rồi. Nơi này, hắn huynh đệ cùng Đỗ Quyên lại thừa bè gỗ đi các nơi răng lưới, vớt đi lên xem có này đó cá chủng loại, bình luận đánh giá một phen, sau đó lại đều thả lại đi. Vui đùa gian Đỗ Quyên hỏi, tỷ phu, ngươi có nghĩ cùng tỷ của ta chuyển đến? Hà Sinh thanh âm ở ban đêm mặt hồ đặc biệt rõ ràng, ta đương nhiên muốn tới. Đỗ Quyên lại hỏi, vậy ngươi trong nhà nhà ở làm sao? Hà Sinh nói, nhà ở sao? Đều để lại cho Đông Sinh, hắn là em út, ta đều không cùng hắn tranh, toàn để lại cho hắn. Như vậy đại sân, như vậy tốt nhà ở, tiện nghi hắn tiểu tử. Đỗ Quyên đám người nghe xong cười ha ha lên, kinh khởi hảo chút chim chóc. Đêm đã khuya, Thu Sinh cùng Hà Sinh trước chống bè gỗ rời đi. Lâm Xuân chờ đợi mà nhìn Đỗ Quyên, lại chơi một hồi được không? Đỗ Quyên nhìn thiếu niên khao khát ánh mắt, khẽ gật đầu. Như vậy ban đêm, như vậy mặt hồ, căng một diệp bè gỗ lẳng lặng phiêu ở khói sóng mênh mông thủy thượng, nhất thích hợp tình nhân gặp gỡ bên nhau. Nàng cùng hắn có phi thường liên lụy, nàng thực nguyện ý cùng hắn bên nhau ở như vậy thời khắc, vì tương lai, nàng cũng nên bồi hắn. Chính là, trước mắt bọn họ còn không tính tình nhân. Đối với nàng, Lâm Xuân liền có lời âu yếm cũng nói không nên lời. Đối với hắn, Đỗ Quyên không có khả năng nói ra lời âu yếm. Vì thế, bọn họ vẫn như cũ đàm luận này sơn cốc đủ loại tốt đẹp cùng thần kỳ chỗ, đối tương lai tiến hành quy hoạch cùng an bài, phòng ở như thế nào cái, nơi sân như thế nào lộng chờ. Đỗ Quyên nói, đừng quá xa xỉ cố sức. Lâm Xuân khó hiểu mà nhìn nàng, không rõ nàng có ý tứ gì. Đỗ Quyên đem ánh mắt đầu hướng mặt nước, nhìn nhẹ nhẹ từng đợt khói nhẹ nhộn nhạo lưu động, truyền vào tai nghe được gần chỗ bờ biển một hai tiếng rất nhỏ chim tước than nhẹ, thần sắc thập phần mê muội.
Một hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn hắn nhẹ giọng ngâm tụng, phu thiên địa chi gian, vật các có chủ, cẩu phi ngô chi sở hữu, tuy một hào mà mạc lấy, duy giang thượng chi thanh phong, cùng sơn giang chi minh nguyệt, nhĩ đến chi mà làm thanh, mục ngộ chi mà tỷ lệ, lấy không hết, dùng không cạn, là tạo vật giả chi vô tận tàng cũng, mà ngô cùng từ chỗ cộng thích. Lâm Xuân bừng tỉnh, hắn cũng nhẹ giọng nói, đã biết, liền hoàng gia giang sơn đều thay đổi biến hóa, huống chi chúng ta, nơi này là chúng ta trước phát hiện, đó là chúng ta phúc khí, ở bao lâu, muốn xem con cháu phúc khí, bố trí thoải mái thì tốt rồi, quá mức xuất sắc phản bị người mơ ước, giữ lại không được. Đỗ Quyên nói, chính là như vậy, trước chủ hạ, nếu là còn không có tới liền vội vàng đại tạo phòng ốc, uổng phí rất nhiều thời gian cùng tâm lực không nói, người cũng mệt mỏi, vẫn là chậm rãi kinh doanh tương đối thích hợp. Lâm Xuân nghi nghĩ, nói, vậy một mạc chút, vẫn là cái nhà gỗ đi. Đỗ Quyên gật đầu, nói, nơi này núi đá thiếu, không giống Tuyền Thủy thôn. Lâm Xuân nói, có thể thiêu gạch, làm nhị ca trở về học thiêu diêu, còn có nghiền mễ ép du những cái đó, đều phải học, thật chuyển đến hảo chút sự đâu. Đỗ Quyên nói liền có chút thất thần, lại nghĩ tới Lý Đôn. Thật sự vô pháp không nghĩ, thật sự là trước mắt tình cảnh thực dễ dàng gợi lên nàng đáy lòng chuyện cũ là véo bất diệt, nàng cùng hắn lúc ấy tìm được Tuyền Thủy thôn khi, kia phân chờ đợi cùng hạnh phúc so trước mắt càng sâu. Mờ mịt nghĩ, nhất thời cây đuốc châm tẫn, liền phải diệt. Lâm Xuân vội vàng từ phía sau lại lấy ra một con tùng du cây đuốc, liền còn sót lại ngọn lửa bậc lửa. Mặt hồ một lần nữa lại sáng lên một đại đoàn quang mang, chiếu bẻ gỗ thượng hai tôn mông lung bóng người, xa nhìn lại giống như một bức tranh thủy mặc. Đỗ Quyên bừng tỉnh, thấp giọng cười nói, ngươi đều chuẩn bị tốt, không tính toán ngủ. Đêm lặng chung, thiếu niên tiếng nói trầm thấp mềm nhẹ, có chút ngượng ngùng, Đỗ Quyên, ngươi có mệt hay không? Ta hảo muốn nói với ngươi lời nói, ngươi nếu không tưởng nói, liền không ra tiếng cũng hảo. Ngươi nghe, trên núi có thanh âm, trong nước cũng có thanh âm, như vậy tính buổi tối, nhân tâm cũng đi theo tính, có thể nghe thấy ban ngày nghe không được đồ vật, núi rừng cùng nước chảy cũng đang nói chuyện thiên đâu. Nói được thực nhẹ. Ở như vậy hoàn cảnh cùng ban đêm, hắn cảm xúc vượt xa người thường nhạy bén. Hắn miêu tả ra một bức nhìn không thấy, chỉ bằng tâm linh mới có thể cảm thụ ý cảnh. Đỗ Quyên bị hắn phong phú sức tưởng tượng cảm nhiễm, lặng lặng nghe qua, bên tai quả nhiên có các loại âm hưởng, phong quá ngọn cây than nhẹ. Không biết nơi nào truyền đến leng keng nước chảy thanh, bờ biển thủy thảo trung phảng phất có chim chóc trường trường đoản đoản tiếng hít thở. Càng có xa xôi rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến cô lang tiếng kêu chỉ bằng thanh âm, đêm tối hướng nàng triển khai núi lớn chỗ sâu trong tiên minh tranh cảnh. Nàng lặng lặng mà nghe, chìm vào một giấc mộng huyên cảnh giới. Hoảng hốt không biết thân ở nơi nào thời điểm, bên tai có người nhẹ gọi, Đỗ Quyên. Ân. Nàng thuận miệng trả lời, cũng mặc kệ ai kêu. Ta nghe thấy ngươi tim đập. Ta cũng nghe gặp ngươi tim đập. Ta nghe thấy ngươi hô hấp. Thật sự, ta cũng chưa thở dốc. Ân, ta còn nghe gặp ngươi trên người thơm quá. Cái gì mùi vị? Đỗ Quyên đang muốn trả lời, bỗng nhiên bẻ gỗ biên, rầm, một tiếng nước chảy, có con cá nhảy ra mặt nước. Chúng nó không ngủ được. Đỗ Quyên nhìn không được cười. Vì thế yên lặng bị đánh vỡ. Trở về ngủ đi, ta mệt nhọc đâu. Đỗ Quyên nói, lại không đáp về trên người nàng mùi hương vấn đề. Nàng cũng ngượng ngùng nói. Nàng không sát bất cứ thứ gì, cũng không mang hoa khô làm túi thơm. Lâm Xuân nghe thấy mùi hương, đại khái là nữ hải tử trên người đặc có hơi thở, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói với hắn. Lâm Xuân nghe nàng nói mệt nhọc, cũng không hỏi, vội vàng đứng dậy căng cao, bè gỗ liền đãng từ từ chiều trên đảo phiêu đi. Ở bọn họ phía trước cùng phía sau, sương mù càng đậm, bè gỗ phảng phất từ biển mây bay tới. Đỗ Quyên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi hắn tác phẩm ở Nguyên Mộng Trai bán như thế nào. Lâm Xuân liền cười, nói, cung không đủ cầu, đặc biệt là kia hộp trang điểm,
bởi vì thiết trí tinh xảo, điêu khắc tinh mỹ lịch sự tao nhã, trở thành hào môn quan lại nội trạch ưu ái đoạt tay hóa. Ta nguyên không rảnh làm rất nhiều, ai ngờ liền vật lấy hy vi quý lên, nguyên lai mỗi kiện chỉ bán 10 lượng bạc, sau lại tăng tới 20 lượng 50 lượng một kiện, lại sau lại có người ra 100 lượng bạc dòng. Ta thật sự không rảnh nhàn làm, thứ hai cũng không nghĩ bởi vì ra giá thăng chức tiếp đơn hỏng rồi thanh danh, đành phải một mực đều đẩy. Đỗ Quyên cười nói, ngươi thật nổi danh khuê các, chính là ngươi dám đắc tội các nàng. Lâm Xuân liền nói xác thật chọc hảo chút phiền toái, những người đó đều có địa vị, đặc biệt là hắn làm được đồ vật khác thợ thủ công vô pháp phỏng chế, liền tính phỏng chế ra tới cũng không có hắn làm có linh tính cùng nội hàm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thật giả, những người đó liền càng điên cuồng, hơi có chút danh lợi địa vị, liền khăng khăng tốt một kiện, phương không rơi thân phận. Cuối cùng vẫn là hắn sư tôn Chu phu tử ra mặt giải thích, nói hắn việc học bận rộn, quy định một tháng chỉ đối ngoại bán 5 kiện, bằng các nàng chính mình cướp đi. Phu tử ở phủ thành rất có chút danh vọng, lúc này mới giải hắn bối rối. Phu tử thực xuất tính, hắn dạy ta học vấn nhàn hạ thời điểm, thích xem ta điêu khắc, hỏi ta thiết kế suy nghĩ, nghe ta nói trong núi sự, cũng đem hắn làm thi họa tâm đắc thể nghiệm nói cho ta, phân tích hai người dị đồng, chúng ta đều được lợi không nhỏ, hai chúng ta cái không giống thầy trò, tựa như bạn vong niên bạn tốt. Đỗ Quyên lại hỏi, ngươi như vậy luôn về nhà, hắn như thế nào liền chuẩn? Lúc này bọn họ đã đem bè gỗ cập bờ, Lâm Xuân không ra tiếng, đãi Đỗ Quyên nhảy lên bờ, hắn đem bè gỗ buộc hảo, cùng nàng đi lên đi thông nhà gỗ đường mòn, mới lại nói lên. Này đường mòn là thu sinh làm ra tới, cỏ dại cùng bụi cây cảnh đều chém thật sự sạch sẽ. Buổi tối đi ở mặt trên, hai bên trong rừng nằm phục rất nhiều chim chóc, bị bọn họ tiếng bước chân cùng cây đuốc kinh động, khắp nơi tán loạn. Ta nói cho phu tử chuyện của ta. Phu tử liền phải ta chạy nhanh trở về. Nói, người không phong lưu uổng thiếu niên, thích một nữ tử liền phải đi tranh thủ. Hắn còn gọi ta ngàn vạn đừng bại bởi Hoàng Nguyên. Câu nói kế tiếp Đỗ Quyên đã nghe không rõ, nàng đầu óc chết máy. Lâm Xuân vừa nói vừa cảnh giác nhìn chăm chú hai bên rừng cây, cũng không lưu tâm nàng biến hóa. Giây lát tới rồi ra, Đỗ Quyên cũng không hỏi hắn, nấu nước rửa mặt nghỉ tạm không đề cập tới. Lâm Đại Mánh đi bờ bên kia thụ ốc ngủ, nơi này Lâm Xuân huynh đệ bên ngoài phòng ngủ dưới đất, Đỗ Quyên một mình ngủ trong phòng giường gỗ. Ngày hôm sau sáng sớm, Đỗ Quyên là ở một mảnh ồn ào tiếng chim hót chung thanh tỉnh. Cảm giác này không được tốt, này đó chim di trú tiếng kêu không bằng trên núi hoàng oanh chim bói cá tiếng kêu dễ nghe, đặc biệt là vịt hoang, cạc cạc, trục chặt, tiếng kêu thực khủng bố. Nàng ngủ không an ổn, chỉ phải rời giường. Lên sau cảm giác liền bất đồng, bên tai đóa chịu độc hại không giống nhau. Sáng sớm tiểu đảo bao phủ ở trong sương mù, các màu chim chóc ở rừng cây cùng vĩ đáng gian phi hành lên xuống, cách khói sóng mênh mông mặt nước, bờ bên kia dãy núi cũng lúc ẩn lúc hiện, phảng phất tiên cảnh. Nàng ở bên hồ bay nhanh mà chạy vội một đoạn, đã rèn luyện thân mình, cũng nhìn thần cảnh, sau đó mới chậm rãi chạy về tới. Nhà gỗ ngoại, Lâm Xuân xách theo một cái xác tốt cá chính chờ nàng. Hắn vẻ mặt sáng cười, giống như phá sương mù mà ra dương quang. Ngủ ngon, ngủ ngon, đây là ngươi buổi sáng đi vớt. Ai, ta mới vừa cùng đại bá đi bên kia, trở về liền vớt cá mang đến. Đỗ Quyên cười, nguyên lai nàng thức dậy nhất vãn. Lập tức, nàng tiếp nhận cá vào nhà nấu canh làm cơm sáng. Lâm Xuân huynh đệ cùng Lâm Đại Mánh tắc tiếp tục dùng hòn đá lũy xây tường viện. Đỗ Quyên đem cơm sáng lộng thỏa sau, cầm đem tiểu cái cuốc ở tân xây tường viện căn phiên thổ giải đồ ăn hạt giống. Đồ ăn hạt giống là nàng từ trong nhà mang đến. Ngày hôm qua nàng còn riêng liền căn mang thổ lộng chút lá tỏi cùng hành lá tới. Ngày hôm qua trạng vạng liền tài thượng, cũng sống, nhìn qua thực tiên lục bộ dáng, không có khô héo dấu hiệu. Bận rộn Lâm Xuân nhìn đến thân ảnh của nàng, cảm giác đặc biệt ấm áp kiên định. Liền thu sinh ngẩng đầu thấy một màn này cũng ngây ra. Hắn bên người nhưng không phải thiếu như vậy một nữ tử sao?
toàn bộ buổi sáng, bên trong sơn cốc đều sương mù tràn ngập. Lâm Xuân mang theo Lâm Đại Mãnh ở sơn cốc trong rừng rậm khắp nơi xem xét. Này trong sơn cốc ương có rất nhiều sam thụ, đặc biệt cây thủy sam chiếm đa số, có khác chút lão hòe dương, tạp một cùng cây ăn quả ở trong đó. Tới gần Nam Sơn hướng dương chân núi có tùng, giữa Bắc Sơn chân có bách thụ, mặt Đông Lâm bên hồ có tảng lớn thủy trúc, hồi nhạc trên đảo cây trúc cùng thụ cũng nhiều. Hướng Tây đi, bọn họ càng phát hiện gỗ nam. Lâm Đại Mãnh càng xem càng kinh ngạc cảm thán. Gần buổi trưa thời điểm, sương mù dần dần tản ra chút. Lâm Xuân liền mang theo mọi người bò lên trên nam diện triền núi, tìm cái tầm nhìn trống trải địa phương nhìn xuống phía dưới sơn cốc. Hắn tùy thân mang theo giấy bút, dùng than điều câu ra toàn bộ sơn cốc đồ hình, sau đó nói cho Lâm Đại Mãnh, này sơn cốc phong thủy đặc dị, hắn muốn ấn ngũ hành bát quái hảo hảo phân chia, sau này các nơi phòng ốc cùng cày ruộng chờ đều phải ấn phân chia tốt vị trí tới an trí. Chỉ là hắn trước mắt sở học thực thiện, đành phải chờ hồi thư viện hỏi sư tôn lại định đoạt. Lâm Đại Mãnh vội nói, gấp cái gì, lại không phải lập tức chuyển đến, ngươi tưởng hảo lại lộng. Có quyết định này, đại gia cũng không vội mà xây dựng, ở phụ cận trên núi tuyển tốt nhất sam thụ chờ cây cối, chém hoặc ngay tại chỗ chất đống xử nó tự nhiên phơi khô, hoặc là chìm vào đáy hồ ngâm, thẳng vội mấy ngày công phu. Lâm Đại Mãnh ngày thứ hai liền trước tiên hồi thôn đi. Lâm Xuân cùng Đỗ Quyên Hà Sinh lại đãi mấy ngày, đến tháng chạp 28 mới trở về. Đi thời điểm, ở trong hồ vớt rất nhiều cá lớn mang về nhà. Sau khi trở về, Đỗ Quyên tùy ý Hà Sinh cùng Lâm Xuân đưa cá đi cấp hoàng gia cùng tiểu dì ra, nàng không có mặt khác đưa. Về ăn Tết, Hoàng Ly tới thỉnh nàng, Lâm Xuân cũng làm nàng đi Lâm gia. Đi theo Phúc Sinh tức phụ cũng tới cửa tới, nói bà cùng lão thái thái đều kêu Đỗ Quyên muội muội đi Lâm gia nhà cũ ăn Tết. Đỗ Quyên một mực đều chống đẩy. Hoàng gia nàng khẳng định sẽ không đi, Lâm gia liền ở hoàng gia cách vách, đi nàng trong lòng cũng sẽ không tự tại. Lại nói, hàng năm ăn Tết ồn ào nhốn nháo, nàng cũng nị, năm nay vừa lúc an tĩnh một chút, liền đơn giản đều chống đẩy. Nàng nguyên bản tưởng đãi ở hồi nhạn cốc ăn Tết, lại an tĩnh lại thoải mái. Nhưng thu sinh đơn độc chủ kia, thật sự không lớn phương tiện, nàng đành phải đã trở lại. Vì thế, nàng liền cũng giống cá nhân ra giống nhau, chuẩn bị khởi hàng Tết tới. Hồi nhạn cốc, thu sinh ở bọn họ đi rồi, lại trộm đi xem hoè hoa. Mà hoè hoa đang trải qua nhân sinh lại một lần biến chuyển. Ngày này, nàng ở trên núi gặp phải một người, Tám Cân. Tám Cân có thể nói là nàng oan gia đối đầu. Bọn họ vốn không có quá nhiều giao thoa, lại bởi vì Đỗ Quyên cố tình quấn lên. Tám Cân bị chụp xuất sau, nhật tử vất vả tự nhiên không cần phải nói, chủ yếu là tịch mịch. Tuy rằng có Tiểu Liên tương bồi, hắn cũng khiêng không được. Mắt thấy liền phải ăn Tết, hắn nhìn không được liền tưởng trộm hồi thôn vấn an cha mẹ cũng lấy chút gia dụng vật tư. Hắn từ vào núi săn thú dân cư chung biết được, hoè hoa cũng bị chụp xuất ở trong núi. Bởi vậy hắn ngày này cố ý đường vòng phương Tây, mãn sơn tìm nàng. Nhưng to như vậy núi sâu, cho dù có phương vị, muốn tìm một người dữ dội gian nan, có thể gặp phải hoè hoa đủ để thuyết minh bọn họ có duyên phận. Ngày ấy thu sinh đi rồi, hoè hoa ở trong động đợi một hai ngày, cũng không chờ đến hắn, mới biết được hắn thật sự đi rồi. Nàng liền ra sơn động, hướng trên núi leo lên. Nàng đây là cố ý chính mình rèn luyện ở núi lớn trung sinh tồn bản lĩnh. Ít nhất, mùa đông chạm vào không thấy rắn độc. Nói cách khác, nàng liền phải sống sờ sờ đói chết ở trong núi, hoặc là bị dã thú cắn chết, hoặc là ngã xuống sườn núi ngã chết. Loại nào cách chết nàng đều không vui, chỉ có kiên cường mà tôi luyện chính mình. Nàng chuyên môn hướng núi cao thượng bò, một bên ngắt lấy còn sót lại hạt rẻ chờ ra quả, ở trong sơn cốc thấy thủy, cũng động thủ vớt cá. Nếu là thấy có dã thú dấu chân, nàng còn dùng tự chế công cụ đào bẫy dập, đi được xa buổi tối đuổi không quay về. Nàng liền bò lên trên đại thụ, đem chính mình cột vào trên cây ngủ. Gió lạnh chung, nàng nhìn xám xịt không chung cùng tiêu điều núi rừng, một bên rơi lệ, một bên kiên định tâm ý, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua Lâm Xuân cùng Đỗ Quyên.
Hôm nay trạng vạng, nàng phản hồi trên đường ở một cái sơn cốc gặp phải Tám Cân. Tám Cân cùng lang giống nhau nhìn chằm chằm nàng, trên dưới đánh giá, chế nhạo nói, nha, như thế nào cùng cái lão bà tử dường như, này vẫn là cái kia hoè hoa sao, không giống a. Hoè hoa lẳng lặng mà nhìn hắn, không ra tiếng. Tám Cân một chút không vội, cũng không hoảng hốt, đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Nhìn một hồi, thực đúng trọng tâm mà bình luận, xấu là xấu điểm, nhưng bản lĩnh thấy chướng. Xem ra, 10 ngày nửa tháng nội ngươi là không chết được, trừ phi suối quẩy gặp phải một con lợn rừng, nếu không nữa thì chính là lão hổ con báo, ngươi này thân tế thịt liền giữ không nổi. Nói bỗng nhiên thần bí mà cười, nói, muốn gặp phải như gió, ngươi đoán nó có thể hay không ăn ngươi, ta đoán sẽ. Xuân sinh kia tiểu tử nhưng không mềm lòng, ngươi không chết hắn tâm sẽ không an, nói không chừng khiến cho như gió tới cắn chết ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Hoè hoa nghe hắn nói nửa ngày, bỗng nhiên mỉm cười nói, ngươi hận ta. Tám Cân hung tợn mà nói, lão tử đương nhiên hận ngươi. Hoè hoa đem trên vai sọt buông xuống, một mặt xoa bả vai, một mặt không thèm để ý mà nhìn chung quanh rừng rậm, nói, Lâm gia người đều nên hận ta, liền ngươi không nên. Nếu là ngày đó Đỗ Quyên thật đi mặt sau, nói không chừng hiện tại cùng Tiểu Liên giống nhau đã bị hứa cho ngươi. Ngươi có cái gì hảo hận ta? Ngươi là hận ta không giúp ngươi hoàn thành sự đi. Nói xong, đối hắn khinh miệt mà cười. Tám Cân bị nàng cười đến vô danh hỏa khởi, trào phúng nói, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, như vậy xuẩn, xứng đáng xuân sinh xem thường ngươi. Đỗ Quyên cũng là ngươi có thể so sánh, cũng liền ngươi không biết xấu hổ, tưởng cái gì chủ ý câu sao dẫn nam nhân, còn cùng thu sinh làm rèm pha. Đỗ Quyên nếu là gặp phải nam nhân khi dễ nàng, nàng đánh không lại chết cũng sẽ không giống ngươi như vậy. Lời này chọc chúng Hoè Hoa uy hiếp, tức khắc thống hận đan xen, nổi giận tương kích. Nàng réo rắt thảm thiết mà cười nói, Tám Cân, ngươi lại hận ta, mắng cũng vô dụng, ngươi lại thích Đỗ Quyên, lại giữ gìn nàng cũng vô dụng, Đỗ Quyên nàng là một chút không biết. Nàng hiện giờ chính là Lâm gia tức phụ, là Lâm Xuân tức phụ, ngươi tẩu tử. Nàng cũng không hướng thâm nói, chỉ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Hai chúng ta giống nhau là người đáng thương. Ở Tám Cân hai mắt lửa giận hừng hực thời điểm, Hoè Hoa lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu. Tám Cân quát, đừng đem lão tử cùng ngươi so. Nói xong đánh giá Hoè Hoa bao vây đến mập mạp dáng người, bỗng nhiên đi ra phía trước. Hoè Hoa nhìn không được sau này lui, một mực thối lui đến triền núi biên. Tám Cân đi đến nàng trước mặt đứng yên, cười nói, còn trốn nha, ta xem ngươi hướng nào trốn. Hoè Hoa cường ức sợ hãi tâm lý, tận lực dùng bình tĩnh thần sắc nghênh hướng hắn, cường cười nói, chẳng lẽ ngươi tưởng khi dễ ta, ngươi không sợ Lâm gia gia pháp. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng thần sắc lỏng xuống dưới. Nàng thân mình mềm nhũn, sau này ngã dựa vào trên sườn núi, khuỷu tay chống ở khô mặt cỏ gian. Tám Cân phảng phất vì hù dọa nàng, càng thêm tới gần, khom lưng để sát vào nàng tà cười. Hoè Hoa hơi hơi sườn mặt, trước rũ xuống mí mắt, tiếp theo lại nhẹ nhàng nâng khởi, yên lặng nhìn Tám Cân đôi mắt. Nhẹ giọng nói, Tám Cân, mặc kệ ngươi nhiều hận ta, ta lại không nghĩ tới hại ngươi. Ta cùng ngươi giống nhau, đều là thích một người, sau đó làm không nên làm sự. Hiện tại chúng ta lại đều bị trục xuất ở trong núi. Ta bộ dáng này, cùng chết cũng không phân biệt. Ngươi muốn khi dễ ta, không cần bày ra này phó tàn nhẫn bộ dáng. Ngươi xem ta là kia có thể đánh trả sao? Tám Cân cười lạnh nói, ngươi đừng trang đáng thương, ta hiểu được ngươi lợi hại. Hoè Hoa đem mắt nhắm lại, nói, ngươi nhất định phải báo thù, liền tới đi. Ta cũng không có gì hảo trả lại ngươi, trừ bỏ này mệnh, liền dư lại này dơ thân mình, ngươi muốn liền cầm đi đi. Tám Cân sửng sốt, nhìn nàng khẽ run lông mi bỗng nhiên mặt đỏ. Hảo nửa ngày, hắn đều nói không ra lời. Hoè Hoa lẳng lặng đợi một hồi, cảm thấy không động tĩnh, liền mở to mắt. Chỉ thấy thiếu niên nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt âm tình bất định, lại tựa hồ có chút không biết làm sao.
nàng liền mở to vô tội hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nước mắt theo hai má lăn xuống. Không ngờ tám cân bỗng nhiên giận dữ, nói, khóc ngươi nương cái đầu, lão tử lại không khi dễ ngươi, khóc tang làm gì? Phi, ngươi chính là cái tao sao hóa, còn cùng ta trang văn nhã, đừng cho là ta không biết, ngươi tưởng thông đồng ta làm chuyện xấu, còn làm ra bộ dáng này. Hừ, đây chính là chính ngươi đưa lên tới, cũng là ngươi thiếu ta. Nói xong đem trong tay thiết xoa hướng bên cạnh một ném, liền nhào hướng Hoài Hoa. Hoài Hoa đầu tiên là mặt hiện hoảng sợ, tiếp theo cắn răng một cái, không né không gọi, liền như vậy yên lặng nhìn hắn, giống như không đường có thể đi dưới mặc người sâu xé, lại giống như không chỗ nào sợ hãi dưới uốn mình theo người. Tám cân càng bị nàng kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, hạ lực lượng lớn nhất xả nàng xiêm y. Một hồi không chút nào kiểu diễm dây dưa ở trong sơn cốc triển khai. Lần này, Hoài Hoa là thanh tỉnh. Tám cân cũng là thanh tỉnh. Bọn họ cũng đều biết chính mình đang làm gì. Chính là, bọn họ đều nghĩa vô phản cố. Mùa đông khắc nghiệt sơn giá, thanh hàn mà lại hữu quạnh, chút nào chưa cho trận này dây dưa tăng thêm lãng mạn cùng nhu tình, chỉ tràn ngập trả thù cùng bóng ma. Sự tất, tám cân banh mặt sửa sang lại xiêm oai không lại đối Hoài Hoa châm chọc cùng trào phúng. Hoài Hoa đờ đẫn ngồi, không khóc không gọi, nhẹ giọng nói, ngươi vừa lòng. Tám cân không lên tiếng. Hoài Hoa nhìn chiều hôm dần dần dày sơn giá xuất thần. Tám cân sửa sang lại hảo sau đối nàng quát, ngươi không đi ở bực này chết. Hoài Hoa khẽ cười nói, ta mạng lớn thực, không chết được. Tám cân cười lạnh nói, tùy ngươi. Nói xong nhặt lên thiết xoa, liền chuẩn bị lên đường. Bỗng nhiên nghe Hoài Hoa nói, ngươi sẽ đi xem Đỗ Quyên sao? Chỉ một câu, liền đem tám cân lửa giận câu đi lên. Hắn hung tợn xoay người tới gần Hoài Hoa, một phen nắm nàng cằm mắng, chết tiện sao hóa, đừng cho là ta không hiểu được ngươi ý xấu. Ngươi người như vậy, nên bị vạn người giày xéo, lại bị gia thú xé lạn nuốt. Nương, ngươi liền tại đây uy lang đi. Mắng xong vung tay, xoay người bước đi. Hoài Hoa nhìn hắn bóng dáng, một bên nuốt nước mắt, một bên nhẹ giọng nói, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai bị vạn người giày xéo, bị gia thú xé lạn. Lâm gia, Đỗ Quyên, các ngươi chờ. Nàng chậm rãi đứng dậy, không chút hoang mang mà sửa sang lại xiêm y. Sửa sang lại hảo, mới kéo trầm trọng bước chân hướng tê cư ngọn núi đi đến. Đêm đã khuya, nàng mới chạy về sơn động. Nàng cũng không biết chính mình đi như thế nào trở về. Ban đầu nàng liền đầu tiêu chút sơn cũng không dám bò. Hiện giờ như vậy đen nhánh ban đêm, lên núi hạ sườn núi, xuyên lâm quá thủy, thế nhưng cũng nhai lại đây. Nàng nhớ tới Đỗ Quyên nói một câu, chỉ cần chịu chịu khổ, không có làm không thành sự. Quả nhiên là như thế này. Ở trên núi đãi nhiều ngày, nàng cảm giác cũng nhạy bén, mới một tới gần cửa động, liền phát hiện phụ cận có người, lập tức hỏi, ai ở kia? Trong bóng đêm, Thu Sinh từ núi đá sau đi ra. Như thế nào đã trễ thế này mới trở về? Khẩu khí tuy ngạnh, lại hàm chứa quan tâm. Hoài Hoa trong lòng giận dữ, lại ẩn nhẫn đi xuống, thấp giọng nói, hôm nay đi xa chút, cho nên chưa kịp gấp trở về. Ngươi lại tới làm cái gì? Thu Sinh nghe được cứng lại, nửa ngày nói, cho ngươi đưa điểm đồ vật. Ngươi không ăn, làm cái gì lại đi ra ngoài? Hoài Hoa lạnh lùng nói, không ra đi tại đây chờ chết. Ngươi dưỡng ta cả đời. Nói xong đem đồ ở cửa động mấy khối tảng đá lớn dọn khai. Đây là nàng ra cửa khi từ ngoại phong động thủ đoạn. Nếu là nàng ở trong động, buổi tối ngủ khi liền từ bên trong đẩy một chỉnh khối tảng đá lớn lấp kín động. Thu Sinh vô thanh vô tức đi lên hỗ trợ. Hoài Hoa tùy hắn đi, chờ dọn khai hòn đá, liền tự cố vào động. Thu Sinh đem trên lưng cái sọt buông, từ giữa lấy ra chút gạo thóc chờ vật, đặt ở trên mặt đất. Phóng hảo sau, một lần nữa trên lưng sọt xoay người đi ra ngoài. Hoài Hoa nhìn ngoài động đen kịt rừng rậm cười lạnh không ngừng. Người này nhìn hảo tâm, lại đối nàng đề phòng rất sâu, căn bản không dám cùng nàng đơn độc ở chung.
sợ nàng. Hừ, sợ mới hảo. Ngoài động, Thu Sinh ở phụ cận đợi đã lâu, thẳng đến nghe thấy trong động đẩy cục đá thanh âm, mới xoay người hướng rừng rậm đi. Lại nói 8 cân, trải qua trận này không tưởng được phát tiết sau, trong lòng nói không nên lời là tức giận hay là nên vui mừng, thập phần biệt nữ, vừa đi một bên hung tợn mà mắng. Hắn sấn đêm trở về trong nhà, cả kinh Lâm Đại Thắng hai vợ chồng hoảng loạn rối ren không thôi. Thiêu nấu ăn uống, lại tra soát các dạng chữ hàng, nhất nhất chuẩn bị bao hảo, thẳng vội đến nửa đêm. 8 cân lượt ngủ một hồi, liền đứng dậy phải đi. Lâm Đại Thắng hai vợ chồng đành phải chảy mắt gạt lệ mà đưa hắn ra cửa. 8 cân không kiên nhẫn mà đối mẫu thân nói, khóc cái gì? Ngươi nhi tử chẳng lẽ so người kém? Chờ ta tránh một phần gia nghiệp lên, ngươi liền cười đi. Hừ, cửu nhi cùng Lâm Xuân Hảo không dậy nổi sao? Nói xong xoay người liền đi. Nhi tử như vậy, Lâm Đại Thắng không biết là nên tự hào hay là nên thương tâm. Tóm lại, hắn trong lòng thật không tốt quá là được. 8 cân ra thôn, đứng ở Nam Sơn Hà đối diện nhìn kia tòa đen kịt tiểu viện xuất thần, trong đầu bất kỳ nhiên hiện lên hoè hoa thanh âm. Ngươi sẽ đi tìm Đỗ Quyên sao? 8 cân không có đi tìm Đỗ Quyên. Hắn nhìn sẽ, chung quy vẫn là rời đi. Đỗ Quyên rất là vội hai ngày, mắt thấy liền đến tháng chạp 30. Liền tính chỉ có một người, nàng cũng làm mấy thứ hảo đồ ăn, vui vui vẻ vẻ ăn cơm tất niên, sau đó mang theo như gió đi trên gác mái ngồi, một mặt xem mông lung cảnh đêm, một mặt yên lặng nghe nơi xa trong thôn truyền đến pháo trúc thanh cùng chiêng trống ầm y thanh. Nàng trầm hạ tâm, dụng tâm linh lắng nghe toàn bộ thế giới. Sau đó, nàng liền thấy đôi mắt nhìn không thấy phong phú, sắc thái. Nàng một chút không cảm thấy tịch mịch, mỉm cười, chờ đợi. Quả nhiên, chờ đêm đã khuya chút, liền nghe phía dưới có thanh âm, Đỗ Quyên. Lâm Xuân tới. Đỗ Quyên liền đi xuống khai viện môn. Lâm Xuân đi vào tới, mang theo một cổ gió lạnh dũng mãnh vào. Ăn qua? Đỗ Quyên hỏi. Ăn qua? Lâm Xuân nói, tước nhi tỉ tỉ muốn tới, ta kêu nàng đừng tới, ta liền tới rồi. Đỗ Quyên gật gật đầu, lại chưa nói cái gì, liền dẫn hắn đi vào. Hiện giờ nàng cũng không cố kỵ, hình thức thượng nàng đã là Lâm gia tức phụ, nàng trong lòng cũng làm quyết định, liền hướng tới cái này phương hướng nỗ lực tiếp thu hắn. Hai người thượng gác mái, ở phía trước nội hành lang hạ phương trên bàn triển khai bàn cờ, hạ khởi cờ tới. Đỗ Quyên thiện hạ cờ tướng, Lâm Xuân tuy hỉ cờ vây, lại không có quá nhiều thời giờ nghiên cứu, có rảnh cũng chỉ là cùng cửu nhi hạ cờ tướng chơi. Hiện giờ hai người đánh cờ, đúng là nửa cân đối 8 lượng. Rơi xuống, hai người liền tranh lên. Đi qua như thế nào còn lấy về đi? Ta chưa nghĩ ra, lại đổi một bước. Nhất tay không hối hận ngươi không hiểu. Này lại không phải cái gì thi đấu, chúng ta chính là luận bàn. Lâm Xuân cười ra tiếng tới. Nói, ngươi như vậy không thành, ta đem. Đỗ Quyên nói, ta còn sợ ngươi. Chính tranh chấp không dưới, như gió không biết từ nào thò án đi lên, vây quanh bọn họ đảo quanh. Đỗ Quyên sờ sờ nó sống lưng, hỏi, còn không có ăn. Nó bụng bẹp bẹp. Lâm Xuân liền xuống lầu, đi phòng bếp lộng khối sinh con hoang thịt cùng một khối thịt kho, đồng loạt đưa đến nó bên miệng. Hỏi, hôm nay ăn Tết, ngươi muốn ăn sinh vẫn là thục, muốn ăn thục ta liền nướng. Như gió nghe hiểu, ngậm khởi kia khối thịt kho liền nuốt, không để ý tới thịt tươi. Đỗ Quyên ở mặt trên nghe thấy được, ghé vào lan can thượng đối hạ nói, chúng ta đây nướng một con hoang cho nó ăn đi, đêm nay cho nó thêm cơm. Quái, bình thường không phải thích ăn mới mẻ thịt tươi sao? Như thế nào ăn thục lên? Lâm Xuân ngửa đầu đối thượng cười nói, cùng ngươi lâu rồi, nghe mùi thịt nghe quán. Đỗ Quyên nghe xong bật cười, liền đi xuống tới, cùng Lâm Xuân lộng chút củi đốt, ở sân một góc nổi lên một đống hỏa, lại từ phòng bếp mang tới một toàn bộ con hoang, vốn chính là vì như gió chuẩn bị, một chút tô lên chút muối cùng chút ít gia vị, dùng nhánh cây xuyên,
lộng cái giá đặt tại hỏa thượng nướng lên. Hai điều cẩu vây quanh đống lửa hưng phấn mà chạy tới chạy lui, một khắc không ngừng nghỉ. Như gió nằm ở một bên, chỉ cần thấy chúng nó dừng lại nhìn chằm chằm trên giá thịt, liền uy nghiêm mà gầm nhẹ, lăng là làm hai cẩu không dám tới gần. Đỗ Quyên bật cười nói, như gió hộ thực đâu. Lâm Xuân nhìn hảo đồng bọn cười, nói, đó là đương nhiên. Hắn dụng tâm mà chuyển động thịt nướng, một mặt đối Đỗ Quyên nói, ngươi cảm thấy tâm tình thế nào, không bằng thổi một khúc, lại luyện tập, ta lại nghe xong. Đỗ Quyên gật đầu nói, ai, cầm ký thư hòa này đó tài nghệ chẳng những muốn cần thêm luyện tập, còn muốn nhân khi cao hứng dựng lên, thừa thế mà làm, mới có thể lĩnh ngộ cùng tiến bộ. Nói xong vào nhà đi lấy ống tiêu. Ít khi, sân trên không liền phiêu khởi du dương tiếng tiêu. Thanh âm thực trong sáng, không giống ngày thường như vậy nức nở. Lâm Xuân lặng lặng mà nghe, một bên chuyển động trên giá thịt nướng, như gió ngẩng đầu hổ chăm chú nhìn đống lửa, phảng phất cũng ở dụng tâm lắng nghe, liền hai điều chó đen cũng an tâm chút, xa xa mà ngồi ở viện cửa nhìn bên này. Đỗ Quyên quên mất phiền nhiễu, toàn tâm chìm vào thiên địa sơn dã gian. Nàng một lần lại một lần mà thổi, trong lòng càng ngày càng trong vắt. Này cảnh giới chính là khó được thực. Lâm Xuân nướng hảo thịt, cũng không ra tiếng đánh gãy nàng, lặng lẽ từ ủng nội rút ra chủy thủ, từng khối cắt thịt uy như gió. Hai điều cẩu nhi phát lại đây, mới kêu một tiếng, đã bị hắn thấp giọng quát bảo ngưng lại, ném hai khối thịt xương đầu ở góc tường cho chúng nó gặm. Không biết thổi bao lâu, bên ngoài tới bệnh chốt đầu cùng nhị ni. Bọn họ ăn cơm tất niên, phỏng chừng canh giờ không sai biệt lắm, mới đến tìm Đỗ Quyên. Đi tới cửa, liền nghe thấy trong viện truyền ra Lâm Xuân thanh âm, hảo đi, lại thổi liền bị thương khí. Bệnh chốt đầu nhỏ giọng đối nhị ni nói, Lâm Xuân ở đâu, muốn hay không tiến. Nhị ni cũng có chút do dự, sợ đi vào quấy rầy hai người bọn họ. Trong viện, Đỗ Quyên chậm rãi thu ngăn, cuối cùng một sợi âm cuối từ từ bay vào thanh minh. Lâm Xuân lập tức cao giọng hỏi, bên ngoài ai? Nguyên lai hắn đã sớm nghe thấy bên ngoài có người. Bệnh chốt đầu cuống quýt nói, chúng ta, nhị ni cùng bệnh chốt đầu. Đỗ Quyên vội tiến lên mở cửa, thỉnh bọn họ hai cái tiến vào ngồi. Nhị ni cười nói, ta nghe ngươi thổi như vậy trường thời điểm, sợ ngươi muốn ngủ đâu. Nguyên lai, nàng nghe Đỗ Quyên luôn thổi không ngừng, cho rằng nàng tịch mịch mới đến bồi nàng nói giỡn. Chờ tới, phát hiện Lâm Xuân cũng ở, liền cảm giác không giống nhau, cảm thấy nhân gia vợ chồng son đó là tâm tình hảo, thổi tiêu hảo chơi đâu, bọn họ liền không hảo quấy rầy, cho nên muốn đi. Đỗ Quyên không biết nàng tâm tư, cười nói, nào liền ngủ, các ngươi tới vừa lúc, chúng ta người đa tài hảo chơi đâu. Chờ chơi đói bụng ta lại cà nướng cho các ngươi ăn. Nhị ni cùng bệnh chốt đầu đại hỉ, vội liền đi vào. Trong viện lạnh buốt, chính là vây quanh một đống hỏa, còn thịt nướng, liền có chút giống ở trên núi đóng quân giã ngoại gia túc, nhìn liền thú vị. Nhị ni trước liền nở nụ cười, nói thẳng hảo chơi. Lâm Xuân thấy nàng nhìn chằm chằm thịt xem, cười nói, đây là chúng ta nướng cấp như gió ăn, không như thế nào tẩy đâu. Nhị ni tỷ vẫn là đừng ăn đi, đợi lát nữa mặt khác nướng cho ngươi ăn. Nhị ni chừng lớn đôi mắt nhìn như gió hỏi, nó ăn thịt nướng. Bệnh chốt đầu cũng muốn hỏi, chính là không cần hỏi, chỉ thấy Lâm Xuân khi nói chuyện cắt lấy một khối to nóng hầm hập mạo khói trắng thịt nướng ném cho như gió ngửa đầu tiếp được, không nhai hai hạ liền nuốt, sau đó lại nhìn chằm chằm Lâm Xuân, hắn liền xem ngây người. Đỗ Quyên cười nói, như gió cùng người chủ lâu rồi, thích ăn thịt chín. Nàng liền hỏi nhị ni có thể tưởng tượng ăn thịt nướng cùng ca nướng, muốn ăn nói nàng mặt khác nướng. Nhị ni vội lắc đầu nói, ta buổi tối ăn rất nhiều, còn không đói bụng. Ngẫm lại nói, đợi lát nữa chúng ta lại nướng. Nàng khó được cùng người như vậy chơi, Đỗ Quyên lại chịu cùng nàng một khối chơi, bởi vậy thật phần thích, trước mắt tuy rằng không muốn ăn, cũng không muốn bỏ qua thịt nướng sung sướng. Liền thành thực lòng nói cho Đỗ Quyên, nói chờ đói bụng lại nướng. Đỗ Quyên miệng đầy đáp ứng rồi.
bệnh chốc đầu xem Lâm Xuân Uy hổ, lại thấy hai điều cẩu ở một bên thèm hề hề mà nhìn chằm chằm, cười nói, Xuân sinh, này cẩu đều lưu chảy nước dãi, ngươi không uy chúng nó. Đỗ Quyên nói, cẩu buổi tối ăn, chúng nó chính là mắt thèm, như gió ăn thiếu không đủ. Nhị Ni liền cười nói nàng bất công. Hai người một bên bắt tay duỗi đến hỏa thượng nướng, một bên nói xấu. Đỗ Quyên hỏi Nhị Ni sao không nghe thấy bọn họ na pháo chúc. Nhị Ni lão thật nói, không có tiền mua, ta liền cùng bệnh chốc đầu nói không bỏ, ai còn không được chúng ta ăn Tết. Này sơn bên cạnh, nếu là nơi nào bắn một chút hỏa tinh tử, thiêu cháy nhưng đến không được, cho nên không bỏ mới hảo đâu. Đỗ Quyên nghe xong tán nàng nghĩ đến chu đáo, người khác thả chúng ta giống nhau nghe, ai còn không được chúng ta nghe xong, kia hắn cũng muốn có bản lĩnh lấp kín chúng ta lỗ tai mới thành. Mới nói xong, bệnh chốc đầu cùng Lâm Xuân đồng loạt bật cười. Nhị Ni cũng cười nói, ta liền thích nghe Đỗ Quyên nói chuyện. Một mặt nói, một mặt từ trong túi móc ra một phen hạt dưa đưa cho Đỗ Quyên, nói, nghiến răng đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ăn khác lại ăn không vô. Đỗ Quyên liền tiếp nhận đi cắn lên. Bệnh chốc đầu liền hỏi Lâm Xuân phủ thành có cái gì náo nhiệt, lại quấn lấy hắn thuyết thư chuyện xưa tới nghe. Mấy người chính nói giỡn, cửa lại truyền đến thanh thúy thanh âm, Đỗ Quyên tỉ tỉ. Là tiểu bánh quai trèo. Nhị Ni nói, tiểu bánh quai trèo 7 tuổi, là Lý gia tiểu tôn tử. Nhị Ni liền thúc giục bệnh chốc đầu đứng dậy đi mở cửa. Bệnh chốc đầu vội vàng đứng dậy đi khai, một cái ăn mặc tròn vo tiểu nam hoa, trên đầu mang lông da mũ, một đầu vọt vào tới, chạy đến Đỗ Quyên bên người kêu, Đỗ Quyên tỉ tỉ. Trong miệng kêu, lại quay đầu nhìn về phía như gió. Hắn trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ, muốn đi thân cận nó lại sợ hãi bộ dáng. Hắn tới nơi này, chính là vì xem như gió. Đỗ Quyên kéo hắn tay hỏi, như thế nào ngươi một người tới? Tiểu bánh quai trèo nói, ta không sợ, Hoa Hoa bồi ta tới. Hoa Hoa là một con cẩu, đã cùng Đỗ Quyên ra hai điều cẩu trộn lẫn khối. Đỗ Quyên dặn dò nói, kia cũng không thể buổi tối một người chạy ra, nếu là gặp phải một cái lang, Hoa Hoa cũng đánh không lại lang, kia đã có thể phiền toái. Bệnh chốc đầu ở ngoài cửa nhìn xung quanh một phen, trở về kêu Đỗ Quyên yên tâm, nói Lý đại ca trộm ở phía sau biên đi theo đâu, hiện tại đi trở về. Đỗ Quyên lúc này mới yên tâm. Nàng liền vào nhà chảo trái cây cấp tiểu bánh quai trèo ăn. Nhân thấy hắn nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm như gió, vội nói, chớ chọc nó, để ý cắn ngươi. Cắn người như gió đảo sẽ không, tính tình lên đây, hét lớn một tiếng có thể đem người dọa ngất xỉu đi, nàng sợ làm sợ tiểu hoa nhi. Chính là tiểu hoa nhi lòng hiếu kỳ hiển nhiên so lá gan lớn hơn nữa, hắn nói, nếu là thiết ngưu không ngủ, nó là có thể bồi ta tới. Thiết ngưu cùng như gió khẳng định có thể chơi một khối. Thiết ngưu chính là nhà hắn dưỡng vài thập niên mãng xà, hiện giờ chính ngủ đông. Lâm Xuân nghe xong bật cười nói, chúng nó chơi một khối, gặp mặt liền phải, long hổ đấu, còn kém không nhiều lắm, ngươi cũng đừng làm cho chúng nó hai chạm mặt. Bệnh chốc đầu Nhị Ni nghe xong cũng đều cười. Đỗ Quyên cũng là một trận ác hàn, nói, ta sợ thiết ngưu đâu. Như vậy đại xà, liền tính không cắn người, nhìn trong lòng cũng run run. Nhất thời Lâm Xuân uy xong như gió, lại đem xương cốt phân cho mấy chỉ cẩu, liền nghe bên ngoài sườn núi hạ truyền đến một đám người nói giỡn, thả dần dần hướng bên này tới gần bộ dáng, hắn liền nhìn về phía Đỗ Quyên, giống như quế hương. Đỗ Quyên cũng ngưng thần nghe xong sẽ, nói là quế hương, còn có thanh hà, tiểu bảo ca ca. Nhị Ni cũng nói, là hoàng ly thanh âm. Như gió sớm chạy tới viện cửa, chỉ nhìn thoáng qua, lại quay lại đầu. Đỗ Quyên liền biết khẳng định là người quen. Tới có Hoàng Nguyên, Hoàng Tiểu Bảo, Hoàng Ly, Tiểu Thuận cùng Nhậm Viễn Minh, Hoàng Ly cõng Sa Thanh, còn có Thanh Hà cùng Quế Hương, mênh mông quần cuộn một đám người, hi hi ha ha ùa vào Đỗ Quyên sân. Nguyên lai, Đỗ Quyên không chịu trở về Hoàng gia ăn Tết, Hoàng Nguyên lo lắng nàng một người cô tịch,
sau khi ăn xong liền cùng Hoàng Tiểu Bảo mang đề muội nhóm đến xem nàng. Kia Thanh Hà Nhân cùng Hoàng Tiểu Bảo việc hôn nhân nói định rồi, liền chờ tháng riêng hạ định, tự nhiên tâm hỉ. Nàng không hảo một mình đi Hoàng gia tìm Hoàng Tiểu Bảo, nghe Quế Hương nhớ thương Đỗ Quyên, liền nhân cơ hội hẹn nàng tới xem Đỗ Quyên. Hai người lại đi kêu Hoàng gia tỉ muội, sau đó thực tự nhiên mà liền theo chân bọn họ một khối tới. Đỗ Quyên thấy tới nhiều người như vậy, đảo cũng cao hứng. Nàng lược đánh giá, ánh mắt không tự chủ được liền dừng ở Hoàng Nguyên trên người. Ánh lửa chiếu rọi hạ, hắn ánh mắt ôn nhuận, toát ra lão thật cha đôn hậu một mặt, rồi lại mang theo người đọc sách nho nhã, biểu tình thong dong lại đạm nhiên. Hắn cũng lẳng lặng mà nhìn nàng, cảm thấy nàng lại không giống phía trước lẻ loi mà di thế độc lập, nàng tươi cười trước sau như một sáng lạn. Tận mắt nhìn thấy nàng như vậy, hắn cảm thấy tâm an không ít. Đỗ Quyên từng cái tiếp đón mọi người, cũng đối Hoàng Nguyên gật đầu mỉm cười. Tiểu Thuật tiến lên đem một cái bố bao tiểu ấm sành đưa cho Đỗ Quyên, nhỏ giọng nói, nhị tỷ tỷ, đây là ma đường, ta nương làm, cho ngươi ăn. Đỗ Quyên tiếp qua đi, một tay nâng cười nói, Hoàng Ly cũng cho ta tặng. Tiểu Thuật nói, nhị tỷ tỷ lưu trữ từ từ ăn. Đỗ Quyên dùng một tay kia vuốt thiếu niên đầu, hạ giọng hài hước hỏi, ngươi lấy cái này tới, nãi nãi hiểu được sao? Tiểu Thuật nghe ngây ngẩn cả người, có chút không biết làm sao. Đỗ Quyên liền biết hắn là gạt Hoàng Đại Nương, cười khúc khích. Tiểu Thuật liền ngượng ngùng mà cúi đầu không ra tiếng. Lúc này Quế Hương cùng Thanh Hà lại đây, lôi kéo Đỗ Quyên lại cười lại nói. Quế Hương là vẫn luôn cùng Đỗ Quyên tốt. Thanh Hà bởi vì liền phải cùng Đỗ Quyên trở thành thân thích, cũng phá lệ thân cận ba phần, hơn nữa nhị ni, mấy cái nữ oa díu dít lời nói đánh nhau. Đỗ Quyên, nhìn ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt? Quế Hương chỉ vào Hoàng Tiểu Bảo trên vai khiêng đồ vật, thực thần bí mà đối Đỗ Quyên nói. Đỗ Quyên liền đem tiểu ấm sành đưa cho Tiểu Thuật, làm hắn đưa vào phòng, một mặt từ Hoàng Ly trên tay ôm quá xa Thanh. Phân phó nàng đi trong phòng đoan ghế ra tới, một mặt làm mọi người ngồi, một mặt lại đôi Quế Hương cười nói, có phải hay không thạch nồi? Quế Hương hét lớn, ngươi một đoán liền trúng. Nhị ni cười nói, ngươi sớm nói lấy tới, này có cái gì không hảo đoán? Thanh Hà cười nói, còn có giống nhau. Đỗ Quyên ngươi khẳng định đoán không? Đỗ Quyên nhìn lại. Quả nhiên Hoàng Tiểu Bảo đem trên vai đồ vật đi xuống phóng, thực trọng bộ dáng. Hoàng Nguyên ở một bên nâng đỡ, Lâm Xuân cũng đi tiếp. Chờ buông mà, mọi người nhìn lên, một con là thạch nồi, mặt khác cái kia đại chính là một chương hình chữ nhật thạch bàn, phía dưới dùng dây thép làm cái lưới đâu nâng nó, lưới sắt ở hai đoan kiềm chế, biên thành hai cái mang một bính bắt tay, liền có thể bưng. Quế Hương đắc ý mà đối Đỗ Quyên nói, ta tưởng ngươi tổng nói thạch cái nồi đồ vật hảo, không bằng thịt nướng cũng dùng cái này, lại sạch sẽ, không dính hôi. Ta gọi cha ta làm cái này, tặng cho ngươi, xem như đưa năm lễ. Mọi người nghe xong đều cười. Đỗ Quyên kinh hỉ mà đoan trang kia thạch bàn, liền khen nàng thông minh, sẽ tưởng. Quế Hương thập phần đắc ý, nhân thấy có sẵn đống lửa, liền phải Đỗ Quyên thí nghiệm. Nguyên lai, Tuyển Thủy thôn đông bắc mặt nhiều núi đá, trong thôn thợ đá cũng nhiều, dùng vật liệu đá chế thành các loại đồ vật, trong đó liền có thạch nồi. Chỉ vì này thạch nồi tạo hình gian nan, lại cồng kềnh, bán được sơn ngoại còn đáng giá. Người trong thôn là sẽ không dùng nhiều tiền mua, cho nên thợ đá nhóm liền không lớn nguyện ý vì người trong thôn làm. Hiện giờ trong thôn trừ bỏ số ít nhân ra còn dùng, cũng là trước đây lưu lại, có điều kiện liền đều dùng nồi sắt. Hoặc là lò gạch thiêu chế lẩu niêu cũng so nó tiện nghi. Đỗ Quyên mùa đông thích dùng thạch cái nồi nước kho, nói mùi vị đủ. Nàng là biết thạch cái nồi đồ vật hữu ích khỏe mạnh, cho nên thực ưu ái. Bởi vậy Quế Hương mới giúp nàng làm cái này. Đỗ Quyên thập phần cảm kích, liên tục cảm ơn. Quế Hương nói không cần cảm tạ, thạch nồi vốn chính là Đỗ Quyên mua, kia thạch bàn tương đối làm lên dễ dàng thực. Là nàng đưa. Lập tức, Đỗ Quyên kêu Hoàng Ly tiến phòng bếp đi hỗ trợ. Giết một con cá lớn, phiến thành lát cắt, dùng làm liêu ướp lô hàng mấy cái đĩa mang sang tới, chuẩn bị cá nướng mua vui.
chờ ra tới. Mọi người đã bao quanh ngồi vây quanh ở hỏa biên nói đùa. Đỗ Quyên đưa mắt vừa thấy, lập tức đi hướng Lâm Xuân. Hoàng Nguyên tới, nàng thấy hắn còn lược có không được tự nhiên, ngồi Lâm Xuân bên người là dựa vào, là phòng thủ, cũng là tiến công, đương nhiên, cũng là làm hắn hỗ trợ cá nướng, chiêu đãi mọi người. Lâm Xuân vội đứng dậy, tiếp nhận trên tay nàng chút cái đĩa, hỏi, này liền thiêu, nếu là thiêu rạn nứt làm sao bây giờ? Quế Hương vội vàng nói, không quan trọng, này cục đá nhất vững chắc, cha ta cố ý chọn tốt tạc, phía dưới còn cô một tầng lưới sắt đâu, lại không nấu canh, liền tính nứt ra rồi cũng sẽ không lộ. Đỗ Quyên nói, Vương bá bá thiệt tình tế, nghĩ đến chu đáo. Hoàng Ly thấy Đỗ Quyên ở Lâm Xuân bên người ngồi xuống sửng sốt, nàng dựa gần Hoàng Nguyên bên người ngồi, còn chuẩn bị một cái ghế nhỏ cấp Đỗ Quyên, chính chờ nàng tới đâu, ai ngờ đi bên kia, đang muốn kêu nàng, Lâm Xuân lại đối nàng nói, Hoàng Ly, đem ghế lấy tới. Hoàng Ly liền nhìn về phía Đỗ Quyên. Đỗ Quyên dường như không có việc gì duỗi tay nói, đưa cho ta. Hoàng Ly, ai, một tiếng, vội đem ghế đưa qua đi. Hoàng Nguyên thấy một màn này, không cấm rũ xuống đôi mắt. Lập tức, Lâm Xuân trước đem thạch bàn giặt sạch, lại dùng cái giá treo ở đống lửa phía trên. Chờ thạch bàn thiêu nhiệt, Đỗ Quyên, Quế Hương cùng Thanh Hà liền dùng chiếc đũa kiêng cá phiến gác ở mặt trên nướng, liền du cũng không cần soát, bởi vì đá phiến là sẽ không dính. Cá phiến mới phóng đi lên, liền, tư tư, rung động, đằng khởi một trận khói nhẹ, hương khí tùy theo phát ra mở ra. Mọi người đều cười vang lên, không được hút cái mũi, lại đều hỉ khí dương dương, mãn hàm chờ mong mà nhìn chằm chằm thạch bàn, chờ nếm này từ biệt chí cá nướng là cái gì tư vị. Hoàng Ly trong tay nắm chiếc đũa, một chồng chén gỗ, vòng vòng từng cái phân phát cho mọi người. Đỗ Quyên hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm đá phiến, xem cá phiến nhan sắc biến trắng. Vội đối Quế Hương nói, mau phiên biên, lật qua tới nướng một hồi liền không sai biệt lắm. Vì thế ba người luống cuống tay chân mà cấp cá nướng phiên biên. Tiểu Sa Thanh dựa vào Đỗ Quyên bên người, cho đã mắt mới lạ mà nhìn các tỉ tỉ cá nướng. Đỗ Quyên thấy đá phiến thượng cá toàn phiên một lần, có chút kẹp không được, một chạm vào liền nát, lập tức thay đổi một đôi sạch sẽ chiếc đũa nhanh chóng hướng chén gỗ kiêm, trong miệng nói, có thể ăn, mau kiêm lên, mau, đều chính mình động thủ. Nói đem trên tay chén đưa cho Sa Thanh, Sa Thanh trước nếm. Sa Thanh ngượng ngùng mà cười, dùng chiếc đũa kiêm một chút phóng trong miệng, hảo năng. Đỗ Quyên vội nói, thổi một thổi, ăn từ từ. Nói giúp nàng thổi khí. Bên tai liền nghe được bốn phía một lần tiếng hút khí, còn có đầu lưỡi đoàn mơ hồ không rõ nói chuyện thanh, thơm quá. Nột, ai nha ăn ngon thật. Đỗ Quyên nhìn lên, thạch bàn đã trống trơn. Lâm Xuân kiêm hai mảnh, đem chén đưa đến nàng trước mặt, làm nàng ăn trước. Đỗ Quyên lúc này mới dùng chiếc đũa kiêm một khối ăn, quả nhiên lại nộn lại hoạt, vào miệng là tan, tiên hương vô cùng, lại là hiếm thấy mỹ vị. Cũng không biết là cá hảo đâu, vẫn là loại này thạch bàn nướng chế phương pháp hảo, lại hoặc là nàng điều chế cá hương vị hảo. Nàng liền vui vẻ mà cười, nói không nên lời vui sướng tự hào. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt đâm nhập Hoàng Nguyên trong mắt, chính sáng ngời mà nhìn nàng. Nàng đốn hạ, vẫn như cũ cười đối hắn giơ lên chén ý bảo nói, mau ăn, thật sự ăn rất ngon, lại tiên lại nộn lại hoạt, so bình thường cá nướng ăn ngon nhiều. Hoàng Nguyên hơi hơi gật đầu, cúi đầu ăn chính mình. Quế Hương cùng Thanh Hà sôi nổi cười nói, về nhà cũng muốn như vậy lộc. Thạch bàn điêu lên so thạch nổi dễ dàng nhiều, này liền thực tiện nghi. Đỗ Quyên trịnh trọng nói, này cá nướng tốt như vậy, nếu là thịt nướng khẳng định cũng không kém. Này đồ ăn đến lấy cái tên, xem như ta phát minh, đã kêu đá phiến chiên cá đi. Mọi người đều nói tốt. Hoàng Tiểu Bảo nói, gọi là gì đều hảo, trước cá nướng. Hắn thế nhưng chờ không kịp, trực tiếp dùng chính mình chiếc đũa kiêm cá sống cắt lát hướng thạch bàn thượng phóng, những người khác thấy cũng đều sôi nổi động thủ, tự cấp tự túc. Nhị Ni cười nói,
trước không đều nói không muốn ăn sao, hiện tại cùng đói chết quỷ giống nhau. Phía trước nói cá nướng, Hoàng Tiểu Bảo đám người nói không muốn ăn, kêu Đỗ Quyên đừng lo lắng. Ai ngờ nướng ra tới như vậy hảo, hơn nữa mọi người đồng loạt đoạt, tự nhiên hứng thú tăng nhiều. Mọi người cũng mặc kệ nàng chê cười, chỉ lo cá nướng, ăn cá. Đỗ Quyên ý cười dịu dàng nói, này thuyết minh đá phiến chiên cá có mị lực. Mọi người đều nói giỡn, duy có Hoàng Nguyên lẳng lặng mà ngồi, cũng ăn cá, ngẫu nhiên chiều Đỗ Quyên xem một cái, cũng không nói chuyện. Hoàng Ly ngồi ở hắn bên người, cầm đũa như bay, kiêm cá phiến, cá nướng, nướng xong rồi đổi một đôi chiếc đũa kiêm trở về. Huynh muội hai cái phần ăn, nàng lại muốn vội vàng nướng, lại muốn vội vàng ăn, lại là ngồi ở hòa bên cạnh, trên đầu liền đổ mồ hôi. Hoàng Nguyên ăn mấy khối đối nàng nói, ta không ăn, ta nướng ngươi ăn. Hoàng Ly hoài nghi hỏi, ca ca sẽ nướng. Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói, thử xem, giống như không lắm khó. Hoàng Ly tưởng tượng cũng là, cá phiến đều là ướp hảo, chỉ cần phóng thượng thạch bàn, quá một hồi phiên cái biên thì tốt rồi, vì thế khiến cho hắn thí, chính mình chỉ lo ăn. Bên kia, Lâm Xuân cũng nướng cấp Đỗ Quyên ăn. Đỗ Quyên bổn không đói bụng, không muốn ăn, khó được như vậy cao hứng, bởi vậy hắn đưa đến trước mặt cá bất chi bất giác đều ăn. Bỗng nhiên cảm thấy chướng, mới tỉnh ngộ nói, không thể lại ăn buổi tối vô pháp ngủ. Một mặt đối mọi người nói, các ngươi đâu, cũng đứng ăn đi, trước chơi một hồi lại nướng, đem thạch bàn triệt hạ tới, đỡ phải nhìn mắt thèm. Mọi người tuy rằng đều lưu luyến không rời, nhưng cũng biết nàng nói đúng, đều ngừng tay. Lâm Xuân cùng bệnh chốt đầu từng người dẫn theo một đầu tam giác cái giá, đem thạch bàn từ đống lửa bên dọn khai, sau đó một lần nữa ngồi xuống nói chuyện. Đỗ Quyên lại đi trong phòng tìm chút sơn tra làm ra tới tán cho đại gia ăn, lại nấu nước uống. Tan một vòng, bỗng nhiên không thấy Nhậm Viễn Minh, hỏi, Sa Minh đâu? Ta tại đây. Theo một tiếng kêu to, mọi người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy gác mái hiên hạ, Nhậm Viễn Minh giống một con khỉ dường như cưỡi ở một lan can thượng, cầm trong tay một cây trường trúc cao, chống ở dưới lầu sân ngầm, làm bộ muốn nhảy. Đỗ Quyên hoảng sợ mà kêu, đừng. Không đợi nàng tới kịp ngăn cản, Tiểu Hoa Nhi cũng đã phiên hạ lan can, chống trúc cao hướng dưới lầu thả người nhảy dựng. Mọi người ngơ ngác mà nhìn cái kia lăng không mà hàng nhóc con, đều há to miệng, trong viện một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy củi gỗ thiêu đến, đùng, vang. Trong nháy mắt, Đỗ Quyên cảm thấy chính mình trái tim đình chỉ nhảy lên. Trước mắt bóng người chợt lóe, Lâm Xuân đã lượt qua đi. Nàng cũng đi theo phát qua đi, phát hiện kia Hoa Nhi đã ở Lâm Xuân tiếp được hắn phía trước rơi xuống đất, chờ đứng vững sau, phát ra thắng lợi tiếng hoan hô, nga, nga, hót. Chính là đi theo thanh âm liền đột nhiên im bặt. Lâm Xuân xách theo hắn cổ áo xoay tròn chuyển, khiến cho hắn đối mặt hắn ghé vào hắn trong lòng ngực, bàn tay to đối với hắn mông liền chụp đi xuống, hung hăng mà đánh vài cái, cả giận nói, ngươi tìm đường chết a. Tiểu bánh quai trèo đối Nhậm Viễn Minh sùng bái tới rồi cực điểm, đi theo hắn hoan hô. Nhiên Nhậm Viễn Minh đi theo bị đánh, hắn không giống hoan hô đảo giống vui sướng khi người gặp họa. Nhậm Viễn Minh cùng con khỉ quậy giống nhau, càng đánh càng cười. Mọi người lúc này mới hồi qua khí tới, đều sôi nổi gào khai. Ta nương ai, dọa chết người. Đây là Quế Hương cùng Thanh Hà. Hoa Nhi này, lá gan quá lớn. Đây là Nhị Ni. Sa Minh, ngươi sao như vậy không biết nặng nhẹ. Đây là Hoàng Nguyên. Sa Minh, xem ta không quay về nói cho tiểu gì. Đây là Hoàng Ly. Còn sẽ không bỏ ngươi đã muốn đi, mới có thể đi ngươi liền tưởng phi. Đỗ Quyên đặc biệt sinh khí, nghiêm khắc mà răn dạy, trái tim còn ở bang bang nhảy. Lâm Xuân thấy tiểu sư đệ chỉ là cười, đánh căn bản không dùng được, liền mệnh lệnh hắn đi ngồi xổm một canh giờ mã bộ, đỡ phải ngươi cả người kính nhi không chỗ xử. Nhậm Viễn Minh nói, ngồi xổm liền ngồi xổm, ta đã đói bụng, ta còn không có ăn cá đâu.
kia ý tứ hắn muốn ăn trước cá nướng lại đi ngồi xổm. Nguyên lai vừa rồi đại gia nhào cá nướng thời điểm, hắn liền trốn đi chơi. Lâm Xuân tức giận đến vặn hắn lỗ tai, nói, ăn cá, cho ngươi ăn một cái tát. Mọi người cũng đều cười đảo, đều nói, ngươi trước làm gì đi. Sa thanh nãi khí mà nói, ca ca không nghe lời, ta nói cho cha. Lời này so mọi người uy hiếp đều dùng được, Sa Minh lập tức gục xuống hạ đầu, ủ rũ cụp đuôi mà đứng tấn đi, một bên nói thầm, ta còn không có ăn cá đâu. Mọi người mặc kệ hắn, một lần nữa ngồi xuống nói chuyện. Bởi vì Sa Minh kêu đã đói bụng, nhắc nhở đại gia, ăn nhiều như vậy cần phải hoạt động mới hảo. Tiểu Thuận năn nỉ Lâm Xuân làm cà kheo tới chơi, hắn về nhà lấy quá xa. Này đối Lâm Xuân tới nói lại đơn giản bất quá, vì thế đi xài lều tìm chút gỗ chắc tới, ba lượng hạ tước ra rất nhiều cà kheo cốn, lại ở dưới một thước nhiều địa phương đào thành động, đinh dẫm đạp then. Đi cà kheo muốn nắm giữ cân bằng, Lâm Xuân tự nhiên không cần phải nói, Đỗ Quyên cùng Hoàng Ly đều là thực dễ dàng liền đi ổn, còn lại Hoàng Tiểu Bảo đám người cũng đều sẽ, khi còn nhỏ thường chơi, duy độc Hoàng Nguyên sẽ không, vừa lên cà kheo liền rơi xuống. Thanh Hà cười nói, Hoàng Nguyên ngươi còn không bằng ta. Hoàng Tiểu Bảo nói, ai đều cùng ngươi dường như. Thanh Hà trừng mắt nói, ta làm sao vậy? Hoàng Tiểu Bảo tức khắc không dám lại nói, cười làm lành nói, ngươi linh hoạt ta, cái gì sẽ không? Quế Hương cùng Đỗ Quyên nghe xong cười đến khom lưng. Bệnh chốc đầu trộm nói cho Nhị Ni, Tiểu Bảo tương lai so với ta còn sợ tức phụ. Nhị Ni nói, ngươi sợ ta sao không cảm thấy đâu? Bệnh chốc đầu liền ngây ngô cười lên. Tiểu bánh quai trèo nhất linh hoạt rồi, dẫm cả kheo đi đến Nhậm Viễn bên ngoài trước, nói, Sa Minh, ngươi đừng ngồi xổm. Cùng ngươi sư huynh nói, muốn ngươi đi cà kheo, đi cà kheo cũng mệt mỏi quá. Sa Minh phồng lên miệng không nói. Hoàng Nguyên nhìn trong viện đi tới đi lui bóng người, nghe tiếng cười từng trận, truyền ra thật xa, liền cậu nhi đều hưng phấn cực kỳ, giải hoan nhi đi theo bọn họ chạy tới, đống lửa châm vượng vượng rực rỡ, ánh mãn viện trường trường đoản đoản bóng dáng, đan sen sen kẽ, giống như ở chợ hứng. Lại xem Đỗ Quyên, cười đến như vậy vui vẻ, hắn liền bị kích khởi một khang hào hùng. Thiên kim khó mua cười, chỉ cần nàng cao hứng, hắn nên trợ hứng. Tưởng tất, hắn cởi xuống bên hông ống tiêu thổi lên. Hắn thổi chúng thực vui sướng, so Đỗ Quyên phía trước thổi càng hồn hậu dâng trào. Đại gia phảng phất tìm được ỉ lại, theo kia tiết tấu dẫm đạp cà kheo, hoặc làm một ít đơn giản mạo hiểm động tác. Thỉnh thoảng thét chói tai, gieo hò, lại kêu ký hiệu. Nếu ở đối diện đồng ruộng Triều Sơn Thượng xem, chỉ cảm thấy bên này náo nhiệt vô cùng, ánh lửa ánh sáng đêm lạnh hà triền núi. Tiểu viện nội, tiếng tiêu, tiếng cười, cẩu tiếng kêu cùng tiếng hoan hô tạp thành một mảnh, không biết có bao nhiêu người tại đây đêm giao thừa cuồng hoan. Lâm Xuân làm xong cuối cùng một chi cà kheo, liền đứng ở một bên nhìn Hoàng Nguyên. Chỉ thấy hắn cao cao mà đứng ở bên cạnh cái ao, mỉm cười thổi, tận hiện tiêu sái khoáng đạt. Này tình hình, phảng phất bọn họ chi gian cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Ít nhất ở tối nay, bọn họ là một lòng đơn thuần ngoạn nhạc. Hơn nữa, bọn họ đều là tới bồi Đỗ Quyên. Dứt bỏ rồi đã từng chấp nhất cùng mê mang, tạm thời bỏ qua thống khổ cùng dãy giụa, cùng nhau bồi nàng vượt qua này đêm giao thừa vãn. Chỉ vì nàng có thể tận tình cười vui. Hắn không có ghét phẫn cùng bài xích Hoàng Nguyên, cũng chưa cảm thấy hắn đã đến là quấy rầy hắn cùng Đỗ Quyên. Hắn cảm thấy Đỗ Quyên đêm nay càng cần nữa huynh đệ tỉ muội nhóm cộng đồng sung sướng, điểm này bằng hắn một người là làm không được. Chỉ cần nàng cao hứng, Hoàng Nguyên thổi tiêu tính cái gì? Nhìn một hồi, hắn đem ánh mắt đầu hướng mọi người, đại gia cũng đều chơi đến thập phần đầu nhập, đi một đoạn. Hoặc té ngã, hoặc rớt mà, bất quá kêu sợ hãi một tiếng, rước lấy một mảnh cười, sau đó bỏ dậy trở lên cà kheo lại đi. Hắn liền qua đi đối Nhậm Viễn Minh nói, đứng lên đi. Tối nay hắn không nghĩ đối hắn quá nghiêm khắc, có hắn trợ hứng có thể đỉnh vài cái đâu.
Nhậm Viễn Minh trên đùi liền cùng trang lò xo giống nhau, lập tức nhảy lên, chạy đến đống lửa bên cầm lấy một bộ cà kheo liền dẫm lên rồi, mại đi nhanh đuổi tới tiểu bánh quai trèo bên người, cười nói, bánh quai trèo, ngươi xem ta. Tiểu bánh quai trèo thấy hắn cười không ngừng, nói, Sa Minh ngươi sư huynh hứa ngươi đi lên. Nhậm Viễn Minh gật đầu, nói hắn ngồi xổm thật dài thời điểm đâu. Hai oa biên lắc lư biên nói chuyện, như dẫm trên đất bằng, thật phần nhàn nhã tự tại. Sa Thanh vỗ tay nhảy kêu, ca ca thật là lợi hại. Lâm Xuân xem đến phát ngốc, hắn cho rằng Sa Minh ngồi xổm này nửa ngày, lên tổng nên xoa xoa khớp xương, hoạt động chân gì đó, ai ngờ liền như vậy nhảy dựng lên. Thật không hiểu nên vì tiểu sư đệ thân thủ nhanh nhẹn cao hứng, hay là nên sầu hắn nghịch ngợm. Hắn lại chiều Đỗ Quyên nhìn lại, nàng chính giáo nhị ni đâu. Nhị ni có chút hơi béo, lại không thường chơi, cho nên khó tránh khỏi mới lạ. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng thú vị, mỗi khi nàng ra sức dẫm thượng cà kheo, ở Đỗ Quyên cùng Quế Hương nâng đỡ hạ đứng vững vàng, mèo mó xoa xoa mới đi rồi không vài bước, lại rớt xuống dưới, nữ hoa nhóm liền cười thành một mảnh, hắn không cấm cũng cười. Hoàng Ly tới rồi nói, nhị ni tỉ tỉ, ngươi như vậy, nói dẫm cả kheo đi cho nàng xem. Đỗ Quyên cười nói, đây là muốn nắm giữ cân bằng, xem ngươi cũng không được. Nhị ni thở phì phì nói, ta liền không phục, ta một hai phải đi ổn không thể. Vì thế lại dẫm đi lên, sau đó lại té ngã. Hoạt động quả nhiên nhất tiêu hao thể lực, cũng bất quá nửa canh giờ bộ dáng, nhị ni thanh hà mấy cái liền mệt đến chịu không nổi, đồng loạt dừng lại, ở đống lửa bên ngồi thở dốc, xem những người khác chơi. Đỗ Quyên thấy như vậy, phỏng chừng một hồi mọi người muốn ăn nhiều. Nàng liền đối nhị ni nói, chúng ta đi mặt sau vườn trích chút đồ ăn tới, rửa sạch sẽ dự bị, chờ bọn họ chơi mệt mỏi, cà nướng thời điểm thuận tiện nướng đồ ăn. Ta phỏng chừng hương vị sẽ không kém, buổi tối quang ăn cá cũng không tốt, ăn chút đồ ăn mới hảo. Nhị ni lập tức phụ họa, nói chủ ý này hảo. Vì thế Đỗ Quyên vào nhà tìm cái rổ, cầm đem lưới hái, lại bậc lửa một con cây đuốc, dẫn mấy người sau này vườn đi. Lâm Xuân thấy thế vội theo đi, sợ các nàng buổi tối có cái gì sơ suất. Đỗ Quyên liền đem cây đuốc đưa cho hắn chiếu, chính mình cùng Quế Hương kéo tay nói giỡn. Nàng hiện tại thật phần sướng ý, tâm tình phi dương, hoàn toàn bỏ qua mới thấy Hoàng Nguyên kia một chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, giống lần trước như vậy cực kỳ bi ai mất mát có một lần là đủ rồi. Quyết không thể vẫn luôn lún xuống trong đó, buồn bực không vui, kia không phải nàng Đỗ Quyên tính tình. Nàng Đỗ Quyên nên là vô ưu vô lự, vĩnh viễn cười đối nhân sinh. Lâm Xuân cảm nhận được nàng vui sướng, cũng đi theo vui sướng lên. Hắn khẩn đi vài bước tiến lên, hơi hơi nghiêng người, vì các nàng chiếu sáng lên con đường. Thanh Hà vội vàng hỏi, Đỗ Quyên, chúng ta lộng cái gì đồ ăn nướng? Đây chính là chưa bao giờ thử qua, nàng trong lòng toàn không đế. Đỗ Quyên vững vàng an bài nói, chém một cây cải trắng, chém nữa mấy khỏa hoàng tâm đồ ăn, hành lá cũng xả chút. Rau thơm cũng xả chút, liền này đó đi. Quế Hương truy vấn, như thế nào ăn? Đỗ Quyên nói, cải trắng xé nát, quấy chút muối yêm một chút, gác ở đá phiến thượng nướng ăn. Hoàng tâm đồ ăn không cần nướng, rửa sạch sẽ lượng, đợi lát nữa dùng để bao cá nướng cùng thịt nướng, hành làm như liêu. Nhị ni nghe xong đại hỉ, nói, lá cải trắng cũng có thể bao thịt ăn. Các nàng đều là ăn qua rau xanh bao thịt nướng, nhất ngon miệng, có thể điều hòa thịt dầu mỡ, không biết bao cá ăn thế nào. Mấy người nói được sinh động, thật phần mê người. Lâm Xuân cười nói ta đều chảy nước miếng. Nói dừng lại chân, bởi vì đã đi vào vườn trong đất. Hắn đem cây đuốc đưa cho Đỗ Quyên, nói, ta tới chém. Mấy nữ cười ha hả mà xem hắn cầm lưỡi hái, chém một cây bao đến thập phần khẩn thật rau cải trắng. Tiếp theo lại chém hoàng tâm đồ ăn. Quế Hương nhìn tay ngứa, nhìn không được khom lưng xả hành lá. Đỗ Quyên vội nói, thiếu xả chút, coi như gia vị. Lâm Xuân chém 5 khỏa hoàng tâm đồ ăn, ngồi dậy, đủ rồi.
Đỗ Quyên nói, không thành, ít nhất muốn chém 10 khỏa, nhiều người như vậy đâu. Lâm Xuân nói, chém nhiều như vậy, nếu là ăn không hết đâu, chờ không đủ ăn lại đến chém là được, dù sao thủy cũng ở trong sân, lại không uổng sự. Đồ ăn nếu là qua đêm liền không như vậy mới mẻ, cho nên hắn nói như vậy. Đỗ Quyên giải thích nói, hoàng tâm đồ ăn giặt sạch muốn trước để ráo thủy, bằng không dính rất nhiều nước lá như thế nào bao cá nướng thịt nướng ăn. Vẫn là chém đi, ta cảm thấy khẳng định sẽ không thừa. Ta biết bọn họ đều có thể ăn thực. Ta đợi lát nữa cũng muốn ăn ít cá, ăn nhiều đồ ăn. Quế Hương cũng nói nàng muốn ăn rau xanh, vì thế Lâm Xuân lại chém. Nhất thời chém đủ rồi, hành tỏi cũng xả, mới lại về tới phía trước. Này liền nhìn thấy nước máy chỗ tốt rồi, đại gia ở bên cạnh cái ao ngồi xổm xuống, đem đồ ăn đặt ở trong bùn, vặn ra bè gỗ, nước trong liền chảy ra tới, căn bản không cần xuất viện môn. Đỗ Quyên một mảnh cánh bẻ ra lá cải, ném vào bùn gỗ rửa sạch. Ở mờ nhạt ánh lửa chiếu rọi hạ, dính bọt nước hoàng tâm đồ ăn giống như nàng kiếp trước ở nhà triển lãm xem qua phỉ thúy điêu khắc rau xanh, oánh nhuận thanh bích, sấn kiểu nộn vàng nhạt đồ ăn tâm, màu sắc thập phần mê người, cải trắng càng lóe bạch ngọc ánh sáng, thập phần nở nang, lá tỏi hành lá cũng giống nhau, ở ánh lửa ánh nhiễm hạ, bị bịt kín một tầng nghệ thuật quang huy. Đều tẩy hảo sau, đem giỏ rau đặt tại bên cạnh cái ao duyên nước đọng, các nàng lại tiếp tục đi cà kheo chơi. Nhị ni quăng ngã một lần lại một lần, rốt cuộc có thể đi ổn, tức khắc hoan hô. Lúc này Hoàng Nguyên thổi mệt mỏi, Lâm Xuân liền tiếp theo thổi, càng là vui mừng ngẩng cao. Cũng không biết náo loạn dài hơn thời điểm, mỗi người đều sức cùng lực kiệt, lại khát lại đói, mới sôi nổi ném cà kheo, đi trước bên cạnh cái ao rửa tay rửa mặt, sau đó đều ngồi vây quanh đến đống lửa bên, đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay Đỗ Quyên mấy cái. Tiểu Thuận đầu tiên kêu, nhị tỷ tỷ, ta muốn ăn cá nướng. Sa Minh gào, cá muốn nướng, cũng thịt nướng. Hắn đói đến thật sự không được, lúc trước cũng chưa ăn đâu. Hoàng Tiểu Bảo cùng bệnh chốt đầu đều cười. Đỗ Quyên sớm lại cùng nhị ni Quế Hương lộng cá, thịt bò ướp ở nơi đó, thấy bọn họ dừng lại, liền phân phó Lâm Xuân đem thạch bàn lại ra đến hỏa thượng thiêu, một mặt đem bàn nhỏ dọn đến đống lửa bên. Đem sở hữu đồ ăn thịt đều đặt ở mặt trên, phương tiện lấy. Hoàng Ly đem rửa sạch sẽ chén đũa phân phát, tân một vòng nướng BBQ lần thứ hai bắt đầu. Khói nhẹ lượn lờ chung, mãn viện đều phiêu tán hương khí. Ba con cẩu đứng ở đám người ngoại, đều oai đầu chó, trừng mắt đen bóng mắt chó nhìn thạch bàn, đầu lưỡi duỗi lão trường. Nhưng không ai để ý tới chúng nó, tất cả mọi người đều vội vàng thịt nướng. Vẫn là Đỗ Quyên dẫn đầu nếm thử, một mặt cho đại gia làm mẫu. Nàng trước nếm điểm thịt bò nướng, cũng là giống nhau trơn mềm tiên hương. Lấy một mảnh hoàng tâm lá cải bao thịt bò đưa vào trong miệng, lá cải ngọt thanh ngon miệng, cùng tươi ngon thịt bò, toàn không có hân nị cảm giác. Là như vậy tố khiết cùng ngọt lành, này thật là một đạo lịch sự tao nhã thức ăn. Mọi người thấy nàng mỉm cười bộ dáng, cũng không hỏi. Sôi nổi động thủ lấy lá cải, bao thịt, bao cá, còn thuận thế ở đá phiến một góc kiêm điểm tế hành, hoặc là rau thơm, một cổ não dùng bích thanh lá cây bao nhét vào miệng, ăn uống thỏa thích lên. Đến nỗi cải trắng ngạnh, Đỗ Quyên là như thế này bào chế, trước tiên ở thạch bàn thượng soát một tầng hơi mỏng mỡ heo, đem ướp tốt cải trắng căn đặt ở mặt trên chiên, hai mặt đều chiên một hồi, liền kiêm lên ăn, sau đó nói cho đại gia nói thực ngọt thực giòn thực tiên. Nàng không nghĩ tới đá phiến nướng tốt như vậy ăn, phảng phất sở hữu từ ngữ đều không đủ để miêu tả nó, đành phải một cái kính nói, tiên, ngọt, nộn, hoạt, chờ chữ. Hoàng Tiểu Bảo đám người chỉ cảm thấy ăn ngon, căn bản không đi tinh tế phẩm vị, càng sẽ không lo lắng tưởng từ ngữ tới hình dung. Mỗi khi thạch bàn nội phô thượng một tầng thịt đồ ăn, bọn họ liền sớm mà lấy một mảnh lá cải đoan ở trên tay, đôi mắt không tồi mà nhìn chằm chằm thạch bàn. Chỉ chờ Đỗ Quyên hoặc là Thanh Hà Hoàng Ly kêu một tiếng, hảo, liền đồng loạt vươn chiếc đũa kiêm nóng hầm hập cá hoặc là thịt bò hướng lá cải thượng phóng, sau đó bao vây thành kỳ kỳ quái quái hình dạng, lại uy tiến trong miệng đại nhai. Một mặt ăn, một mặt đầy mặt mang cười mà cho nhau đánh giá đối phương ăn tướng.
Hoàng Ly ngại như vậy nướng quá chậm, đem rất nhiều cải trắng ngạnh ngã vào thạch bàn nội, dùng chiếc đũa không ngừng phiên xào lên. Xào một hồi liền đối đại gia nói, muốn ăn giòn chút, liền hiện tại kiêm ăn, muốn ăn mềm chút, lại chờ nàng xào một hồi. Thanh Hà cười nói, này biện pháp hảo, tỉnh công phu. Vì thế chờ nàng xào đến một nồi chín, đại gia mới đi tranh đoạt. Ăn một mâm lại một mâm thịt nướng, cá nướng, tiếng cười rung trời. Hoàng Nguyên cũng thả cửa ăn lên, lúc trước hắn liền không ăn nhiều ít. Lâm Xuân cũng thoải mái cười ha hả, cùng Hoàng Tiểu Bảo vung quyền. Tháng chạp 30 buổi tối, sơn biên tiểu viện trình diễn một hồi cuồng hoan. Tương đối với trong thôn chiêng trống vang trời náo nhiệt, nơi này chút nào không thua sức mạnh. Chờ đem ướp cá phiến cùng thịt bò phiến đều nướng xong rồi, rau xanh cũng ăn được sạch sẽ, Nhận Viễn Minh ồn ào nói không ăn được, muốn lại lộng chút tới đón nướng. Hoàng Tiểu Bảo đám người cũng chưa đã thèm, đều chờ đợi mà nhìn Đỗ Quyên. Đỗ Quyên quả quyết cự tuyệt, đối Nhận Viễn Minh nói, không ăn được vừa lúc, ngươi đầu tiên là đi cà kheo dâm đói bụng, mới ăn này rất nhiều, nếu là lại ăn, ăn no căng làm sao bây giờ, còn đi cà kheo, đêm nay không ngủ được. Tiểu Hoa Nhi chớp đôi mắt nhìn biểu tỷ, thập phần tưởng nói, liền không ngủ đi, chính là không dám, chỉ phải thôi. Hoàng Nguyên Lâm Xuân đều nói đừng nướng, lại ăn đã vượt qua. Vì thế đại gia sôi nổi đứng dậy, triệt hồi thạch bàn, nữ hoa nhóm tác động thủ thu thập chén đua, đoan đi bên cạnh cái ao rửa sạch. Này cùng nhau tới mới phát hiện, vừa rồi cảm thấy chưa đã thèm, hiện tại lại cảm thấy bụng sớm ăn no căng, hảo trướng, vì thế lại nghĩ biện pháp tiêu thực, Nhận Viễn Minh cùng tiểu bánh quai trèo lại lần nữa dâm thượng cà kheo. Đỗ Quyên cười nói, ta liền nói sao, ăn những cái đó còn không no. Quế Hương nói, bọn họ chính là đôi mắt thèm. Nói, đem bếp lò thượng nấu sơn tra nước trôi cấp mọi người uống. Xúc mấy khẩu, Lâm Xuân liền lấy suất động tiêu tới thổi. Hoàng Nguyên thấy hứng khởi, theo tiêu âm lên tiếng sướng lên. Hắn tuy rằng chính ở vào biến thanh thời điểm, âm sắc lại trong sáng lảnh lót, cùng Lâm Xuân trầm thấp nghẹn ngào hồn hậu hoàn toàn bất đồng, nghe qua giống như phượng minh. Tiếng tiêu, tiếng ca phối hợp khăng khít, có thể nói tuyệt diệu. Một khúc xong, trong viện lẳng lặng. Nhận Viễn Minh cùng tiểu bánh quai trèo cũng đình chỉ la hét ầm ĩ thanh. Khúc trung nhân tán, nên tan cuộc. Đỗ Quyên dư vị ca khúc, cô nén không tha nghĩ thầm. Muốn lưu chút ý vị mới hảo, nhất định phải hưng hết liền vô vị, cho nên nàng dẫn đầu mở miệng. Một mở miệng chính là đuổi người, đêm đã khuya, không lưu các ngươi, ta đều mệt nhọc đâu. Đại gia lúc này mới kinh giác, cũng không biết tới rồi khi nào. Nghiêng tai lắng nghe, trong thôn chiêng trống cũng ngừng, có thể thấy được không còn sớm. Vì thế sôi nổi đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Quế Hương còn chưa đã thèm, đối Đỗ Quyên nói, ta mệt chết, không nghĩ chạy tơi chạy lui, ta liền tại đây ngủ, ngày mai lại cùng ngươi một khối qua đi. Ngày mai ngươi không cũng muốn qua đi cho ngươi cha ngươi nương chúc Tết sao? Còn có lão thái thái ra đâu, ngươi cũng phải đi. Mới nói xong, Lâm Xuân, Hoàng Nguyên cùng Hoàng Tiểu Bảo cơ hồ đồng thời mở miệng, đều tán đồng nàng đừng chạy tơi, liền lưu lại hảo. Hoàng Nguyên còn gọi Hoàng Ly cũng lưu lại, Hoàng Tiểu Bảo cũng kêu Thanh Hà lưu lại. Bọn họ đều không nghĩ náo nhiệt sau, đem cô tịch cùng Thanh Lánh để lại cho Đỗ Quyên một người. Đỗ Quyên vội vàng ngăn lại, nói đừng xảo nàng, liền Quế Hương lưu lại đi. Nàng xem như đã nhìn ra, Quế Hương là thật không nghĩ đi rồi. Đến nỗi Hoàng Ly, nàng cũng không tưởng nàng lưu lại, Hoàng gia huynh muội ở chỗ này lăn lộn cả đêm, trong nhà còn có cái tảm Thủy Yên đâu. Thanh Hà liền càng không cần phải nói, nếu nàng đại niên 30 vãn không trở về nhà ngủ, nàng nương sẽ mắng nàng. Lặp lại nói mấy lần, mọi người mới thôi. Vì thế, trừ bỏ Quế Hương, những người khác liền đều cáo từ. Bệnh chốc đầu cùng nhị ni tự mình đưa tiểu bánh quai trèo trở về Lý gia. Lâm Xuân cũng đi cùng Hoàng Nguyên đám người một khối rời đi. Hoàng Nguyên đi đến ngoài cửa, xoay người đối Đỗ Quyên nói, sáng mai về nhà ăn cơm.
Hoàng Ly cũng nói, nhị tỷ tỷ, sáng mai chúng ta ăn sủi cảo, ngươi sớm chút tới. Đỗ Quyên lược một đốn, liền sảng khoái gật đầu nói, ai? Hoàng Nguyên lại thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới nắm tiểu muội xoay người hướng sườn núi hạ đi đến. Đãi mọi người đều rời đi, Đỗ Quyên mới đóng viện môn, đối ngáp Liên Miên Quế Hương nói, đi, tắm rửa ngủ đi. Vì thế đi rửa mặt nghỉ tạm không đề cập tới. Một đêm không nói chuyện, ngủ đến cực kỳ thơm ngọt. Ngày hôm sau buổi sáng, Đỗ Quyên bị trong viện cẩu tiếng kêu bừng tỉnh. Mở to mắt vừa thấy, ngoài cửa sổ sớm đã nắng sớm sáng rồi. Nàng nằm ở ấm áp trong ổ chăn không nghĩ lên, nhiên cẩu tiếng kêu thật sự ồn ào khó nghe, gà trống cũng đi theo xem náo nhiệt, một lần lại một lần đánh minh, nàng đành phải cắn răng đứng dậy. Quế Hương. Nàng đối với ngủ đến hô thiên hô mà Quế Hương kêu. Hô hai tiếng không tỉnh, dứt khoát xốc lên chăn kéo nàng. Quế Hương chịu không nổi lăn lộn, còn buồn ngủ mà bò dậy, lẩm bẩm nói, ta tối hôm qua không trở về nhà, chính là tưởng ở ngươi này ngủ nhiều một hồi, đỡ phải sáng sớm kêu chúc Tết người nháo tỉnh. Sớm như vậy lên, bạch đãi này. Đỗ Quyên bật cười nói, còn sớm, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Một mặt nhảy xuống giường nói, ngươi so Hoàng Ly còn khó chơi. Quế Hương chậm chậm mà mặc quần áo. Đỗ Quyên hỏi, ngươi hôm nay không nghĩ chơi. Quế Hương nghe xong lời này, mới tinh thần rung lên, hỏi, hôm nay chơi cái gì? Đỗ Quyên cười nói, không biết. Thấy nàng thất vọng, lại nói, Lâm Xuân nói có hảo ngoạn. Quế Hương mới vừa rồi lại cô lấy kính tới. Hai người rửa mặt chải đầu sau, lại đem trong nhà súc sinh an trí, cũng không lộng cơm ăn, liền qua sông hướng trong thôn đi chúc Tết. Tới rồi trong thôn, lại từng người phân công nhau rời đi, ước định ở Lâm gia nhà cũ gặp mặt, Đỗ Quyên mới đi Hoàng gia. Ông trời tác hợp, đây là một cái hiếm thấy mặt trời rực rỡ thiên. Đứng ở Hoàng gia viện cửa, Đỗ Quyên nhìn kia cổng tò vò có chút cảm khái. Từ Tảm Thủy Yên tới sau, nàng mỗi tiến một lần này viện môn, đều phải bị thương một lần. Hôm nay giống như tâm tình tương đối bình tĩnh, hẳn là sẽ không tái khởi gợn sóng đi. Nàng một mặt nghĩ, một mặt liền đi vào. Hoàng Ly đang cùng Phương Hỏa Phượng ở phòng bếp vội, thấy nàng tới vội vàng đón ra tới. Kêu, nhị tỷ tỷ. Phương Hỏa Phượng lược định nhất định, cũng mỉm cười tiến lên tiếp đón. Đỗ Quyên hôm nay ăn mặc màu đỏ vải bông váy, thượng thân là cùng sắc thu eo tiểu áo da, cổ áo, vạt áo trước cùng cổ tay áo đều nạm thuần trắng hồ mao, bên ngoài khoác đỏ thẫm mang mũ trùm đầu áo choàng, lại là hồng hô áo trong, ô áp áp tóc đen vẫn là cùng trước kia giống nhau chỉ cắm một cây gỗ nam phượng thoa, cũng không mới mẻ đa dạng. Áo vải thô váy sân trắng tinh màu lông, làm dáng người cao gầy. Dung mạo mỹ lệ nàng nhìn lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, phóng xạ ra bức người sức sống cùng lóa mắt quang mang. Không biết vì sao, dung nhan cũng không tục Phương Hỏa Phượng có chút nho nhỏ xấu hổ. Nàng không thể không thừa nhận, rút đi kim tôn ngọc quý thân phận giả dạng cùng Đỗ Quyên chạm một khối, nàng là so bất quá nàng. Nàng nhu mỹ lịch sự tao nhã cùng này sơn ra cũng không tương xứng, không bằng Đỗ Quyên trên người nở rộ bừng bừng sinh cơ cùng linh khí tự nhiên mắt sáng, đúng là nụ hoa đãi phóng đóa hoa giống nhau tươi mát say lòng người. Đỗ Quyên nhìn Phương Hỏa Phượng, trong lòng chỉ hơi hơi động hạ, liền cười. Nàng đối nàng gật đầu, nói, ăn Tết hảo, liền theo Hoàng Ly tiến thượng phòng đi. Phương Hỏa Phượng nhìn nàng bóng dáng ngơ ngẩn, tựa hồ có chút không tin. Nàng xoay người dặn dò Hồng Linh chuẩn bị nấu nước hạ sủi cảo, chính mình tắc nhắc tới bếp lò thượng nước sôi pha trà, sau đó dùng cái khay bưng, đưa vào thượng phòng. Thượng phòng Phùng Thị trong phòng, Đỗ Quyên đã cởi áo choàng, nương hai đang ngồi nói giỡn đâu. Phương Hỏa Phượng buông khay, tự mình đem thô sứ ly phủng đến Đỗ Quyên trước mặt, nhẹ giọng nói, cô nương thỉnh uống trà. Đỗ Quyên vội đứng dậy dùng đôi tay tiếp, cười nói, cảm ơn Phương cô nương. Phương Hỏa Phượng lại lần nữa ngẩn ra, mới xoay người đem một khác ly phủng cấp Phùng Thị. Phùng Thị thấy các nàng đều không có hạ mặt, thật cao hứng,
đối phương Hỏa Phượng cùng Hoàng Ly nói, Đỗ Quyên tới, hạ sủi cảo đi, Nguyên Nhi đâu? Hoàng Ly vội nói, ca ca đi nãi nãi kia. Đỗ Quyên nói, kia hắn khẳng định ở nãi nãi kia ăn. Hôm nay cuộc sống này, bà cố nội khẳng định muốn lưu tôn tử ăn cơm sáng. Nhiên Hoàng Ly nói, ca ca nói trở về ăn. Phùng Thị liền nói, kia nhiều hạ chút. Đỗ Quyên cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói nữa. Phương Hỏa Phượng liền đối với Hoàng Ly nói, không bằng tam cô nương đi kêu một tiếng đi. Hoàng Ly gật gật đầu, liền chạy ra đi. Phương Hỏa Phượng thấy kia đối mẹ con thân mật mà nói chuyện, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Nơi này, Đỗ Quyên liền hỏi chút Phùng Thị thân mình trầm không trầm, ẩm thực như thế nào chờ vấn đề. Hoàng Nguyên đi ra nơi đó thỉnh an chúc Tết, lại hướng Hoàng Tam Thái gia cùng bốn Thái gia ra đi rồi một chuyến, liền quay lại ra tới, ở cửa chính gặp phải đi kêu hắn Hoàng Ly. Nghe nói Đỗ Quyên tới, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hai anh em toại đồng loạt quay đầu trở về. Vào nhà thấy Đỗ Quyên, Hoàng Nguyên mỉm cười tiếp đón, tới. Đỗ Quyên cười nói, đương nhiên tới. Ta còn tưởng ngủ nhiều một hồi, lại sợ các ngươi ăn qua, ta đã tới chậm không đuổi kịp cơm điểm, ta đành phải cắn răng bò dậy. Nói được Phùng Thị đám người đồng loạt cười rộ lên. Phùng Thị nói, bao rất nhiều đâu, ngươi liền tới đã muộn, cũng cho ngươi lưu. Lúc này Phương Hỏa Phượng tiến vào hỏi, ăn cơm đâu? Là bãi ở bên ngoài, vẫn là bãi ở thím này trong phòng. Phùng Thị liền đứng dậy nói, đi ra ngoài ăn, này quá tễ. Đỗ Quyên vội tiến lên đỡ nàng, lại hỏi Hoàng Nguyên nói, cha đâu? Hoàng Nguyên nói, cha ở nãi nãi ra ăn. Phùng Thị nói, mặc kệ hắn, chúng ta ăn chúng ta. Hoàng Ly liền cùng Phương Hỏa Phượng đi phòng bếp đoan sủi cảo đi. Tới tơi lui lui bưng mấy chanh, đem một ít đồ ăn cùng canh loãng, còn có sủi cảo đồng loạt đoan đến thính đường bàn bát tiên thượng, đại gia mới bao quanh ngồi vây quanh hạ, động thủ khai ăn. Đỗ Quyên mới cắn một ngụm ăn, liền khen, ân, này nhân nhi hương vị hảo. Hoàng Ly nói, là ta cùng Phương tỷ tỷ làm cho. Đỗ Quyên đối Phương Hỏa Phượng cười nói, Phương cô nương tay nghề bất phàm. Phương Hỏa Phượng nhìn nàng tươi đẹp tươi cười có chút không được tự nhiên, mỉm cười nói, cô nương quá khen, nghe nói cô nương tay nghề mới hảo đâu. Đỗ Quyên nói, không phải tán thưởng, là các có đặc sắc. Một mặt nói, một mặt khuyên Phùng Thị ăn nhiều chút. Phùng Thị phản lấy cái muỗng giúp nàng múc canh, nói, ngươi không phải ai uống này canh sao? Phương Hỏa Phượng nhìn xem các nàng, lại chỉ chớp mắt, phát hiện Hoàng Nguyên cũng ngưng mắt nhìn mẫu thân cùng Đỗ Quyên, trên mặt rất là vui mừng cùng vui mừng bộ dáng, trong lòng không khỏi chua xót, tưởng bọn họ chung quy mới là người một nhà, tình cảm không tầm thường. Này ý niệm vừa động, nàng vội vàng cảnh giác. Một mặt báo cho chính mình, một mặt cúi đầu ăn sủi cảo che giấu. Nghe thấy Hoàng Ly cùng Đỗ Quyên nói giỡn, nàng không tự giác lại ngẩng đầu. Hôm nay Đỗ Quyên lại tái hiện ở phủ thành khi phong thái, cười rộ lên Đỗ Quyên mỹ lệ tuyệt luân, lại sẽ không làm người cảm thấy cao không thể phàn. Nàng tươi cười có một cổ phi thường lực hấp dẫn, khiến người cầm lòng không đầu muốn thân cận cùng yêu quý, lại không đành lòng khinh nhờn cảm giác. Chỉ xem Phùng Thị biểu tình là có thể minh bạch, từ Đỗ Quyên tiến vào, trên mặt nàng cười liền không đoạn quá. Đỗ Quyên cùng nàng nói chuyện khẩu khí thần thái, hoàn toàn khiến người không cho rằng nàng là nàng dưỡng nữ. Phùng Thị đãi nàng so Hoàng Tước Nhi cùng Hoàng Ly càng giống thân khuê nữ. Lại xem Hoàng Nguyên cùng Hoàng Ly, cũng là xưa nay chưa từng có vui sướng. Này tình hình là Phương Hỏa Phượng chưa bao giờ gặp qua. Từ nàng tới sau Đỗ Quyên vẫn luôn ở sinh khí trốn tránh, Hoàng gia thường vì thế không khí nặng nề, hoặc thương tâm khắc khẩu. Cho đến Đỗ Quyên rời đi, hôm nay như vậy hòa thuận cảnh tượng là nàng lần đầu tiên thấy. Phía trước chỉ là nghe nói, cho nên chưa từng có thân thiết cảm thụ, trước mắt chính mắt thấy. Nàng mới hiểu được Đỗ Quyên cái này nhặt được dưỡng nữ cùng Hoàng gia người cảm tình. Hoàng gia lấy nữ vì tức tuyệt không phải bởi vì gia bần mà tạm chấp nhận. Hoàng Nguyên thích Đỗ Quyên cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy, nàng thật có thể thay thế nàng sao?
nàng trong lòng trào ra nói không rõ chua xót. Thật vất vả bình định tâm hồ tái khởi gợn sóng. Chính ảm đạm thời điểm, Hoàng Nguyên đối nàng mỉm cười nói, sủi cảo thực hảo. Nàng liền ngượng ngùng cười, nói, còn có đâu, lưu trữ buổi chiều trên ngươi ăn. Hoàng Nguyên gật gật đầu, ngược lại hỏi Đỗ Quyên nói, buổi trưa tại đây ăn vẫn là đi ra ra ra. Đỗ Quyên trước nhíu mày, lại bĩu môi nói, ra ra ra, ta mới không đi đâu. Thấy mọi người thần sắc cứng đờ, nàng lại giả hoạt mà cười nói, buổi trưa ta cũng không ở nhà ăn, ta đi ăn đại đầu ba bá, ăn mấy chén làm hắn đau lòng chết. Còn có mẹ nuôi, ta cũng phải đi xem nàng cùng lão thái thái. Hôm nay một ngày ta đều không cần tổ chức bữa ăn tập thể, chuyên môn ăn người ta, giúp trong nhà tỉnh điểm là một chút. Hoàng Nguyên, ha, một tiếng cười, nguy hiểm thật phun tới, vội vàng nghiêng đầu. Hoàng Ly càng là cười ha hả, liền Hồng Linh cũng cúi đầu nhẫn cười. Phùng Thị Trắng Đỗ Quyên liếc mắt một cái nói, liền ngươi quỷ tinh, ngươi đại đầu ba bá hiện tại có rất nhiều thịt, mới không sợ ngươi ăn hắn đâu. Ngươi cùng hắn chí khí, đem tự mình căng đã chết còn đi nhiều. Nàng biết Đỗ Quyên không nghĩ ở nhà ăn buổi trưa cơm, mới cố ý nói như vậy. Phương thức này nàng tương đối có thể tiếp thu, cho nên không bắt buộc nàng. Đỗ Quyên lại nói, Lâm Xuân nói hắn tứ thúc tặng chúc chuột cho bọn hắn, các ngươi nói ta có thể không đi sao? Ta đại biểu hoàng gia đi đi tân thân, tính đại tỷ nhà mẹ đẻ người, danh chính ngôn thuật. Hoàng Nguyên Hoàng Ly các ngươi liền không cần đi, người đi nhiều khó coi. Hoàng Nguyên nhìn chăm chú vào Đỗ Quyên nói, vậy ngươi cần phải ăn nhiều chút, liền chúng ta đồng loạt đều ăn trở về. Đỗ Quyên dùng sức gật đầu, nghiêm trang. Hoàng Ly càng cười đến không thở nổi. Phương Hỏa Phượng thấy Đỗ Quyên dễ như trở bàn tay liền đậu cười người nhà, hơi hơi thất thần. Nhất thời ăn cơm, Đỗ Quyên cũng không giúp đỡ thu thập chén đũa, Hoàng Ly cùng Hồng Linh tự thu thập, Phương Hỏa Phượng lại vọt nước trà tới cấp bọn họ mẫu tử mẹ con uống. Đỗ Quyên cảm thấy chính mình có loại xuất giá cô nương hồi môn cảm giác. Lại cùng Hoàng Nguyên Phùng Thị nói hội thoại, liền có người tới cửa tới chúc Tết. Hoàng Nguyên toại đi ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Nhất thời Lâm Xuân cũng tới Hoàng gia chúc Tết, tiến nội thất thấy Phùng Thị. Hắn tiến vào sau, bất động thanh sắc mà đánh giá Đỗ Quyên, thấy nàng ý cười doanh doanh bộ dáng, mới yên tâm mà hồi Phùng Thị nói hắn nương đang làm gì, tước nhi tỷ tỷ đang làm gì, từ từ, một bộ vãn bối kính cẩn bộ dáng. Bồi Phùng Thị lược nói vài câu, bên ngoài tiếng người lớn hơn nữa, tựa hồ lần này tới rất nhiều người, Đỗ Quyên liền đối với Phùng Thị nói, nương, ta đi trước đại tỷ ra. Phùng Thị nhìn xem Lâm Xuân nói, đi liền đi thôi. Nói đứng dậy đưa nàng. Đỗ Quyên vội đỡ lấy nàng, kêu nàng đừng lên đi ra ngoài. Phùng Thị lôi kéo nàng tay nói, ta xem bên ngoài đều là ai tới. Vì thế ba người một khối ra tới. Phùng Thị thấy trong viện quả nhiên lại tơi nữa rất nhiều người. Vội xả hạ Đỗ Quyên tay áo, đãi nàng hơi hơi thấp đầu, mới nhỏ giọng đối nàng nói, ngày mai ngươi đại tỷ trở về, ngươi ra ngươi nãi bọn họ đều phải tới, liền không kêu ngươi. Tìm một ngày ngươi cùng ngươi đại tỷ lại trở về ăn cơm, liền chúng ta nương mấy cái nói chuyện. Đỗ Quyên vội vàng gật đầu, nàng ngày mai cũng không nghĩ trở về đâu. Bên ngoài tới là hoàng gia tộc nhân, thấy Phùng Thị đều chúc mừng tân niên. Đỗ Quyên cũng khách khí mà theo chân bọn họ chào hỏi. Phùng Thị vội cười làm mọi người tiến vào ngồi, Đỗ Quyên tắc cùng Lâm Xuân sóng vai đi ra ngoài. Hoàng Nguyên đưa bọn họ tới cửa, mắt nhìn bọn họ đi không thấy, mới quay đầu lại. Phương Hỏa Phượng đứng ở hành lang hạ, ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên tắc ngơ ngẩn mà nhìn viện ngoại. Khó khăn hắn quay đầu lại, trong mắt kia một mạt phiền muộn không kịp liếm đi, đang bị nàng thấy, không biết vì sao tâm run lên. Chỉ làm chính mình bổn phận, cũng không giống như dễ dàng đâu. Nàng hít sâu một hơi, trầm hạ tâm, đem này làm như mài rua. Xa xa mà, nàng đối hắn cười. Hoàng Nguyên đi tới, nói, nãi nãi kêu ngươi buổi trưa qua đi ăn cơm đâu. Phương Hỏa Phượng vội vui mừng gật đầu,
nhân thấy bên ngoài lại có người tới, mới tránh nhập phòng trong. Lại nói Đỗ Quyên, trước cùng Lâm Xuân đi Nhậm gia cấp tiểu gì chúc Tết, lượt ngồi sẽ tiếp Nhậm Viễn Minh cùng Nhậm Viễn Thanh hai huynh muội, mới cùng nhau đi vào Lâm gia. Lâm gia năm nay ăn Tết phá lệ vui mừng, chính phòng cùng xương phòng cửa một lưu treo rất nhiều đỏ thẫm đèn lồng, thật giống như hạ sinh thành thân kia sẽ giống nhau. Phía đông thượng phòng thính đường ngồi hảo chút khách nhân, đều là Lâm gia tộc nhân, Lâm đại đầu chính bồi đâu. Hà sinh lại ở trong sân leng keng đang tạc cục đá, Hoàng Tước Nhi ngồi xổm bên cạnh xem. Sa Thanh hô lớn, Tước Nhi tỷ tỷ, bái đại niên. Sa Minh một đầu tiến lên, hỏi, đại tỷ phu, ngươi làm cái gì? Hoàng Tước Nhi vội vàng đứng lên nghênh đón bọn họ, cúi người bế lên Sa Thanh. Đỗ Quyên ngạc nhiên nói, đại tỷ, tỷ phu đầu năm một cũng không nghỉ ngơi. Giọng nói mới lạc, bên người Lâm Xuân liền cười nhẹ lên. Đỗ Quyên thấy hắn một bộ cảm kích bộ dáng, càng tò mò. Hoàng Tước Nhi u oán mà nhìn nàng một cái, nói, còn không đều là ngươi. Đỗ Quyên buồn bực hỏi, ta làm sao vậy? Hoàng Tước Nhi nói, Xuân Nhi tối hôm qua ở ngươi kia ăn cái gì đá phiến cá nướng, trở về nói bầu trời ít có trên mặt đất không có, ngươi tỷ phu liền thèm. Hận không thể tối hôm qua liền phải vội vàng làm một cái thạch bàn ra tới. Ta không được, hắn sáng nay bỏ dậy liền gõ không ngừng, người ta nói hắn cũng không nghe. Đỗ Quyên lúc này cũng thấy rõ hạ sinh thuộc hạ đồ vật. Nhưng còn không phải là một cái thạch bàn hình thức ban đầu sao, chỉ là còn thô ráp thực, tạc hảo còn muốn mài rua, ly hoàn công còn sớm đâu. Nàng liền nhìn không được cười, nói, này xác thật ta không tốt. Hà sinh cũng không ngẩng đầu lên nói, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Một bên ra sức mà gõ, không làm xong không bỏ qua bộ dáng. Hoàng Tước Nhi nổi giận nói, ngươi liền chậm rãi gõ đi. Nói xong lôi kéo Sa Thanh tay, tiếp đón Sa Minh, đừng ngồi xổm kia, tiểu tâm đá nhảy trong ánh mắt. Dẫn đại gia một khối đi thượng phòng. Trong phòng, Lâm đại đầu sớm nghe thấy Đỗ Quyên nói chuyện, hô, Đỗ Quyên. Đỗ Quyên liền cười nói, đại đầu ba bá, ăn Tết hảo. Lâm đại đầu tươi cười đầy mặt mà ra tới, đứng ở hành lang hạ, thấy Đỗ Quyên như hoa như ngọc, cùng cao lớn Lâm Xuân sóng vai mà đứng, thật thật một đôi thần tiên nhi nữ, trong lòng nói không nên lời thích. Nhân cười đối nàng nói, ngươi thím ở bên kia trong phòng, ngươi tỷ còn cho ngươi để lại thứ tốt đâu, liền chờ ngươi tới. Đỗ Quyên hỏi hắn, sao không đi cấp lão thái thái chúc Tết? Lâm đại đầu nhướng mày nói, còn chờ ngươi nói, ta sáng sớm liền đi, khái đầu liền đã trở lại. Nhà cũ hôm nay người không hiểu được nhiều ít, đều là tiểu bối. Chúng ta lại ăn và không đi, nhà ở đều phải tê phá, lão thái thái nào còn có thể chịu được. Đỗ Quyên kinh tủng nói, ta đây vẫn là không đi. Lâm đại đầu nghe xong vội vàng nói, ngươi muốn đi, lão thái thái riêng dặn dò ngươi đi. Lúc này Lâm đại mãnh cũng ra tới, cười đối nàng nói, Đỗ Quyên, không đi cấp mẹ nuôi chúc Tết, Thủy Tú không thể trở về, ngươi cùng Quế Hương đi theo nàng trò chuyện. Đỗ Quyên vội kêu, cha nuôi, nói đợi lát nữa liền đi cấp mẹ nuôi chúc Tết. Khi nói chuyện, bên kia đại đầu tức phụ đã ở kêu, Đỗ Quyên, Thu Sinh đi rồi, nàng tưởng đại nhi tử, cho nên thường ở tây phòng. Nhân năm nay cưới Hoàng Tước Nhi vào cửa, Đỗ Quyên cùng Lâm Xuân sự cũng định rồi, cho nên nàng trong lòng đặc biệt cao hứng, thấy Đỗ Quyên mừng đến cùng cái gì tựa. Kéo vào phòng trong, vội vàng châm trà chảo trái cây, còn hỏi Đỗ Quyên lạnh hay không, nói nàng làm ngọt rượu gạo chín, muốn nấu ngọt rượu trứng gà cấp Đỗ Quyên ăn ấm thân mình. Lại nhảy một đông lớn, một mặt còn không quên tiếp đón Sa Thanh cùng Sa Minh, hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì từ từ, thật phần bận rộn. Lâm Xuân liền nói, nương, Đỗ Quyên mới ăn cơm sáng, đừng tốn công. Đỗ Quyên cũng chạy nhanh nói, nàng mới ở hoàng gia ăn sủi cảo tới. Đại đầu tức phụ lúc này mới thôi, đi theo lại nói, buổi tối trang một bình ngươi mang ra đi. Đỗ Quyên lúc này không chối từ, nói nàng yêu nhất ăn ngọt rượu, liền không khách khí. Hoàng Tước Nhi ôm Sa Thanh ngồi ở ghế trên, cười hì hì nhìn bà cùng muội muội,
biểu tình thật phần vui sướng. Khó khăn thấy các nàng nói ngừng, vội chen vào nói hỏi tối hôm qua tình hình, hỏi Đỗ Quyên như thế nào ca nướng. Đang nói, Lâm Đại Đầu tiễn đi khách nhân, cũng lại đây. Hắn vào cửa liền nói, Đỗ Quyên, buổi tối chúng ta đánh bài. Đỗ Quyên cười nói, hảo a, Đại Đầu ba bá tiền chuẩn bị tốt. Lâm Đại Đầu thực khẳng định nói, có tiền, ta cùng ngươi làm một nhà, thắng ngươi tỷ cùng ngươi tỷ phu tiền, hắn thực sẽ kéo đồng minh. Hoàng Tước Nhi xem xét Lâm Xuân liếc mắt một cái, nhấp miệng cười hỏi công công, kia Xuân Nhi đâu? Lâm Đại Đầu nói, Xuân Nhi vội, muốn xem thư, cũng đừng đánh bài. Lâm Xuân nghe xong, nhìn lão cha thật phần vô ngữ. Đỗ Quyên đám người tắc thất thanh cười rộ lên. Đại Đầu tức phụ trắng nam nhân liếc mắt một cái, nói, nhìn ngươi cùng cái oa nhi giống nhau. Nói giỡn một hồi, Lâm Xuân nhìn Đỗ Quyên nói, đi nhà cũ đi, lại vãn liền không hảo. Đỗ Quyên vội gật đầu, đối Đại Đầu tức phụ nói, thím, ta đi trước cấp lão thái thái chúc Tết, quay đầu lại đến, đem chúc chuột thịt cho ta lưu chút. Đại Đầu tức phụ cười đến không khép miệng được, liên tục nói, có, để lại. Hoàng Tước Nhi vội đi ra ngoài đối Hạ Sinh hô, đừng gõ, còn không rửa tay thay quần áo đâu, muốn đi cấp lão thái thái chúc Tết. Hạ Sinh nghe xong vội ném xuống cái đục, vỗ vỗ tay đứng lên nói, liền tới. Trong phòng, Đại Đầu tức phụ hỏi bọn hắn buổi trưa ở đâu ăn cơm. Lâm Xuân trầm giọng nói, buổi trưa ở nhà cũ ăn, buổi tối trở về ăn. Đại Đầu tức phụ gật gật đầu, nói nàng chuẩn bị cơm chiều. Lâm Đại Đầu tắc gọi bọn hắn ăn buổi trưa cơm sớm chút trở về, đem lão thái gia cùng lão thái thái cũng mời đến ăn cơm chiều. Lâm Xuân đáp ứng rồi. Đãi Hạ Sinh thay đổi xiêm y, một đám người mới hướng Tuyển Thủy thôn đi đến. Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên từ Hoàng gia ra tới một chút việc không có, âm thầm cao hứng. Một đường cùng nàng thấp giọng nói giỡn, hắn lại có khi còn nhỏ ăn Tết vui sướng, xem thôn hai bên đường nông gia khách nhân lui tới, tiếng cười như nước, cảm thấy hết sức vui mừng náo nhiệt. Ăn Tết, vĩnh viễn là sơn thôn người đơn giản trong sinh hoạt trọng đại ngày hội. Lâm gia nhà cũ tuy rằng không giống Lâm Đại Đầu nói nhà ở tê phá, cũng là náo nhiệt phi phàm. Thượng phòng truyền ra từng trận nói to làm ồn ào, đó là nam nhân thanh âm. Trong viện rất nhiều tiểu hoa nhi vui đùa ầm ĩ, mà ở đông xương nam chân tường hạ, quế hương thanh hà chờ chắc gái trọng ngoại tôn nữ lại vây quanh ở Lâm lão thái chờ mấy cái lão bà tử bên người phơi nắng, một bên cắn hạt dưa nói xấu. Đỗ Quyên đối Lâm Xuân nói, người trong phòng nhiều, liền không đi. Ngươi cùng Hạ Sinh ca ca đi thôi, ta cùng tỷ tỷ đến lão thái thái kia đi. Lâm Xuân nói, chúng ta cũng đi cấp lão thái thái dập đầu. Nói mấy người một khối hướng nam chân tường hạ đi đến. Quế Hương thấy các nàng, vội vàng vẫy tay kêu. Đỗ Quyên mấy cái cấp Lâm lão thái dập đầu sau, Lâm lão thái cho Hoàng Tước Nhi tân niên lễ, là một bộ nạm ngọc kim khuyên tai, cũng cho Đỗ Quyên cùng Sa Thanh bao lì xì, lại chưa cho Lâm Xuân cùng Hạ Sinh, gọi bọn hắn đi trong phòng. Nói bọn họ thái gia gia có thứ tốt cấp đâu. Sau đó, liền có tiểu nữ hoa chạy tới trong phòng bưng tiểu chiếc ghế tới làm Đỗ Quyên mấy cái ngồi xuống, đại gia tiếp tục nói giỡn. Lâm Xuân mắt thấy Đỗ Quyên mỉm cười nói, một hồi các ngươi liền tới đây. Đỗ Quyên vội gật đầu, Lâm Xuân huynh đệ liền đi rồi. Quế Hương đám người nghe được không thể hiểu được, không biết hắn có ý tứ gì. Nhân người đã đi rồi, cũng không đuổi theo hỏi. Tự cô nói giỡn đi. Lâm lão thái dùng ôn nhuận ánh mắt đánh giá Đỗ Quyên biểu tình, âm thầm gật đầu. Nhân lôi kéo nàng tay cười hỏi lạnh hay không, Đỗ Quyên nói không lạnh. Nàng lại hiền lành mà cười nói, Quế Hương Thanh Hà đều nói tối hôm qua thật là cao hứng, chơi đến hảo vãn còn luyến tiếc đi. Quế Hương nàng cha chính vội vàng làm thạch bàn đâu, một hồi chúng ta cũng thịt nướng ăn. Đỗ Quyên nghe xong buồn cười, liền đem Hạ Sinh sự nói. Thanh Hà đẩy Quế Hương nói, kêu cha ngươi chạy nhanh, mau làm chút thạch bàn ra tới, quay đầu lại khẳng định hảo bán, bằng không tất cả mọi người đều muốn, hiện làm không kịp đâu. Mọi người nghe xong đều ha ha cười.
Quế Hương cười nói, một lần nữa làm một cái thạch bàn mới không dễ dàng đâu. Cha ta là lấy có sẵn ma tốt đá phiến tạc, còn có thể mau chút. Tiểu nữ hoa nhóm nói, liền cho nhau tương đối trên người xiêm y kiểu dáng, trên đầu trang sức đa dạng, cùng với dáng người cùng làn da, sau đó liền nói đến như thế nào bảo dưỡng trang điểm thượng, ái mỹ là các nữ hài tử vĩnh hằng đề tài. Lão bà tử nhóm mỉm cười nhìn các nàng, giống như thấy năm tháng chỗ sâu trong chính mình. Đỗ Quyên ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, thấy Lâm lão thái dựa vào chiếc ghế thượng, đầu dựa gần rêu ngân loang lổ cổ xưa gạch xanh mặt tường, khóe mắt cái trán tuy rằng có rất nhiều đuôi văn, miệng cũng hơi bẹp, nhưng gương mặt hơi phong, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, thế nhưng mang điểm sáng loáng cảm giác. Nàng trong lòng ngực ôm một con hoa miêu, khô tay không được theo nó lông tóc, kia miêu hai mắt híp lại, thập phần hưởng thụ nàng vuốt ve. Tình cảnh này tựa như một bức họa, phản ứng năm tháng phong sương điêu khắc phong phú nhân sinh. Lâm lão thái thấy nàng xem chính mình, chậm thanh đạo, chúng ta nông dân, hàng năm làm việc, tay, mặt đều khó được tế hoạt. Các ngươi tiểu nữ hoa, tuổi này tựa như mới khai hoa nhi, chính thủy nộn thời điểm, chờ gả cho người. Sinh hoa, mấy năm liền thay đổi. Chúng ta khi đó, dùng vo gạo thủy rửa mặt, nước cơm cũng hảo, dưỡng hoa uy nãi thời điểm, đem sữa đổ trên mặt cũng hảo, làm việc lưu tâm chút, mới hảo chút. Quế Hương bọn người cười hỏi, lão thái thái tuổi trẻ thời điểm có phải hay không mỹ nhân? Thanh Hà gấp gáp, trực tiếp hỏi, so Đỗ Quyên thế nào? Lâm lão thái cùng mấy cái lão bà tử nghe xong đều cười. Lâm lão thái nhìn Đỗ Quyên mỉm cười nói, Đỗ Quyên sinh đến hảo còn không khó được, khó được là hoa nhi này tính tình hảo. Cười rộ lên người nhìn trong lòng thoải mái. Mấy cái lão bà tử nghe xong đều gật đầu, xem Đỗ Quyên ánh mắt thực tán thưởng. Thanh Hà ghen ghét nói, chúng ta cười liền không hảo, giống lang. Mọi người cười ha ha. Lâm lão thái trắng nàng liếc mắt một cái, rồi nói, ngươi nha, đừng tổng một bộ bá đạo bộ dáng, giống như nhân gia thiếu ngươi bạc giống nhau, cười rộ lên liền đẹp. Thanh Hà nghe xong ngượng ngùng mà cúi đầu. Đang nói, trong viện truyền đến tiếng trống. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa chạy tới nhìn thoáng qua, lại chạy như bay trở về, hưng phấn mà đối đại gia nói, bọn họ dẫm hoa thuyền, chơi xiếc đâu, lão thái thái mau đến xem. Quế Hương bừng tỉnh nói, trách không được Xuân Sinh ca ca như vậy nói. Vội kêu mọi người, đem ghế dựa dịch lại đây chút, ra tới là có thể thấy. Vì thế đại gia đem ghế dựa từ ven tường dịch ra tới, đặt ở đông xương góc tường, quả nhiên liền thấy, nguyên lai Lâm thị trong tộc các huynh đệ ở nháo xuân đâu. Một bát người ở riêu hoa thuyền là dùng sọt tre biên giàn giáo, bên ngoài hồ giấy, dán lên nhuộn màu các loại cát tường vui mừng cắt giấy đồ án, người ở thuyền, dùng tay nâng hoa thuyền vừa đi vừa nói chuyện sướng. Trước kia đều là ở trong sông dùng thật thuyền diễn, hiện giờ Hoàng Nguyên ở trong thôn khai giấy xưởng, cho nên bọn họ liền dùng giấy hoa thuyền ở ruộng cạn thượng diêu. Trừ ngoài ra, còn có tiểu hoa nhi ăn mặc da thú chế thành xiêm y, giả thành các loại động vật đi cà kheo, làm ra thiên kỳ bách quái tư thái, đầu đến đại gia ôm bụng cười cười to. Chính xem đến hoa cả mắt hết sức, một đầu uy vũ sư tử mang theo hồng tú cầu tho án thượng phòng đỉnh, dọc theo đông xương, thượng phòng cùng tây xương nóc nhà cùng với phía trước tường viện qua lại quay cuồng nhảy lên. Tiếng trống càng nhanh, sư tử nhảy lên chạy vội càng mạnh mẽ. Vũ đến chính phòng nóc nhà trung ương điêu thú đầu chỗ, theo rào rào một tiếng la vang, sư tử dừng lại, nâng lên đỏ thâm tú cầu, ngẩng đầu hùng coi không trung, phát ra một tiếng trường giống. Này yêu cầu cao độ động tác, trừ bỏ Lâm Xuân không làm người thứ hai tưởng. Lâm thái gia chờ lão nhân nhìn cười đến không khép miệng được, cho rằng thịnh vượng hiện ra. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng, thực mau hấp dẫn vô số thôn người tới quan khán, đem Lâm gia đại viện tê đến chật như nêm cối, cười vang trầm trồ khen ngợi thanh không dứt lọt vào tai. Đỗ Quyên chính xem đến quên hết tất cả, một cái con khỉ nhỏ dẫm cả kheo đi vào trước mặt, trước vò đầu bứt tai, óng eo tạo dáng một phen, bọn người cười, hắn liền chắp tay thi lễ, đem mao hồ hồ bàn tay hướng Đỗ Quyên, mắt trông mong mà nhìn trên tay nàng hạt rẻ rang đường.
Quế Hương đám người ầm ầm cười to. Đỗ Quyên nhìn kia lăn long lóc chuyển mắt đen, kêu to, Nhậm Viễn Minh. Một bên bay nhanh lột cái hạt rẻ nhét vào hắn miệng, cười không thể ngưỡng. Con khỉ ăn hạt rẻ, bao quanh đối đoàn người làm cái ấp, xoay người muốn đi. Tiểu Sa Thanh nghe thấy Đỗ Quyên gọi ca ca tên, nhạc hỏng rồi, tiến lên một phen kéo lấy cái kia tinh tế hậu cái đuôi, tức khắc con khỉ nhỏ liền hậu mang cà kheo đồng loạt ngã xuống đất, phát ra, ai ra, một tiếng kêu to. Mọi người tễ làm một đoàn, cười đến thẳng đánh ngã. Đỗ Quyên vội tiến lên nâng dậy tiểu Hoa Nhi, một lần nữa dẫm đi lên chạy. Như vậy hết đợt này đến đợt khác mà nháo xuân, cho đến buổi trưa mới nghỉ. Buổi trưa, Lâm gia bày suốt năm bàn, chính phòng xương phòng đều là người. Này đó tiệc rượu đều là từ Lâm Đại Mãnh tức phụ mang theo chị em dâu nhóm cùng con dâu, chất nhi tức phụ làm, tiểu nữ hoa nhóm tắc không làm tiến phòng bếp, Đỗ Quyên cũng đi theo thơm lây. Sau khi ăn xong, Lâm Xuân biết Đỗ Quyên không kiên nhẫn ở bên này lâu đãi, liền phải cáo từ. Hắn thỉnh Lâm Thái gia cùng Lão Thái Thái đi nhà hắn ăn cơm chiều, nói buổi tối còn vũ một hồi. Lâm Thái gia nghĩ năm nay cửu nhi đi bộ đội, Lâm Xuân tiến thư viện, tám cân cùng thu sinh tuy rằng chọc sự, lại cũng đi ra ngoài ở núi lớn sáng lập tân náu thân nơi, nghe nói kia địa phương còn thật phần hảo, cho nên hắn tâm tình thực vui sướng, liền đáp ứng rồi, vui tươi hơn hở mà bị chắc trai nhóm vây quanh đi vào nhị phòng. Về đến nhà, Hoàng Tước Nhi liền không được nhàn, giúp bà xuống bếp nấu cơm. Đỗ Quyên tuy rằng tính khách, nhân muốn giúp tỉ tỉ, cũng muốn giúp bà vú, cho nên đem áo choàng một thoát, lại thay đổi Hoàng Tước Nhi một kiện y phục cũ, cũng vào phòng bếp. Quế Hương Thanh Hà đi theo xem náo nhiệt cũng tới. Kết quả là, đại đầu tức phụ sang bên trạm, phòng bếp bị tiểu nữ hoa nhóm chiếm cứ. Phàm có thể từ trong núi làm ra động thực vật, không sai biệt lắm đều làm đồ ăn. Trong viện hương khí bốn phía, cách thật xa là có thể nghe thấy. Vì thỏa mãn đại gia đôi đá phiến nướng BBQ khát vọng, Đỗ Quyên làm Lâm Xuân đi sơn biên đem chính mình cái kia thạch bàn cầm tới, lấy bị buổi tối nướng BBQ dùng. Mặc kệ làm nhiều ít mỹ thực, theo thường lệ các lão nhân là sẽ không ăn nhiều đặc ăn. Có chút đồ vật bọn họ cắn bất động, bọn họ vẫn như cũ ăn rất đơn giản. Bất quá một ngày muốn ăn nhiều mấy đốn. Chạng vạng thời điểm, Đỗ Quyên dùng than bếp lò ngao cháo, sau đó gia nhập cá đầu canh cùng cá phiến, thêm nữa chút nộn đồ ăn tâm, làm thành thoải mái thanh tân cháo cá lát tặng đi. Kết quả, ăn xong rồi một đám đều khen không dứt miệng, nói mùi vị quá tiên. Lâm Thái gia một cái huynh đệ nói không ăn được, buổi tối còn muốn ăn cái này. Đỗ Quyên nghe xong cười, vội đi thượng phòng buồng trong nói cho bọn họ nói, buổi tối có mặt khác ăn ngon, lại ngao cháo liền ăn không vô khác. Một đám lão nhân nghe thấy như vậy, vội vàng nói vậy không nấu, đều nghe tiểu Đỗ Quyên, nàng nấu cái gì bọn họ liền ăn cái gì. Thu phục bọn họ sau, Đỗ Quyên mới ra tới. Ngẫm lại này đó lão nhân tựa như tiểu hài tử giống nhau, nàng không cấm đứng ở hành lang hạ cười trộm. Ngươi cười cái gì? Đỗ Quyên dòa nhảy dựng, gặp lại sau là Lâm Thái gia, vội dỗi nói, Thái gia ra như thế nào một chút thanh không có, làm ta sợ nhảy dựng. Lâm Thái gia cười tủm tỉm mà nói, ta coi ngươi cười đến như vậy, có phải hay không cười chúng ta lão bất tử thèm ăn? Đỗ Quyên liều mạng lắc đầu, chết không thừa nhận. Lâm Thái gia nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên tiến đến nàng trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Đỗ Quyên, ngươi có thể hay không nói cho Thái gia ra, ngươi rốt cuộc từ đâu ra? Ngươi nói, ta nghe xong không nói cho người khác. Quản ngươi địa vị nhiều kỳ quái, ta cũng không hại ngươi. Đỗ Quyên nháy mắt chừng lớn đôi mắt, hoảng sợ mà nhìn lão yêu tinh. Nhìn một hồi mới lắp bắp nói, Thái gia ra, ta nương sinh ta. À không, ta nương ở trên núi nhặt ta. Việc này ngươi phải hỏi ta nương. Lâm Thái gia méo miệng, nhìn nàng bất mãn nói, tiểu Đỗ Quyên không thành thật. Đỗ Quyên tâm nhi kinh hoàng, đã nói không ra lời. Lâm Thái gia chớp hai hà đôi mắt, lại cùng nàng thương lượng nói, ta cũng hiểu được việc này không thể nói bậy. Nếu không ngươi trước không nói, chờ ta chết thời điểm lại nói cho ta. Đỗ Quyên,
Gia Gia thật muốn biết đâu. Ta sống lớn như vậy, hảo vài thứ cũng chưa kinh gặp qua đâu. Đỗ Quyên rên rỉ nói, Thái Gia Gia, ta thật không có gì nói. Lâm Thái Gia nghi hoặc nói, thật không có. Đỗ Quyên nhìn hắn tưởng gật đầu, lại cảm thấy thực gian nan. Nàng trước kia có một số việc thực kỳ lạ, đó là không thể gạt được người. An tâm nói dối đối này lão nhân tới nói, tựa hồ không phúc hậu, mọi người đều nói lúc sắp chết nói nữa, này rất mãnh liệt khát vọng. Nhưng nàng cũng không hảo đáp ứng, nghĩ thầm ngươi cũng không biết ngươi chừng nào thì chết đâu, giống ngươi như vậy không bệnh không tai, không chuẩn một giấc ngủ tỉnh không tới, liền đi, ta như thế nào cùng ngươi nói. Chính phát sầu, chợt liếc mắt một cái thấy Lâm Xuân từ viện ngoại tiến vào, trong lòng linh quang chợt lóe, bay nhanh mà đối lão nhân nói, chờ Lâm Xuân cưới ta ngày đó ta liền nói cho Thái Gia Gia. Đỗ Quyên nói xong liền chạy, lưu lại Lâm Thái Gia ở kia lại hỉ lại ưu. Hỉ chính là Đỗ Quyên chịu nói cho hắn, ưu chính là không biết hắn có thể hay không sống đến Lâm Xuân cưới Đỗ Quyên kia một ngày. Hẳn là có thể. Lão nhân nghĩ thầm, cha ta đều sống 115 đâu. Đỗ Quyên cũng suy nghĩ, nếu là thực sự có một ngày Lâm Xuân cưới nàng, nàng chính là Lâm gia tức phụ, đem lai lịch nói cho lão nhân này liền không có việc gì. Hắn chống lại ứng biến năng lực giống như còn rất cường, hẳn là sẽ không dọa ngốc, sau đó đem nàng làm như dị đoan cấp thiêu. Buổi tối, Lâm gia đem trong viện đỏ thẫm đèn lồng đều điểm thượng, hồng quang mông mông chung, bóng người lắc lư, lui tơi nam nữ cùng hoa nhi nhóm cười đùa không ngừng, thập phần vui mừng. Cái này cũng chưa tính nhất náo nhiệt thời điểm ở sau khi ăn xong. Cơm chiều sau, Lâm gia huynh đệ ở phía trước chân tường hạ nổi lên hai đôi lửa trại, cũng ở đồ vật thượng phòng cửa sổ cùng phía trước tường viện chi gian dắt dây thừng, đông tây xương phòng chi gian cũng hoành kéo một cây dây thừng, viện cửa chỉ chừa ra vào thông lộ, cứ như vậy, giữa liền cách một cái tứ phương nơi sân. Một hồi chiêng trống vang sau, buổi sáng ở Lâm gia nhà cũ nháo xuân hoạt động liền lại bắt đầu, ban đêm thần bí cùng ngọn đèn dầu càng tăng thêm này mị lực. Các nữ quyến đem phòng bếp thu thập hảo sau, rửa mặt chải đầu một phen cũng ra tới xem náo nhiệt. Đỗ Quyên cùng Quế Hương bọn người ngồi ở hành lang hạ, đối mặt sân, tầm nhìn thực trống trải. Từ thượng đi xuống xem, vòng ở giữa sân phơi thật giống như một cái tuồng đài, xem náo nhiệt người vây quanh ở bốn phía, đứng ở dây thừng bên ngoài, đảo cũng chỉnh tề. Đầu tiên lên sân khấu chính là tiểu hoa nhi nhóm sắm vai động vật. Cũng không có gì phức tạp, đều lấy chất phát sơn ra sinh hoạt vì tư liệu sống, tỉ như săn thú, tỉ như võng cá. Xuất sắc chỗ ở chỗ tiểu hoa nhi nhóm cổ linh tinh quái biểu diễn, mỗi khi giành được từng trận gieo hò. Thợ săn ở trên núi đào bẫy dập, rất nhiều động vật đều lạc bẫy, chỉ có tiểu hồ ly ở trải qua bẫy dập thời điểm, thực khinh thường mà rung đùi đắc ý, đôi mắt chuyển nha chuyển. Hắn chẳng những không bước lên đi, còn lộng căn gậy gỗ đảo sụp mặt trên bao trùm lá cây nhánh cây. Mọi người cười to không ngừng, đều hỏi cái này là nhà ai oa nhi. Hỏi cũng không ai đáp. Buổi tối thấy không rõ lắm, ai biết là ai giả. Tiếp theo cái cảnh tượng là người đánh cá đánh cá, một cái râu bạc lão ra ra chống thuyền răng lưới, một đám tiểu oa nhi giả dạng thành các màu con cá vây quanh ở thuyền bốn phía. Lão già ra một võng đi xuống, võng chủ một cái cá chép. Kia cá chép một bên dùng sức xả treo ở trên người lưới, một bên nãi thanh nãi khí mà reo lên, ta còn không có lớn lên, mới một cân trọng. Người đánh cá nghe xong vội vàng đem lưới lật qua tới, đem hắn thả, sau đó vuốt trên cằm dính râu hướng tới đám người ồm ồm nói, một không cẩn thận đem cá tôn từ trên mạng tới. Mãn viện tử người đều ồn ào cười to. Bởi vì này ồm ồm trang thật sự sứt sẹo, thanh âm kỳ thật giòn nộn thực. Kia giả cá chép oa nhi càng tiểu, xem cái đầu cũng liền 2-3 tuổi. Thoát vóng sau, hắn vội hai tay phủi đi làm bơi lội trạng, dẫu mông nhỏ xoắn đến xoắn đi, mông phía sau đuôi cá bị hắn bãi đến hổn hển vang, một bên kêu, ta nương ai, thiếu chút nữa đã bị thịt kho tàu, chạy nhanh chạy. Mặt khác cá tôm đi theo hắn một tổ ong mà chạy, bơi lội hình dạng tư thái khác nhau. Đại gia ầm ầm cười to, mới cười ra tới, phát hiện phía dưới còn có hảo ngoạn. Chạy nhanh lại nghỉ trụ,
để tránh tiếng cười lớn nghe không rõ ràng lắm. Liền thấy một cái cóng mai rùa đen hoa nhi cùng một cái dán hai phiết tròm dâu tiểu hoa nhi giả dạng ma tôm cùng tiểu cá chép song song chạy. Ma tôm hỏi tiểu cá chép nói, thịt kho tàu hảo chút vẫn là hầm hảo chút. Tiểu cá chép phải về hắn lời nói, vừa nói lời nói liền đã quên giả vờ giả vịt, cũng không hoa thủy, đứng lại chiều bọn họ trừng mắt nói, đương nhiên hầm hảo chút. Thịt kho tàu lại cay lại sặc, đi theo liếm liếm môi, hướng tới nói, cũng hương, ăn rất ngon. Tiểu rùa đen vẻ mặt đưa đám nói, ta không cần hầm. Già trẻ lớn bé nghe xong đều cười đến thẳng dậm chân, nước mắt đều chảy ra. Quế Hương cười mềm, ghé vào Đỗ Quyên trên người hỏi, đây đều là ai ngờ ra tới. Đỗ Quyên đắc ý nói, đúng là kẻ hèn bất tài ta. Nguyên lai, lúc ấy Lâm Xuân vì hạ sinh thành thân chuẩn bị vài hạng hoạt động, lặng lẽ cùng trong tộc các huynh đệ chuẩn bị tập luyện, chuyên chờ nghênh thú ngày đó trình diễn trợ hứng. Không nghĩ tới ở thành thân đêm trước Đỗ Quyên lại đã xảy ra chuyện, hắn nơi nào còn có tâm tư lộng cái này, liền gác xuống. Đỗ Quyên nghe nói sau thực xin lỗi, làm hắn ăn Tết lại diễn, lại căn cứ hắn tư tưởng đề ra chút kiến nghị, tăng thêm không ít bảo vệ môi trường nguyên tố, còn gọi hắn chuyên môn tìm tiểu chút hoa nhi diễn, kia mới đáng yêu. Những cái đó xiêm y đều là nàng dùng giấy vẽ cắt ra tới đâu, những cái đó lời kịch đều đơn giản thực, thập phần hảo nhớ, động tác cũng không yêu cầu quy phạm chú ý, theo bọn họ tự do phát huy. Tiểu hoa nhi sao, từ chính bọn họ chắc hẳn phải vậy mà diễn, buồn buồn, ngượng ngùng xoắn xít, sơ hở chồng chất mới buồn cười, vốn dĩ thời gian cũng không kịp là được. Một hồi lại một hồi biểu diễn, cười đến đại gia bụng đều đau. Các nam nhân thấy vậy náo nhiệt, đều xúi dục Lâm Đại Mánh kiến một cái gánh hát. Lâm Đại Mánh đáp ứng rồi, nói, sau này cứ như vậy lộc, hàng năm diễn. Tiếp theo là Đông Sinh, 10 cân cùng Nhậm Viễn Minh chờ có chút võ công đái tiểu hoa nhi nhóm đi cà kheo chơi tạp kỵ, cũng giành được từng đợt gieo hò. Vũ sư tử tự nhiên là không thiếu được, cái này vẫn là Lâm Xuân trước tới. Hắn cùng như gió vừa lên chẳng, tiếng hoan hô như thủy triều kéo dài không dứt. Nguyên lai, hắn ngày gần đây thường cùng như gió đối luyện. Trước kia hắn học như gió, đem nó một ít săn thú động tác dung nhập võ học, để cao tự thân võ công. Hiện tại hắn trái lại huấn luyện như gió tiến công cùng vật lộn, một người một thú chơi thuần thục, nhìn lại thập phần xuất sắc. Lúc này, các gia các hộ đãi khách cơm chiều cũng tan cuộc, nghe được Lâm gia truyền ra chiêng trống thanh cùng tiếng hoan hô, sôi nổi hướng bên này vọt tới. Hoàng Nguyên người một nhà ở nhà cũ ăn cơm chiều, nghe bên ngoài chạy vội người ta nói Lâm gia diễn kịch đâu, sau khi ăn xong vội tơi cái đại rời đi, nhị phòng toàn bộ theo tới đại phòng ra nhìn náo nhiệt. Còn chưa tới cửa liền nghe thấy tiếng hô như nước, tiếng cười rung trời. Hoàng Nguyên cười nói, làm gì vậy? Hoàng Ly hưng phấn nói, khẳng định là Vũ sư tử. Phương Hỏa Phượng mỉm cười hỏi nói, trong thôn hàng năm đều Vũ sư tử. Hoàng Ly nói, ai? Hàng năm xuân sinh ca ca đều phải lên sân khấu. Hắn cùng Cửu Nhi ca ca là chúng ta thôn nhất sẽ Vũ sư tử. Bọn họ hiểu võ công, Vũ sư tử nhất giống. Phương tỷ tỷ chúng ta đi mau chút. Hồng Linh, ta bảo đảm ngươi khẳng định không thấy quá như vậy tốt Vũ sư. Hồng Linh bị nàng nói được trong lòng ngứa. Nhất thời đi vào hoàng gia cửa, chính gặp được Hà Sinh. Hà Sinh vội vàng nói, chính tìm các ngươi đâu. Tước Nhi kêu ta đến xem cha mẹ trở về không có, đã trở lại qua đi nhìn xiếc. Hoàng Nguyên, Tiểu Bảo, đi, đi tỷ phu ra, thật náo nhiệt. Lại kêu Hoàng Ly, đỡ nương, ngươi tỷ đều chuẩn bị tốt vị trí đâu. Hoàng Lão thật cùng Phùng Thị thật phần cao hứng, vội liền đi theo đi. Hoàng Ly cũng lôi kéo Phương Hỏa Phượng Hồng Linh đồng loạt đi. Phương Hỏa Phượng lại lập chủ chân, đối Hoàng Nguyên Hoàng Ly mỉm cười nói, ta cùng Hồng Linh liền không đi, người thật nhiều đâu. Nhìn, sư tử liền ở nóc nhà thượng, chúng ta ở nhà cũng có thể thấy được. Chúng ta nấu nước chuẩn bị, chờ các ngươi trở về liền tẩy. Còn phương tiện đâu? Hoàng Đại Nương lớn tiếng nói, người đa tài náo nhiệt, ở bên này sao thấy rõ đâu? Hỏa Phượng ngươi đừng sợ, nãi nãi mang theo ngươi,
ngươi cùng ta ngồi một khối. Phương Hỏa Phượng thấp giọng nói, Hoàng nãi nãi, ta không lớn thói quen trận này hợp. Hoàng Nguyên biết nàng không nghĩ đi Lâm gia, huống hồ Lâm gia cũng không lớn hoan nghênh nàng. Vừa rồi Hà Sinh cũng chưa kêu nàng đâu, chỉ phải nhẹ giọng nói, vậy ngươi liền về nhà đi, xem một hồi sớm chút nghỉ tạm, cũng không cần nấu nước chờ chúng ta. Hoàng Ly vội nói, thiêu sớm nước lạnh, chờ chúng ta trở về chính mình thiêu. Phương Hỏa Phượng gật đầu, nói, đã biết, các ngươi đi thôi. Một mặt thúc giục Hoàng Ly đi mau, biết nàng là yêu nhất xem như vậy náo nhiệt. Phía trước Hoàng Tiểu Bảo lại quay đầu lại kêu, Hoàng Nguyên nhìn nàng một cái, mới đi rồi. Chờ bọn họ đều đi rồi, Phương Hỏa Phượng cùng Hồng Linh mới vào Hoàng gia sân, giấu thượng viện môn, đem ồn ào náo động cùng ầm ĩ cách ở ngoài cửa. Tuy rằng vẫn là có thể nghe thấy, lại là hai cái thế giới. Hai người yên lặng đi hướng thượng phòng, Phương Hỏa Phượng nhẹ giọng nói, ngươi muốn đi. Hồng Linh cả kinh, vội nói, nô tỳ không nghĩ đi. Phương Hỏa Phượng nói, ngươi cần gì phải che giấu, như vậy náo nhiệt, liền ta đều muốn đi xem đâu. Chính là, chúng ta chung quy không có phương tiện đi, dường như không có việc gì ngồi nơi đó, nhân gia không biết nói như thế nào chúng ta đâu, hà tất tự rước lấy nhục. Nàng thanh âm tràn ngập cô đơn cùng thê lương. Tối hôm qua Hoàng Nguyên mang theo đệ muội đi sơn biên xem Đỗ Quyên, nàng còn thật phần rộng lượng thông cảm, cũng xúi dục hắn đi. Cảm thấy nàng tới làm cho Đỗ Quyên rời nhà, không khỏi nàng đêm giao thừa cô độc. Các huynh muội là nên đi xem nàng, nhiên Đỗ Quyên hôm nay trở về, nàng vững vàng tâm cảnh đã bị đánh vỡ. Này rất kỳ quái, phía trước nàng vẫn chưa như vậy. Phía trước nàng toàn bộ tâm lực đều ở chống lại Đỗ Quyên đối nàng mâu thuẫn, cùng với bởi vì Đỗ Quyên mâu thuẫn sở mang đến Hoàng gia người cùng Tuyền Thủy thôn người phản ứng, cũng vẫn luôn thực kiên định, thực bất khuất. Hiện giờ Đỗ Quyên hoàn toàn từ bỏ Hoàng Nguyên, nàng lại không cần chống lại, Hoàng Nguyên cũng vì nàng an bài hảo đường lui, nàng tâm tư liền lơi lỏng, cũng có thừa lực cảm thụ mặt khác. Thật giống như một cái đi tới người đột nhiên tao ngộ chặn đường, phấn khởi toàn thân sức lực chống cự, hoàn toàn không màng tất cả, chờ đánh bại đối thủ, mới cảm giác được đau xót hướng toàn thân lan tràn, vẫn luôn đau đến trong lòng. Nàng chính là như vậy xong việc kinh giác, nàng là tư buôn tới. Nàng còn phát hiện, nàng cũng không thể làm lơ Hoàng Nguyên vướng bận Đỗ Quyên. Vô luận nàng như thế nào báo cho chính mình, trong lòng luôn có bóng ma. Tỉ như đêm nay, nàng cũng không dám đi Lâm gia. Lâm gia, Lâm Xuân không chào đón nàng, Lâm đại đầu một nhà đều không chào đón nàng. Đêm nay, nàng là bị ngăn cách bởi Hoàng gia ở ngoài. Nàng là một cái đột ngột cắm vào giả, ngoại lai xâm nhập giả. Nàng đứng ở giữa sân, nhìn phía cách vách, bên kia ánh lửa ánh đỏ nóc nhà, nói to làm ồn ào thanh rung trời, càng phụ trợ Hoàng gia an tĩnh. Chính là nàng lại không thích này an tĩnh. Này an tĩnh đại biểu bị quên đi, bị bỏ qua cùng không bị tiếp nhận. Hồng Linh nhìn tiểu thư lẻ loi bộ dáng, cái mũi đau xót, thấp giọng nói, bọn họ có thể nào đem tiểu thư một người lưu tại trong nhà. Phương Hỏa Phượng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ vì ta cả nhà đều không thể đi xem náo nhiệt. Kia không phải nhà người khác, là đại cô Gia Gia. Lại nói, là ta chính mình không muốn đi. Là chính nàng không muốn đi, chính là trong lòng lại lẻ loi. Vì sao như thế không có tự tin? Vì sao mất đi nên có đạm nhiên? Nàng cũng không biết. Có phải hay không bởi vì buổi sáng thấy Đỗ Quyên khiến cho đâu? Nàng tưởng tượng Hoàng Nguyên cùng người nhà thấy Đỗ Quyên tiếp đón nói giỡn, sau đó ngồi xuống một khối quan khán các loại xiếc. Cho dù ở nông thôn xiếc diễn thật sự thô ráp, nhưng bọn hắn cười vui lại là thiệt tình thực lòng. Một chút không thô giác, Đỗ Quyên cũng nhất định có thể đem xiếc giải thích đến ý vị tuyệt vời, lệnh dưỡng phụ mẫu cùng bọn tỉ muội đều thoải mái cười to. Nàng có năng lực này, cũng có cái này mị lực. Phương Hỏa Phượng bị chính mình câu hòa cảnh tượng thứ tâm, nhìn không được liền lăn xuống nước mắt tới. Nàng một cái kính báo cho chính mình, Đỗ Quyên là hoàng gia dưỡng nữ, mặc dù không gả cho Hoàng Nguyên, kia cũng là hoàng gia dưỡng nữ. Bọn họ ngày hội gặp nhau là thiên kinh địa nghĩa. Chính là,
đêm nay nàng tựa hồ thật phần yếu ớt. Nàng báo cho nửa điểm không có tác dụng, lòng tràn đầy đều ở giày vò. Rốt cuộc, nàng ở trong sân ở không nổi nữa, xoay người trở về phòng, phân phó Hồng Linh múc nước tới tắm gội thay quần áo, sau đó ngồi vào dao cầm trước, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền. Tại đây ẩm ý ban đêm, tiếng đàn thập phần phiêu diêu vô lực, không hề tính linh. Chính là, nàng kiên định mà đàn tấu, cùng tâm ma chống chọi. Cách vách Lâm gia đã dòng người chen chúc xô đẩy, trong ba tầng ngoài ba tầng. Tận cùng bên trong tự nhiên là Lâm gia bổn tộc người hòa thân quyến, trưởng bối cùng các nữ quyến đều ngồi ở thượng phòng mái hiên hạ, mấy người một bàn mấy, mặt trên bãi trà quả. Tiểu Hoa Nhi cùng hán tử nhóm tắc đứng ở dây thừng làm thành nơi sân hàng đầu, gần gũi quan khán. Bên ngoài chính là thôn người, tệ đến chật như nêm cối. Tiểu Hoa Nhi nhất không cam lòng yếu thế, có xoa chân ngồi ở người nhà trên cổ, có từ trong nhà bưng tới băng ghế đứng ở trên ghế, còn có bò lên trên Lâm gia tường viện, ngồi ở đầu tường thượng, một tầng so một tầng cao. Liếc mắt một cái nhìn lại, luôn có gần ngàn người. Tuyển thủy thôn người tới hơn phân nửa. Đỗ Quyên quả nhiên như Phương Hỏa Phượng suy nghĩ, cùng Phùng Thị Hoàng Ly ngồi một khối. Nhân các nàng tới chập, hảo chút cũng chưa xem qua, nàng liền cho các nàng giảng giải những cái đó Tiểu Hoa Nhi diễn xiếc. Phùng Thị cười đến không khép miệng được. Lúc này Lâm Xuân ở Vũ Sư Tử, từ phòng thượng vũ đến ngầm, cuối cùng phủ phục ở mái hiên hạ đối với Lâm Thái gia chờ trưởng bối rung đùi đắc ý, thảo muốn cát lợi tiền mừng. Lâm Thái gia một cao hứng, phân phó Lâm Đại Mánh giải tiền. Lâm Đại Mánh liền làm phúc sinh hướng trong viện bò lớn giải đồng tiền. Trong phút chốc, những cái đó con khỉ nhỏ thỏ con tiểu hồ ly tiểu cá chép tiểu rùa đen tiểu ma tôm chờ động vật, chạy nhảy du. Thủy bộ đại hội tụ, cũng không diễn kịch, vây quanh đi lên tất cả đều dượt tiền. Những cái đó xem náo nhiệt Tiểu Hoa Nhi thấy như vậy, nào nhẫn được, cũng đều hống đi lên đoạt. Trong lúc nhất thời cười vang thanh sông thẳng thanh minh, cũng không biết náo loạn bao lâu, tiếng cười một đợt thúc đẩy một đợt, kéo dài không thôi. Xem người còn hảo, diễn người nhưng đói bụng, lợi dụng thời gian rảnh đều tự tìm ăn. Mái hiên hạ, Hoàng Tước Nhi cùng Đỗ Quyên đám người chi khởi than chậu than, đem thạch bàn treo lên, sau đó mang sang sớm ước tốt cá phiến cùng lát thịt, thậm chí còn có nấm chờ, nướng đưa cho các trưởng bối ăn. Đỗ Quyên cùng Quế Hương nướng, Hoàng Tước Nhi qua lại cấp các trưởng bối đưa nướng tốt thịt chín. Phùng Thị ăn rất nhiều lá cải bao cá nướng. Nàng mang thai đã 7 tháng, ăn uống thực hảo, thực có thể ăn. Đỗ Quyên thấy sợ nàng căng, kêu nàng ăn ít chút. Hoàng Đại Nương khinh bỉ nhìn con dâu cả, đối Đỗ Quyên nói, ngươi nương chính là thảo khẩu hảo, buổi tối như vậy chút đồ ăn nàng cũng chưa ăn đủ, này một chút như vậy. Không hiểu được còn tưởng rằng ta này bà nhiều tàn nhẫn, chưa cho nàng tốt ăn đâu. Phùng Thị bị bà nói được xấu hổ lại sinh khí, ngượng ngùng ở đất tay. Hoàng Ly để sát vào Đỗ Quyên bên tai nhỏ giọng nói, nương buổi tối không ăn no. Tết nhất, Phượng cô làm đồ ăn thực phong phú, du hơn quá nặng Phùng Thị ăn không vô. Nhiều năm qua, nàng miệng đã bị Đỗ Quyên tỉ mồi dưỡng điêu, Phương Hỏa Phượng tới sau. Làm đồ ăn tinh tế không dưới Đỗ Quyên, cho nên nàng ăn không quen nhị phòng đồ ăn. Đỗ Quyên liền minh bạch, cười đối Phùng Thị nói, ta kêu nương ăn ít chút, bởi vì chờ hạ còn có cháo, cấp lão thái gia bọn họ chuẩn bị. Buổi tối ăn cháo dưỡng dạ dày, cho nên ta kêu nương đợi lát nữa cũng ăn một chén. Phùng Thị vội gật đầu, thực nghe lời mà ứng. Hoàng Đại Nương nghe xong ghen ghét không thôi, hừ một tiếng. Đỗ Quyên cũng không để ý tới nàng, cũng chưa nói thỉnh nàng ăn. Lúc này Lâm Xuân lại đây, một bên lau mặt, một bên cười đối Đỗ Quyên nói, ta muốn ăn cá nướng, cũng nướng chút cải trắng. Đỗ Quyên vội kiêm chút cá phiến cùng đồ ăn ở thạch bàn thượng phô khai, một mặt ngẩng đầu xem hắn, chỉ thấy hắn mới tẩy mặt, trên người ăn mặc áo quần ngắn quần áo, bên hông thúc đai lưng, trên lưng đều mướt mồ hôi, không cấm nói. Mệt thành như vậy, còn muốn vũ sao? Ngươi sao không nhiều kêu những người này thay phiên lên sân khấu? Lâm Xuân ý bảo nàng đối trong viện xem, nói, hiện tại chính là bọn họ thượng.
Đỗ Quyên thấy quả nhiên có khác Lâm gia thiếu niên lên rồi, còn có những cái đó tiểu hoa nhi cũng không chịu nghỉ ngơi, vẫn như cũ ở làm các loại cổ quái hình dạng, nói chút thiên kỳ bách quái nói, thế nhưng trưởng thi phát huy, đậu đến đại gia cười vang không thôi. Chính nhìn, Lâm Xuân nhẹ giọng hỏi nàng, có mệt hay không? Một mặt ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Đỗ Quyên cười nói, ta không mệt, ngươi mới mệt đâu. Lâm Xuân lại nói, thích sao? Đỗ Quyên không trả lời, chỉ đối hắn cười, đem cá nướng kiêm tiến một mảnh món chính diệp bao hảo đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận đi mồm to ăn, ăn xong nàng lại đưa cho hắn một bao. Hắn ăn, nàng bao, quế hương mặt khác lại nướng. Bên kia Lâm Đại Mánh kêu, quế hương, lại nướng chút lấy tới. Đỗ Quyên cùng Lâm Xuân nhìn nhau, nhỏ giọng nói, bọn họ thúc giục. Lâm Xuân chớp chớp mắt nói, ta đều ăn, xem đem ta thế nào. Quế Hương cùng Đỗ Quyên đều nhẫn cười. Hoàng Nguyên cùng Lâm Đại Mánh đám người ngồi một khối, thỉnh thoảng xem một cái Đỗ Quyên bên này, thấy nàng đã hoàn toàn dung nhập Lâm ra, cùng Lâm Xuân càng là hài hòa vô cùng, an tâm đồng thời, lại nói không nên lời khó chịu. Kia tâm tư, thế nhưng nói không rõ cái gì tư vị, rất khó thuyết minh. Bởi vì ăn cái gì duyên cớ, tuy rằng trên sân còn có người biểu diễn, lại không bằng lúc trước như vậy kích động nhiệt liệt, chợt đình yên tĩnh khe hở, cách vách lậu tới vài tiếng tiếng đàn, khô khan không thú vị. Hoàng Nguyên trước còn không có đại nghe rõ, vài lần qua đi liền phát bắt nói. Hắn tức khắc nhíu mày, xem xét cái khe hở, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Trở lại hoàng gia, đẩy khai viện môn, lập tức nghe thấy kia đơn điệu vô vị tiếng đàn, ngầm có ý nôn nóng mỏi mệt, ở cách vách ồn ào náo động tiếng gầm làm nổi bật hạ, phá lệ thanh lãnh cô tịch. Hắn chậm rãi đến gần cửa sổ, lặng lặng nghe. Hồng Linh, cô nương thế nào? Rốt cuộc, hắn nhìn không được, mở miệng dò hỏi. Tiếng đàn lập tức đình chỉ, phòng trong không có thanh âm. Một hồi lâu, Phương Hỏa Phượng mới nức nở nói, ta cũng không biết làm sao vậy, vừa rồi có chút bất an cùng thương cảm. Ta liền đánh đàn ai ngờ đạn đến như vậy. Nghe được Hoàng Nguyên thanh âm kia một khắc, nàng bỗng nhiên liền tỉnh táo lại. Dường như bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh, thần hồn trở về vị trí cũ. Trong lúc nhất thời, nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không chút kinh hoàng dậu diếm, bật thốt lên liền đối hắn nói tâm sự của mình. Đem nàng bất lực cùng sợ hãi đều lỏa lộ ở trước mặt hắn. Hoàng Nguyên nghe xong trầm mặc. Tính một hồi, hắn đối nàng nói, ngươi ra tới. Một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm, nhị nữ liền ra tới. Nương cách vách chiếu rọi quang mang, hắn phát hiện nàng thân hình sợ hãi mà, không có ngày thường tự tin cùng trầm ổn. Hắn không đi lên an ủi nàng, mà là kêu Hồng Linh cùng hắn đi thính đường. Hai người từ thính đường dọn hai chương ghế dựa ra tới. Đem ghế dựa đặt ở cùng Lâm gia liền nhau tường viện đông nam giác. Hắn trước dẫm đi lên, chiều đối diện nhìn nhìn, lại xuống dưới, kêu Hồng Linh lại lấy hai cái ghế nhỏ tới. Hồng Linh đã biết hắn muốn làm gì, vội bay nhanh mà dọn hai cái tới. Hoàng Nguyên đem ghế nhỏ đặt ở ghế dựa thượng, chính mình trước chạm thượng ghế dựa. Sau đó chiều Phương Hỏa Phượng duỗi tay nói, đi lên. Phương Hỏa Phượng do dự hạ, liền một tay dắt làn váy, một tay nương hắn nâng đứng ở ghế trên đi. Hoàng Nguyên lại đỡ nàng chạm thượng ghế nhỏ, chờ đứng vững vàng, mới hỏi, nhưng thấy. Phương Hỏa Phượng ngây ngốc gật đầu nói, thấy, ai nha, có con khỉ nhỏ, còn có tiểu rùa đen, bọn họ đang làm gì? Hoàng Nguyên ý bảo Hồng Linh cũng thượng một khác trương ghế dựa, kêu nàng tiểu tâm đỡ tường. Để tránh ngã xuống đi, sau đó mới đối hai người nói cách vách diễn cái gì, đều là có ý tứ gì, người nào diễn, từ từ. Phương Hỏa Phượng cùng Hồng Linh là xem qua danh giác diễn kịch cũng siếc ảo thuật, nhưng lúc này này đó vụng thái chồng chất quê cha đất tổ biểu diễn, vẫn là làm các nàng càng cảm thấy thú vị, đồng loạt đều cười rộ lên, thập phần hạnh phúc vui mừng, phảng phất đã quên chuyện vừa rồi. Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói, bên kia người quá nhiều, không đi tệ cũng thế. Phương Hỏa Phượng nghiêng đầu đối hắn nói, tại đây xem liền rất hảo.
ngẫm lại lại bổ sung nói, có ngươi bồi càng tốt. Đi theo lại xin lỗi nói, hại ngươi không thể hảo hảo xem. Hoàng Nguyên nói, ta đều từ đầu xem qua, hiện tại là tái diễn. Phương Hỏa Phượng an lòng chút, thấy Hồng Linh không được cười, thoáng như nằm mơ giống nhau. Biểu diễn vẫn chưa vẫn luôn lặp lại, Lý Chính Lâm đại manh thấy đêm nay như thế náo nhiệt, đã phát hứng thú. Chờ một vòng vũ sư qua đi, cùng Lâm đại đầu cầm một cây thô bánh quai trèo thẳng, kêu mười mấy hán tử đi vào giữa sân, muốn tới cái kéo co thi đấu. Tức khắc đại gia ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Điểm có tiền đâu? Thắng nhưng có cái gì điểm có tiền? Có người hỏi. Lâm đại mãnh nhìn quét một vòng đám người, cười nói, thắng một phương sao? Nói đến này hắn ngừng lại. Chờ điếu đủ đại gia ăn uống, đều cấp khó dằn nổi mà thúc giục hỏi thời điểm, hắn mới ho khan một tiếng nói, thắng một phương, mỗi nhà đến 5 cân muối, điểm có tiền ta bỏ ra. Tiếng nói vừa dứt, đại gia liền hống kêu lên, sôi nổi nảy lên trước, đều phải tham gia. Liền có kia sức lực không lớn, cũng bị tức phụ lão nương buộc tiến lên. Dù sao lại không phải một chọi một, xen lẫn trong giữa so, nếu là thắng liền có 5 cân muối, này ai không nghĩ tham gia. Lâm đại mãnh sớm đoán được này tình hình, liền bắt đầu phân công, mỗi nhà ra một người, rút thăm bài hào, 10 người một tổ, 20 người đối lập. Bởi vậy, nhà khác đều hảo thuyết, chỉ có Nhậm gia Nhậm Tam Hòa không ở, cho nên chỉ có thể Nhậm Viễn Minh lên sân khấu, mọi người nhìn kia nhóc con tức khắc ầm ầm cười ha hả. Đỗ Quyên cười đến khom lưng, hắn kia tay đều chảo không được dây thừng đâu. Phùng Minh Anh cũng dở khóc dở cười, lại tùy ý nhi tử đi. Nhậm Viễn Minh không phục mà reo lên, đều cười ta, một hồi kêu các ngươi đẹp. Một trận loạn sau, người đều an bài hảo. Lâm đại đầu thấy thông gia hoàng lão thật lên rồi, vội vàng kéo hắn nói, dưỡng nhi tử làm gì đó, nhà ta đều là xuân nhi thượng, thông gia ngươi đều bao lớn tuổi còn cùng người tranh cái này, Hoàng Nguyên đâu, kêu Hoàng Nguyên tới. Mọi người nghe xong đồng loạt ồn ào, đều phải kêu Hoàng tiểu phu tử tới. Không biện pháp, thuần phát người cũng có chút ác thú vị tâm lý, muốn nhìn một chút dạy học Hoàng tiểu phu tử cùng người kéo co là cái bộ dáng gì, tốt nhất bị kéo đến lăn trên mặt đất chọc đại gia cười một hồi mới hảo. Mãn viện tử người đều tìm Hoàng Nguyên, cách vách, Phương Hỏa Phượng nhìn Hoàng Nguyên nhấp miệng cười rộ lên, nàng tưởng tượng Hoàng Nguyên kéo co bộ dáng, còn không có tận mắt nhìn thấy liền cảm thấy thú vị, liền Hồng Linh cũng trộm mà cười. Hoàng Nguyên cũng cười, nói, ta liền đi, các ngươi xem trọng. Phương Hỏa Phượng vội dùng sức gật đầu, kêu hắn chỉ lo đi. Hồng Linh kích động mà dặn dò nói, công tử, nhất định phải thắng A. Phương Hỏa Phượng trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn ăn muối. Hồng Linh cũng ngượng ngùng mà cười, nói, không thể thắng cũng không quan trọng. Hoàng Nguyên thấy các nàng khẩn trương, bật cười nói, ta cố gắng có thể thắng. Vì thế hạ ghế, ngang nhiên ra sân, hướng Lâm gia tới. Phương Hỏa Phượng liền cùng Hồng Linh khẩn trương lên, nhìn chằm chằm bên kia. Kỳ quái, lúc này nàng không còn có phía trước tịch liêu, cảm thấy tránh ở bên này xem liền rất hảo, tuy rằng cách lưỡng đạo tường, bên kia Hoàng Nguyên lại nắm nàng tâm. Hoàng Nguyên xuất hiện trước mặt người khác, khiến cho một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Chính là thực bất hạnh, rút thăm khi hắn cư nhiên cùng Nhậm Viễn Minh là liền hào. Lâm đại mãnh đám người thấy, cười đến đến không được, suy xét bọn họ thực tế tình huống, quyết định này một tổ liền Hoàng Nguyên 10 cái người, mặt khác đem Nhậm Viễn Minh làm thêm đầu dâng tặng. Nói cách khác, bọn họ tổ 11 cá nhân, đối một khác tổ 10 cái người. Mãn viện tử người đều cười ha hả, còn không có so liền tiếng gầm vang trời. Đỗ Quyên vừa nghe như vậy, cùng Quế Hương Hoàng Ly liền đều ngồi không yên, đồng loạt chạy xuống mái hiên, tệ đến người trước. Các nàng buồn không để bụng thắng thua, bởi vì có tiểu Sa Minh, liền ngóng trông hắn này một tổ có thể thắng, kia mới lệnh người phấn chấn đâu. Trong lúc nhất thời Nhậm Viễn Minh bên người vây quanh hảo chút thiếu nữ, díu dít dặn dò hắn rất nhiều lời nói. Hắn lăn long lóc chuyển con mắt nhìn xem cái này tỉ tỉ, lại nhìn xem cái kia tỉ tỉ,
không được gật đầu. Các thiếu niên nhìn, đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Đỗ Quyên đem Tiểu Hoa Nhi kéo đến một bên, đem Hoàng Ly khăn tay muốn tới, tính cả chính mình, đem hắn hai chỉ tay nhỏ đều bao vây triển hảo, phòng ngừa lặt phá. Sau đó lại khom lưng ở bên tai hắn lẩm nhẩm một phen lời nói, Nhậm Viễn Minh nghe xong không được gật đầu. Hoàng Nguyên xem đến giật mình, cười hỏi, Lâm Chiến Thụ diệu kế cẩm nang. Đỗ Quyên cũng cười nói, kia đương nhiên, các ngươi liền chờ phân muối đi. Hoàng Nguyên nghe xong càng cười, lại nói, kia nếu là ta kéo chân sau đâu, ngươi không có gì dặn dò ta. Hai mắt nhìn nàng, phảng phất thực hy vọng bộ dáng. Đỗ Quyên nói, ngươi, tặng ngươi 8 chữ, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi, này liền tốt nhất, thắng không thắng, còn phải dựa chúng ta Sa Minh. Nhậm Viễn Minh liền đắc ý mà chiều biểu ca dương lên cằm. Mọi người đều bật cười, cho rằng Đỗ Quyên giúp Tiểu Hoa Nhi khoác lác. Lâm Xuân cũng lại đây, cười hỏi Đỗ Quyên nói, ngươi có rượu chiêu? Đỗ Quyên đối hắn chớp chớp mắt, ý vị thâm trường mà nói, chờ coi. Lâm Xuân liền cười, nói, quả ngươi cái gì rượu chiêu, đây là hạ lực lượng lớn nhất việc, hắn điểm này đại, đi lên không bị mang đảo liền tính vận khí, còn tưởng hỗ trợ thủ thắng. Đỗ Quyên hứng thú cùng nhau, nói, nếu không chúng ta đánh cuộc. Lâm Xuân cười nói, ta không cùng ngươi đánh cuộc, ta thua không nổi. Đỗ Quyên nghe xong bật cười, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vì thế hai người đứng yên, chờ đợi thi đấu bắt đầu, một mặt nhàn thoại, Đỗ Quyên hỏi Lâm Xuân ở đâu một tổ, đánh với chính là chút người nào chờ. Hoàng Nguyên nhìn bọn họ, hơi hơi mất mát. Nếu là trước đây, Đỗ Quyên có phải hay không liền sẽ dặn dò hắn rất nhiều đâu. Nghĩ đến này, hắn liền nhớ tới ở Hoàng gia góc tường nhìn lén Phương Hỏa Phượng, đang ở bên kia nhìn hắn đâu. Hắn yên lặng chiều bên kia nhìn nhìn, có chút hứng thú rã rời. Từ Đỗ Quyên xuất hiện ở đây mà ven, đứng ở Hoàng gia tường viện góc quan khán Phương Hỏa Phượng nhiệt tình liền dập tắt. Nàng mắt thấy Hoàng Nguyên cùng Đỗ Quyên nói giỡn, không còn có vừa rồi khẩn trương cùng kích động, này đó náo nhiệt cũng mất đi lực hấp dẫn, trở nên đần độn vô vị lên. Bất quá là người nhà quê thấu một khối chơi đơn giản hoạt động, thật sự không gì thú vị. Nàng cái gì diễn cùng xiếc ảo thuật không thấy quá. Thế nhưng sẽ vì cái này tự mình tra tấn cả đêm. Hơn nữa vừa rồi nàng còn cảm thấy hạnh phúc vui mừng đâu, thật tò mò quái. Dọn cái ghế đứng ở chỗ này, cách tường trộm xem cách vách biểu diễn, nàng cứ như vậy vui mừng. Khi nào nàng như vậy dễ dàng hống? Nghĩ, nàng không cấm rơi lệ đầy mặt, lại vô tâm xem cách vách thi đấu. Chỉ nghe một trận vang trời trầm trồ khen ngợi, bên người Hồng Linh vui mừng mà vỗ tay kêu, cô nương, công tử thắng. Ai nha, Tiểu Sa Minh thật tốt chơi, hắn cố ý, nàng thế mới biết Hoàng Nguyên này một tổ thế nhưng thắng. Thắng sao, nàng cũng không có thế hắn vui mừng. Lúc này, Hoàng Nguyên đối bên này quay mặt đi tới. Mông mông ánh lửa chiếu, thấy không rõ hắn biểu tình. Lâm ra trong viện, Lâm Xuân đối Đỗ Quyên nói, may mắn không cùng ngươi đánh cuộc. Đôi mắt lại nhìn nàng, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Đỗ Quyên đắc ý không thôi, nói, nhìn cái gì, chúng ta lại không gian lận. Nghiễm nhiên là chính nàng lên sân khấu giống nhau. Nguyên lai, Nhậm Viễn Minh xác thật giúp không được gì. Tiểu Hoa Nhi dọn kéo đến banh thẳng dây thừng, quả thực như kiến càng hám thụ, mọi người xem đến cười to. Chính là, liền ở hai phương người tranh đoạt đến khó hòa giải thời điểm, hắn quay người lại, đem dây thừng bối trên vai, sau đó dưới chân trên tay đồng loạt phát lực, hắn vẫn là có chút sức lực, vừa rồi cố ý ẩn mà chưa phát, đồng thời tiêm giọng nói kêu to, a, thanh âm đâm thẳng trời cao. Tất cả mọi người bị này chói tai thanh âm cả kinh một run run. Sau đó, dây thừng liền hướng bên này nghiêng. Hoàng Nguyên đám người vừa thấy như vậy, vội hạ lực lượng lớn nhất túm dây thừng, sau đó liền nghiêng về một phía. Bởi vì đại gia sợ bị thương Tiểu Sa Minh, liền đem hắn đặt ở đằng trước, để tránh ngã xuống đất thời điểm ngăn chặn hắn. Cuối cùng nghiêng về một phía thời điểm, hắn lập tức nhào vào người thứ hai trên người.
đem người nọ ép tới thẳng kêu to, nói cái mũi áp sụt. Nhậm Viễn Minh đắc ý rào rạt mà bò dậy, lập tức bị tiểu nữ hoa nhóm vây quanh, một đám mừng đến không biết như thế nào cho phải, có sờ đầu, có niết mặt, có bắt tay, Quế Hương khom lưng muốn ôm hắn. Nhậm Viễn Minh vội vàng né tránh, nói, nam nữ thủ thủ bất thân. Tiểu nữ hoa nhóm cười to, Quế Hương xấu hổ cực kỳ. Hoàng lão thật đắc ý mà đối Lâm Đại Đầu nói, nguyên nhi thắng. Lâm Đại Đầu bĩu môi, nghĩ thầm đó là ngươi nhi tử thắng, ra mặt thật hậu. Kế tiếp thi đấu càng kịch liệt, nhưng tất cả mọi người đều tồn tâm nhãn, cái gì thét chói tai cũng không dùng được, chỉ so đua cậy mạnh khí, tranh đoạt đến hừng hực khí thế. Này lại là một đêm cuồng hoan. Thẳng đến nửa đêm về sáng, mọi người mới dần dần tan đi. Đỗ Quyên Kiên không cần Lâm Xuân đưa, mang theo như gió, cùng Bệnh Chốc Đầu cùng Nhị Ni còn có Lý Gia người một khối trở về. Lâm Xuân phía trước lấy thạch bàn thời điểm, hô Bệnh Chốc Đầu cùng Nhị Ni tới ra nhìn náo nhiệt. Kế tiếp nhật tử, Đỗ Quyên thực nhàn nhã mà ở nhà dưỡng, cũng không ra cửa, mỗi ngày bất quá nhìn xem thư, làm vẽ tranh, làm chút kim chỉ, sớm muộn gì tập võ. Thời tiết ấm áp thời điểm, cũng đi đất trồng rau xả thảo, xử lý mạch mà cùng cây cải dầu. Lâm Xuân thường tới xem nàng, cũng cùng nàng thảo luận việc học. Tại đây Tuyển Thủy thôn, trừ bỏ Hoàng Nguyên cũng liền Đỗ Quyên có thể cùng hắn nói này đó. Lại nói Phương Hỏa Phượng, trải qua tháng riêng mùng một ngày dày vò sau, mỗi ngày cố ý đọc thi thư, lại thường đánh đàn dưỡng tính, hơn nữa Đỗ Quyên cũng không thường đi hoàng gia, Hoàng Nguyên đối nàng như nhau phía trước, nhật tử toại quy về bình tĩnh, nàng cũng dần dần bình phục. Người đều có mềm yếu thời điểm, nàng từ hào môn tư buôn tới này hương giá, ngẫu nhiên mềm yếu vô thố cũng là bình thường sự. Cường như Đỗ Quyên, không phải cũng từng cực kỳ bi ai thất thố sao? Tháng riêng 12 ngày, nàng theo Hoàng Nguyên đám người đi vào cây lê mương thôn chúc Tết. Nhận đại cứu ra vì càn ra ra, từ đây dưỡng ở nhị lão dưới gối. Tháng riêng 14 ngày, Hoàng gia người cáo từ phản ra. Trước khi chia tay, Hoàng Nguyên dặn dò Phương Hỏa Phượng an tâm ở, hắn có rảnh sẽ đến xem nàng. Phương Hỏa Phượng dịu ngoan mà ứng, cũng kêu hắn yên tâm. Sau đó, nàng cùng Hồng Linh mắt nhìn bọn họ đi lên đường núi, thẳng đến nhìn không thấy. Lúc này, nàng trong đầu không nảy nhiên hiện lên Đỗ Quyên thân ảnh. Hoàng Nguyên sẽ thường đi xem nàng sao? Đây là nhất định, bọn họ vốn chính là tỷ đệ. Chỉ là Lâm Xuân không ở, nàng cũng không ở, bọn họ có thể hay không châm lại tình xưa. Hoặc là nói, là tái tục tiền duyên. Bởi vì nàng cảm thấy Hoàng Nguyên đối Đỗ Quyên căn bản không bỏ xuống được. Tái tục tiền duyên mới hảo đâu. Nàng yên lặng thầm nghĩ, chỉ có đem sở ái nữ tử đặt ở bên người, mới có thể lệnh nam tử hồi tâm. Nếu luôn là yêu say đắm vướng bận lại không chiếm được, liền sẽ suốt ngày nhớ thương. Một lòng tổng ở bên ngoài, chung không phải kế lâu dài. Trải qua mấy ngày nay dày vò, nàng đến ra cái này kết luận. Đỗ Quyên rời đi, nàng thành phá hư nàng cùng Hoàng Nguyên cảm tình bất nghĩa người, liền thua một nửa. Nếu là Đỗ Quyên lưu lại, nàng tư buôn ảnh hưởng rơi chậm lại, từ bỏ nhiều nhất chính là chính nàng, vậy thành công một nửa, sau này chậm rãi thì tốt rồi. Cũng bởi vậy, nàng chua xót tâm hảo qua chút. Hoàng Nguyên đối Đỗ Quyên như thế nào, nàng hoàn toàn có thể không cần để ý, không cần khó chịu. Nhìn nảy mầm xuân ý dãy núi, nàng lẳng lặng lập đã lâu, mới trở về. Tháng riêng 12 ngày, Lâm Xuân cũng rời đi Tuyển Thủy thôn, lại phó phủ thành cầu học. Đỗ Quyên tiễn đi hắn sau, ngồi ở trên gác mái minh tưởng nửa ngày. Nàng không thể bị động chờ đợi Lâm Xuân, nàng phải đối tương lai có cái quy hoạch. Chỉ là lúc này, nàng không hề giả thiết. Nàng muốn đem tới nàng sẽ cùng Lâm Xuân sinh hoạt ở Hồi Nhạn Cốc Hồi Nhạn Đảo. Hồi Nhạn Cốc thực mỹ, này trong núi các nơi đều mỹ, nhưng ra vào lui tới đều yêu cầu phi phàm thân thủ. Vì sinh hoạt càng thoải mái, nàng tốt nhất khổ luyện võ công, luyện hảo võ công, đem Hồi Nhạn Cốc làm hang ổ, nhàn hạ khi tác cùng Lâm Xuân đi du lịch Đại Tĩnh, no xem các nơi sơn xuyên đại hồ,
lãnh hội này dị thế hảo phong cảnh, phương không phụ kiếp này, cũng không phụ xuyên qua một hồi. Định ra nhân sinh mục tiêu sau, nàng liền khắc khổ lên, mỗi ngày sớm muộn gì cần luyện võ công không nói, còn thiết chí một ít đặc thù quy định, tỉ như trên dưới lâu căn bản không đi thang lầu, xuống dưới khi trực tiếp thả người nhảy, đi lên tắc từ tường viện leo lên, còn đem như gió đương bồi luyện, trèo đèo lội suối, thang thủy qua sông, phàn tuyệt bích, hạ thâm khe, hoặc cưỡi lão hổ tận tình chạy băng băng. Sinh hoạt liền nhiều vẻ nhiều màu lên. Chỉ là nàng như vậy, nhị ni liền theo không kịp. Có hồi nàng trong lúc vô tình thấy Đỗ Quyên từ lầu các thượng phi thân mà xuống, cả kinh sau một lúc lâu không khép miệng được. Qua đi nàng lôi kéo Đỗ Quyên muốn dạy nàng, biểu tình thập phần kiên định. Đỗ Quyên chỉ phải cổ vũ nàng khổ luyện, nàng liền cũng sớm muộn gì khổ luyện lên. Làm cho bệnh chốc đầu cũng không được an bình, chỉ phải bồi tức phụ luyện. Trong nháy mắt liền đến xuân về hoa nở mùa, Đỗ Quyên ra trước cửa sau hè cây cải dầu đều trường đi lên, nhổ giò mọc vòng, khai một mảnh hoa cúc. Phòng sau núi sườn núi thượng lại khai hảo chút hồng Đỗ Quyên, còn có cây xanh cỏ xanh, đá xanh mặt tường than trì tiểu ngói gỗ thô sắc lan can phòng ốc, cùng chân núi uốn lượn con sông, hình thành một bức sắc thái hoa mỹ tranh vẽ. Tại đây cảnh xuân tươi đẹp mùa, Đỗ Quyên tâm tình khi tốt khi xấu. Tốt thời điểm, tự nhiên là cùng cảnh xuân giống nhau sáng lạn. Hư thời điểm, cũng không phải thực không xong, chẳng qua có chút nho nhỏ yêu thương. Ở cảnh xuân nhuộn đẫm hạ, này yêu thương cũng trở nên rất mỹ lệ. Một chút nhàn nhạt sầu, giống như sáng sớm sương mù, bị ánh mặt trời một chiếu liền tan đi, chỉ để lại mộng ảo ấn tượng. 3 tháng sơ một cái buổi chiều, Đỗ Quyên cùng nhị ni từ sau núi trở về, quải quá Nam Sơn chân, liền thấy sơn biên mấy hộ nhà, đầu tiên là Lý gia, tiếp theo là Đỗ Quyên gia, sau đó là bệnh chốc đầu gia, nhất nhất ánh vào mi mắt. Chính là Đỗ Quyên lại đột nhiên dừng lại bước chân. Nhị ni cảm thấy không đúng, cũng dừng lại. Chỉ thấy Đỗ Quyên trước ra môn sườn núi hạ, đứng rất nhiều người. Nhị ni không biết những người này địa vị, Đỗ Quyên vừa thấy bọn họ trên người khôi giáp vũ khí, liền biết là đại tinh quan binh. Hạng nặng võ trang đại tinh quan binh, cùng này cổ xưa sơn thôn cử không phối hợp. Này trong núi rất nhiều người sợ là cả đời cũng chưa gặp qua này trận trượng. Đây là có chuyện gì? Đỗ Quyên trong đầu chuông cảnh báo vang lớn. Nàng tuy rằng biết này thân hình có chút lai lịch, lại tuyệt không dám hy vọng xa vời bầu trời rớt bánh có nhân. Trước mắt những người này vừa thấy liền tới giả không tốt, dẫn đầu cái kia quan quân chính khí thế rào rạt mà phất tay, xem những cái đó quan binh chạy động phương hướng, lại là đem nhà nàng cấp vây đi lên.